Chương 1678, trực diện với Kiều Báo Quốc. Sợ gì, hai chúng ta cùng nhau ngủ, còn sợ Trần Lão thấy sao? Ông ta thấy thì càng vui, không nói gì đâu. Diệp Lão Đại ôm chặt hơn nữa, còn xoay vòng nữa chứ. Khụ khụ. Phía sau truyền đến tiếng ho khan, Diệp Phàm quay đầu nhìn, không ngờ là Trần Quân, vẻ mặt cười quái dị nói. Lão Đại, gần đây mắt mũi em không tốt, không nhìn thấy gì hết. Biến. Diệp Lão Đại hừ thanh nói. Im biến, em biến. Trần Quân với vẻ mặt đáng khinh, cười bỏ đi. Người này thật là. Diệp Phàm chỉ vào bóng dáng Trần Quân hừ nói. Anh xem, nói là có người nhưng anh không tin, chúng ta trở về thôi. Kiều Viên Viên nói. Buổi tối ngày năm, Diệp Phàm tới Bắc Kinh, liền thẳng đến Hồng Diệp Bảo. Viên Viên, chúng ta buổi tối ở Hồng Diệp Bảo thân mật một chút. Diệp Lão Đại cười gượng một tiếng, quét qua cặp ngực của Kiều Viên Viên liếc mắt một cái, lập tức thấy có chút kích thích. Nghĩ thầm, của Lạc Tuyết hình như lớn hơn một chút. Bố đây thích ngực to, không có ngực to thì chẳng có ý nghĩa gì, mò chúng toàn là xương cốt, cảm giác không bằng mò ngực to. Đàn ông mà, lúc ngắm thì thích ngắm mỹ quan của khung xương nhưng khi thưởng thức thì thích cảm giác tình dục hơn. Không được, ba gọi anh qua, ngày mai chắc hẳn còn có vài người có thân phận đến chúc Tết. Ba gọi anh đến tiếp khách anh biết không? Kiều Viên Viên trắng mắt có chút đáng khinh liếc mắt một cái, hừ nói. Hôn trước đã, còn lại nói sau, giờ Thiên Vương Lão Tử có bảo anh cũng vô dụng. Diệp Lão Đại khí phách 10 phần, ôm Kiều Viên Viên kéo vào trong, Lão quản gia vừa thấy tư thế Diệp Phàm trong lúc này, tính lên báo cáo công tác một năm qua nhưng lại không đi nữa, vội vàng bỏ đi chỗ khác. Cứ như vậy, Kiều Đại Tiểu Thư đáng thương bị Diệp Lão Đại đè xuống bãi cỏ bên ngoài Hồng Diệp Bảo sờ bóp. Nếu không phải lo lắng lão quản gia trông thấy thì chắc hẳn hai người đã làm luôn trên cỏ. Xem anh kìa, làm nhăn hết quần áo của em rồi, thật đáng ghét. Sau khi đứng lên, Kiều Viên Viên một bên sửa sang lại quần áo, một bên oán giận nói. Vậy thì sao? Diệp Lão Đại nói cứng. Không lâu sau hai người tới đại viện Kiều gia. Bước vào trong đại sảnh, Kiều Viễn Sơn buông tờ báo trong tay xuống. Diệp Phàm nhẹ nhàng ngồi ở phía đối diện trên sofa. Gần nhất sống ở Hải Đông vẫn ổn chứ? Kiều Viễn Sơn thản nhiên ngắm Diệp Phàm liếc mắt một cái hỏi. Thời gian một tháng trong nháy mắt đã trôi qua, vấn đề của Hải Đông vẫn tương đối lớn. Chẳng hạn phương diện chống lũ, vấn đề lớn nhất trong đó chính là vấn đề mỏ. Trước khi đi Hải Đông khi, phải giải quyết được vấn đề đó, rất khó. Hơn nữa, nếu cứng nhắc phong tỏa mỏ thì kinh tế Hải Đông chắc chắn sẽ đi xuống, như vậy cũng không tốt. Con thấy có chút tiến thoái lưỡng nan. Diệp Phàm có chút khó xử, nói. Nếu Phí Mãn Thiên đã chỉ thị qua, quyết định phải thanh trừ một lô mỏ đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, đối với sự phát triển kinh tế quyết định này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đến. Làm sao bây giờ đây? Con chỉ có thể bắt tay vào khôi phục kinh tế từ những phương diện khác. Dùng sự phát triển của những phương diện khác đến thay thế một đại bộ phận đóng kín của mỏ. Phí Mãn Thiên đều đã chỉ thị rồi, cho thấy việc này đã rất nghiêm trọng, chắc hẳn là có người đã nói đến Trung ương. Chỉ có điều vẫn chưa đưa lên mặt bàn họp bàn luận mà thôi. Việc này, Phí Mãn Thiên còn đang đè nặng trong lòng, chủ yếu xem con có thể đưa ra biện pháp nào hữu hiệu hơn hay không. Bằng không, thực sự đến lúc cả Phí Mãn Thiên cũng che giấu không được nữa thì Hải Đông tất phát sinh ra chuyện không nhỏ. Kiều Viễn Sơn nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Con cũng có nghĩ tới một vài biện pháp thay thế, tỉ như tăng mạnh việc thu hút đầu tư, phát triển nhà xưởng, làm sống dậy kinh tế. Còn có thêm phát triển các ngành nghề đặc biệt của bản địa. Cảng hạn đào mộc là một hạng mục lớn của huyện đào mộc Hải Đông. Dự án này thật ra con đã sớm nghĩ sẵn trong đầu. Thứ hai chính là dựa vào khe suối Vượng Phu Hải Đông, mở rộng cải tạo thành thị, điểm tô bộ mặt thành phố thêm đẹp. Chủ yếu nhất chính là đưa nhóm quặng của thành phố Hải Đông vào quỹ đạo bình thường. Con biết chuyện này rất khó nhưng là quyền chủ tịch thành phố, chuyện có khó hơn nữa thì cũng phải làm được. Diệp Phàm tỏ thái độ khá kiên quyết. Ừ, con có quyết tâm là tốt rồi. Tuy nhiên, ba nghĩ Phí Mãn Thiên có phải có tính toán khác hay không? Có phải muốn mượn chuyện mỏ để chỉnh đốn thứ nào đó hay không? Hải Đông phỏng chừng không phải là địa bàn của Phí Mãn Thiên. Trước giờ, trong đầu các quan chức đó nghĩ gì đều có pha thêm chút ít cảm tình chính trị cá nhân. Chẳng hạn,
ông ta muốn mượn việc tẩy bài Hải Đông một lần nữa để thâu tóm Hải Đông vào trong tay mình. Có người phản đối độc đoán, nhưng ba muốn nói, độc đoán không được. Nhưng là cán bộ chủ quản một địa phương, không có chút quyết đoán nào thì cũng không được, đến thủ hạ bên dưới cũng không khống chế được, thì sao có thể chủ chính cả thành thị, cả một khu. Nếu là Phí Mãn Thiên thì cũng thế, những lời ông ta nói ra chỉ ít ở tỉnh Nam Phúc này phải có người nghe mới được. Bao gồm thành phố Hải Đông trong đó, lời của bí thư tỉnh ủy không ai nghe thì còn gọi là bí thư tỉnh ủy sao. Cho nên, trên phương diện này lại có sự tranh quyền, quy kết lại thì là tranh cãi về quyền nhân sự. Kiều Viễn Sơn chỉ một lời thôi liền đánh thức Diệp Phàm. Ừ, nghe nói bí thư của Hải Đông là Phạm Vĩ có dựa hơi mượn thế của chủ tịch tỉnh Yến Xuân Lai, có lẽ điểm này bí thư Phí cũng thấy được, cho nên đưa con đến Hải Đông. Chẳng lẽ bảo con đi làm dối? Diệp Phàm nói, làm dối hẳn là không, tuy nhiên, sau khi con đến Hải Đông, vận mệnh Hải Đông chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa nhất định. Chỉ cần có biến hóa thì còn có cơ hội có lợi cho Phí Mãn Thiên một lần nữa triệu tập nhân sự. Là tỉnh ủy bí thư, lòng dạ ông ta không như lòng dạ của con, sao có khả năng so sánh. Lòng dạ ông ta nghĩ về phương hướng lớn, chứ không phải muốn khống chế thành phố Hải Đông. Ông chỉ ở trên cây thụ hưởng quyền uy bí thư tỉnh ủy của chính mình. Ông phải làm cho Yến Xuân Lai xem, tỉnh Nam Phúc này, rốt cuộc ai đang làm chủ. Kiều Viễn Sơn nói, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, lại tiếp. Buổi sáng ngày mai chắc hẳn sẽ có một vài cán bộ đến nhà, con ngồi một bên cùng ba chiêu đãi khách. Con hiểu rồi ba. Diệp Phàm gật gật đầu. Con về Phí Gia Trang chưa? Kiều Viễn Sơn hỏi. Năm nay bể bộn nhiều việc, cuối năm vẫn chưa đi chúc Tết, con nghĩ tối mai sẽ đi. Diệp Phàm đáp, ừ, Phí Gia Trang con nhất định phải đến. Kiều Viễn Sơn nói, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, còn nói thêm. Nghe nói con cũng thường xuyên đến Triệu Gia, còn nhà của ông cụ Phượng nữa. Triệu Gia đến vài lần, Phượng Gia thật ra rất ít đến. Diệp Phàm nói, Tết nhất mà, đi một chút không sao, nên thường xuyên đi, đôi khi nhờ vậy mà có thể nhờ vả được. Kiều gia chúng ta về phương diện tổ chức cũng không đến nỗi. Nhưng bên tổ chức cũng không phải vạn năng. Đôi khi, chúng ta cũng có một số việc nằm ngoài tầm tay với, mọi chuyện đa phần đều dựa vào chính con. Hơn nữa về phía phó chủ tịch đường con cũng cần đi lại nhiều một chút. Nếu phó chủ tịch đường tặng con tranh thì cho thấy trong mắt ông ta đã có con. Có thể lọt vào pháp nhãn của phó chủ tịch đường, cho thấy đó là tạo hóa của con. Quan hệ này nhất định không thể để bị đứt. Hơn nữa, con không được lơ đãng, phải cố gắng, phải hoàn thiện mình mới được. Ba cũng sắp 60 rồi, tại vị ngang dọc cũng không được lâu. Thế hệ tiếp nối của Kiều gia, không có bao nhiêu người là có phân lượng. Chúng ta có thể đỡ cho con được bước nào thì tính bước đó. Đặc biệt là con cùng Báo Quốc, Thế Hào, các con phải giúp đỡ cho nhau mới được. Mặc kệ là có tức giận hay không, con cũng phải khoan hồng độ lượng một chút mới đúng. Kiều Viễn Sơn nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói. Con vốn không có gì. Diệp Lão Đại nói tới những lời này thấy có chút chột dạ, bởi vì lần trước khi đến địa khu Nam Lĩnh xử lý chuyện Lão Lang khi đó trong lòng Diệp Lão Đại có quỷ kế. Đương nhiên, chuyện Kiều Báo Quốc có thủ đoạn nhỏ cũng là nguyên nhân khiến cho trong lòng Diệp Lão Đại phẫn nộ. Không có gì là tốt rồi, tuy nhiên, lần trước Báo Quốc có nhắc đến chuyện Long Mộ gì đó, rốt cuộc sao lại thế này? Kiều Viễn Sơn cũng không phải là người dễ tin như vậy, thản nhiên hỏi. À, lúc ấy thủ hạ của bí thư địa ủy Nam Lĩnh Điền Chí Không, cũng chính là bí thư huyện ủy Lang Đình Tống Cương tìm cho ông ta một long mộ, chuyện này, độc thư định là trái pháp luật. Lúc ấy còn có giải oan cho một lão lang, cho nên khiến Tống Cương nổi giận. Vừa lúc tra ra được Tống Cương có làm việc này, cho nên, buộc Điền Chí Không cuối cùng phải xuống tay, Tống Cương nghe nói cũng bị điều chỉnh công tác. Đến mặt trận tổ quốc của địa ủy dưỡng lão. Diệp Phàm sơ lược nói. Trời, căn cứ chính xác và tốt như vậy vì sao không đưa cho Báo Quốc? Ít nhất, thì Báo Quốc hiện tại ở địa khu Nam Lĩnh sẽ không bị động như thế. Con chẳng lẽ không biết, vì phát triển sản nghiệp điền trà của Lang Đình, gần đây Báo Quốc cùng bí thư Điền Chí Không ở trong cuộc họp của địa ủy ủy viên không ngờ đã xảy ra xung đột trực diện. Hiện tượng này thật không tốt. Chủ tịch địa khu cùng bí thư phát sinh xung đột, nếu truyền ra ngoài thì đối với danh dự của Báo Quốc thật không tốt. Nhân vật số 1, số 2 không hợp là chuyện rất bình thường,
nhưng về mặt phương hướng, phương châm lớn, thì ngoài mặt hai người vẫn nên có biểu hiện thân thiết. Phía sau có trở tay, thậm chí vì ích lợi của một số phương diện nào đó mà hai người đối đầu nhau, phá nhau thì cũng đều có thể phát sinh cả. Báo quốc mới đến Nam Lĩnh không bao lâu, không ngờ lại phát sinh sự tình này. Đối với báo quốc mà nói thì là vết thương rất cực đoan. Về sau hai người căng thẳng quá thì Điền Chí Không dù sao cũng vẫn là bí thư địa ủy, lại là người địa phương, thâm căn cố đế, còn nói báo quốc về sau làm thế nào mà phát triển ở địa khu Nam Lĩnh được. Kiều Viễn Sơn vẻ mặt nghiêm túc, nói đến đây thì nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Tôi thật sự không nghĩ tới, chúng ta sắp là người một nhà, không ngờ lại ở phía sau lưng đâm tới một dao. Cậu không giúp thì tôi đi, nhưng cũng không thể làm như thế có phải hay không? Hơn nữa, Kiều báo quốc tôi có chỗ nào có lỗi với cậu? Chỉ là trước kia cậu với em gái tôi có chút gì đó, Kiều báo quốc tôi là anh chỉ nói vài câu, đó cũng là vì muốn tốt cho em gái. Người nào làm anh mà không hy vọng em gái có cuộc sống hạnh phúc? Kiều báo quốc ngồi một bên vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Phàm giảng đạo. Diệp Phàm, việc này có phải có thật hay không, anh chưa từng nói với em. Kiều Viên Viên ngồi một bên vừa pha trà vừa quay đầu hỏi Diệp Phàm. Đương nhiên là thật. Diệp Phàm gật gật đầu. Sao anh có thể làm như vậy? Kiều Viên Viên với vẻ mặt thất vọng, nhìn chằm chằm Diệp lão đại, đôi mắt có chút đỏ, giảng đạo nói. Em biết anh không thích em, anh có người khác, ở Phượng gia thì có Phượng Khuynh Thành, ở Triệu gia có Tiểu Tứ. Nếu anh thực không muốn cưới em vậy anh cứ nói thẳng, Kiều Viên Viên em quyết không rằng níu kéo, em sẽ đi làm ni cô. Diệp lão đại nghe xong đầu có chút lâng lâng, không thể tưởng được Kiều Viên Viên cũng xen vào. Hơn nữa, sức tưởng tượng lại phong phú như thế, chuyện Nam Lĩnh chưa xong giờ không ngờ lôi luôn chuyện Triệu gia, Phượng gia vào. Phụ nữ khi muốn gây chuyện thì tuyệt đối thuộc loại không phân rõ phải trái. Chương 1679, tranh cãi trong đại viện Kiều gia. Mà Kiều Viễn Sơn thản nhiên ngồi uống trà. Diệp Sung, mẹ Kiều Viên Viên nghe xong phỏng chừng trong lòng cũng rất khó chịu, ngồi yên lặng nhìn. Lúc này, Tô Hương Linh vợ Kiều báo quốc chu mồm thè lưỡi nói. Viên Viên, chị thấy em bị mờ mắt rồi, làm sao em lại tin một người lòng lang dạ sói như vậy chứ? Chị nghĩ có lẽ em nên cắt đứt càng sớm càng tốt, bằng không, về sau em nhất định sẽ hối hận. Ngay cả người thân còn không có tình cảm, nói yêu em, là giả đó. Anh cũng thấy vậy. Kiều báo quốc lại hừ lạnh nói, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nói thế đã đủ chưa? Diệp Phàm hừ một tiếng, liếc nhìn mọi người trong đại viện Kiều ra một cái, nói. Có phải đến đây để phê phán nhau không? Vốn việc này tôi không định nhắc lại, nếu mọi người ép tôi cũng phải nói ra. Cậu nói, cậu có thể nói gì được đây? Kiều báo quốc thản nhiên hừ nói. Chuyện thiên hạ, anh làm rồi, có người biết cả. Kiều báo quốc, chuyện lão lang trung anh giải thích thế nào đây? Đừng nghĩ là tôi không biết rõ chuyện đó, Kiều báo quốc, anh định biến tôi thành thằng ngốc để đùa giỡn có phải không? Hôm nay, tôi và anh đối mặt nhau, anh giải thích đi, Diệp Phàm tôi đây không phải là một thằng ngốc. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Kiều báo quốc nói. Họ Diệp kia, tôi làm cái quái gì nào, cậu hãy nói thẳng ra đi. Nếu Kiều báo quốc tôi làm chuyện không đúng, tôi sẽ nhận lỗi trước cậu. Kiều báo quốc nói rất mạnh miệng, anh ta cho rằng Diệp Phàm không có chứng cứ gì, nên không thể cãi được. Anh đừng nói anh không biết chuyện chỗ dựa của lão lang trung, Tằng Hoa là ai. Kiều báo quốc, anh chỉ cần trả lời một câu thôi. Anh đúng là người lòng lang dạ sói. Lúc trước, để có thể làm cho anh ngồi vào vị trí cục trưởng công an, tôi đã điều chuyển công tác của Lý Sương Sơn, coi như là dọn sạch chướng ngại vật cho anh. Anh nói có ân tất báo. Không ngờ anh nghe một số người xúi dục, rốt cuộc nghĩ sai về tôi. Chẳng qua lúc này Kiều báo quốc anh có ngụ ý, muốn lợi dụng việc đọ sức giữa Diệp Phàm tôi và bí thư Điền Chí Không thôi. Đến lúc đó, anh ngựa ông đắc lợi ngồi vào vị trí chủ tịch địa khu. Giọng điệu Diệp Phàm càng lúc càng lạnh lùng, Kiều Viễn Sơn liếc mắt nhìn, thấy lão già này vẫn bình tĩnh uống trà. Giống như chuyện của con cháu không liên quan đến ông ta. Lão già thật đúng là bình tĩnh. Rút cuộc ông ta có ý gì, chẳng lẽ thật sự là không quan tâm, hay là có mục đích khác, trong lòng Diệp Phàm có chút buồn bực. Sau này mọi người sẽ hiểu được việc tôi làm, cậu là em rể tôi làm sao có thể hại cậu. Và lại, Kiều báo quốc tôi làm được như vậy sao?
thật sự là chê cười. Kiều Báo Quốc chỉ vào Diệp Phàm nói, có chút tức giận. Hơn nữa, vẻ mặt còn tỏ ra khinh thường. Nói bậy, ở đây ai nói bậy, nghe vậy là hiểu rồi, tôi tin tưởng trưởng ban Kiều. Diệp Phàm cố tình đem việc này nói với Kiều Viễn Sơn xem ông ta còn giữ được im lặng không. Đừng nhắc đến ba tôi, việc của ông ấy không liên quan tới tôi, đây là việc giữa hai chúng ta. Hôm nay không nói rõ ràng đừng trách Kiều Báo Quốc tôi không coi cậu là em rể. Không ngờ khí phách Kiều Báo Quốc tràn đầy, đẩy lão tử đô qua một bên bỏ đi. Xem ra, chuyện Long Mộ lần trước đúng là khiến cho anh ta căm tức. Anh có quyền gì chứ, chuyện của tôi và Viên Viên không liên quan tới anh. Đừng nói là việc anh có nhận tôi là em rể hay không. Nói thực, tôi cũng chẳng muốn nhận anh là anh vợ đâu. Anh còn mặt mũi nào nói đi giải quyết chuyện của mọi người. Anh làm chủ tịch địa khu, chẳng những không giúp được gì, lại còn lén lút xúi giục Tằng Hoa đâm đằng sau lưng. Tôi bắt người, anh sai khiến Tằng Hoa thả người. Khá lắm, anh vợ ạ, tôi lĩnh giáo rồi. Cho nên anh dám nói là anh không có, bằng không, Tằng Hoa biết rõ quan hệ của tôi và Viên Viên. Hơn nữa, tôi có ân với anh ta, vì sao chủ tịch xã Tằng có thể thả chó ra. Bí thư khu Điền Chí không quyền lực rất lớn, nhưng ông ta có thể đối đầu được với đại viện Kiều ra sao? Nực cười, Tằng Hoa lại từ bỏ ân nhân là tôi, rồi đi làm đuôi cho Điền Chí không? Trên đời này có chuyện hoang đường vậy sao? Đừng nói là hai anh em Tằng Hoa vốn đi theo Kiều ra đại viện. Lúc ấy, tin tức Long Mộ tôi vốn định đưa cho anh. Tuy nhiên, anh một lần nữa ép tôi. Buổi tối, trưởng phòng công an huyện Lang Đình phái người đi bắt tôi. Anh đã nói với tôi hay chưa? Bọn họ vây đánh, nhân viên công an An Tỉnh, anh có ra mặt không? Lúc tôi đi tìm Điền Chí không, vừa ra tới hành lang thì nhìn thấy Tằng Hoa, trùng hợp quá phải không? Diệp Phàm vừa mới nói đến đây, Kiều Báo Quốc kêu lên. Không phải nói nữa. Thế nào rồi, còn muốn tiếp tục nữa không? Nói thật, vì Viên Viên, Diệp Phàm tôi đã cố gắng hết sức. Nếu Viên Viên cũng hiểu lầm tôi nghĩ... Vợ chồng đáng lẽ phải tin tưởng lẫn nhau, nào biết có tiểu nhân quấy nhiễu nên chịu không nổi thử thách như vậy. Diệp Phàm tôi rất thất vọng. Nói đến đây, Diệp Phàm nhìn liếc mọi người của Kiều ra một cái, nói. Cáo từ. Diệp Phàm, em biết em hiểu lầm anh, nhưng mà, đó là anh trai của em, anh là chồng của em không muốn các anh đấu đá nhau. Đều là người một nhà, lẽ nào không thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện một chút. Có khó khăn cùng giúp đỡ nhau, có trắc trở thì cả nhà cùng nhau giải quyết. Đấy mới là người một nhà chứ, Diệp Phàm, em sẽ cầu xin anh nếu anh không tha thứ cho em. Kiều Viên Viên nói một hồi, Diệp Phàm vẫn đi tiếp, Viên Viên nắm chặt tay Diệp Phàm kéo lại, dường như sợ hắn đi mất. Được rồi, mọi người đã nói ra hết, nói được ra hết là tốt rồi, mọi người đã hiểu được ý của tôi chưa? Kiều Viễn Sơn tự nhiên ngẩng đầu, vung tay, vẻ mặt bình tĩnh. Thản nhiên nói. Cha, con không có làm gì sai cả. Kiều Báo Quốc vẫn còn ngang ngạnh cãi, Kiều Viễn Sơn đập tay xuống bàn, hừ nói. Con còn không sai, con quá sai đó, hãy ngẫm lại xem, con sai ở chỗ nào. Cơ hội tốt như vậy con đều bỏ lỡ, con còn không sai. Đến địa khu Nam Lĩnh có mấy tháng, con xem con làm được cái gì nào. Chẳng làm được cái gì ra hồn cả. Như có mỗi chuyện Điền Trà mà Điền Chí không làm đảo lộn mọi thứ ở hội nghị thường vụ. Về sau, xem con làm thế nào ở Nam Lĩnh. Điền Chí không là ai. Đừng tưởng rằng Kiều ra cái gì cũng có thể làm được. Điền Chí không là địa đầu xà, sống ở Nam Lĩnh vài thập niên, con ở ngoài đến căn bản không thể so sánh được với ông ta. Con và ông ta xảy ra mâu thuẫn trực tiếp, người chịu thiệt chắc chắn là con chứ không phải là ông ta. Ông ta được nhiều người ủng hộ. Con thử kêu to lên, xem có mấy người đi theo con. Hơn nữa, phỏng chừng ông ta có Yến Xuân theo sau. Yến gia cũng không phải không có máu mặt, con cho là lão Kiều gia ta cái gì cũng có thể làm được có đúng không? Chẳng lẽ Kiều Viễn Sơn này phải đến địa khu Nam Lĩnh, gọi Điền Chí không tới nói rõ sự tình cùng con? Con, Kiều Báo Quốc cúi đầu xuống, rõ ràng không lo lắng mấy. Đừng cho là ta hồ đồ, con ở Nam Lĩnh làm gì, cha đều biết hết. Ta vốn định nhắc nhở con một câu, nhưng ngẫm đi ngẫm lại không nói nữa. Kiều Viễn Sơn nói đến đây, thở dài, lại nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Dù sao, có một số việc con cũng phải tự mình trải qua mới có thể nhớ kỹ được. Người ta nói,
mỗi một lần ngã là một lần khôn, qua chuyện này cha muốn con nhớ thật kỹ điều đó. Báo quốc, cha già rồi, nhiều nhất cũng chỉ được vài năm nữa là phải rút lui. Con nghĩ rằng cha không hiểu tâm tư của con, không phải con muốn làm gì Diệp Phàm, mà là con chỉ muốn thể hiện mình. Con thấy Diệp Phàm rất phong độ, cho nên con luôn muốn vượt qua nó. Cho nên, con không nghĩ tới hậu quả mới lợi dụng nó. Con cho rằng người trong thiên hạ đều là đồ ngốc, chuyện rõ ràng như vậy Diệp Phàm có thể không đoán ra được hay sao? Tằng Hoa biết chuyện, nhìn cử chỉ của Kiều Báo Quốc con cũng biết con không có khả năng làm được, rõ ràng việc này là bịt tai trộm chuông. Thực ra cha thấy, con đi làm chủ tịch địa khu, nói thật, con còn chưa đủ tư cách. Kiều Báo Quốc bị Kiều Viễn Sơn phê bình rất nhiều, càng ngày mặt càng đỏ bừng lên. Viễn Sơn, cũng biết việc quan trường sai lầm rồi, dừng lại đi. Kỳ thật, đi Nam Lĩnh công tác cũng khó. Anh không thấy, có mấy tháng xuống đấy, anh gầy đi nhiều à. Hơn nữa, cái tên Điền Chí Không cũng mạnh, nghe mọi người nói là việc gì ông ta đều cũng nhúng tay vào. Đảng ủy hay chính quyền đều muốn nắm giữ, đấy là trái với trình tự tổ chức của đảng. Có một bí thư như vậy, cũng thật sự là khó làm việc. Lúc này, Diệp Dung có chút khó chịu. Ở bên cạnh nói đệm vào. Em đừng ngắt lời, anh đang dạy để con nhớ. Lần này không dạy, về sau còn chịu thiệt thòi hơn. Diệp Dung, chẳng lẽ em muốn chứng kiến con gục ngã trên đường đến Nam Lĩnh hay sao? Anh muốn hậu bối của Kiều gia phải có dũng khí. Cho dù bị đánh vỡ chán cũng phải kiên trì xông lên. Không nên vì vị trí càng ngày càng cao mà không có đại khí tốt. Kiều Viễn Sơn khoát tay, hừ nói. Diệp Dung định nói tiếp. Cuối cũng không dám nói thêm gì. Chú Kiều, con cũng sai ạ. Diệp Phàm thấy mình cũng sai, mà Kiều Viên Viên mắt lại ngấn lệ, nên nói như vậy. Đương nhiên là con có sai, ta nói xong báo quốc rồi sẽ tới lượt con. Con cho là con không sai đúng không? Chuyện này, tuy nói là báo quốc sai trước. Nhưng, nếu con nói một chút với mọi người, không so bì chuyện thăng tiến, chuyện cũng sẽ không đến mức như thế này. Nói đến đây. Kiều Viễn Sơn liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Đừng nói với ta là các con không nghĩ đến tính nghiêm trọng của việc này. Hẳn là con đã đoán ra rồi, nhưng con vẫn làm. Vậy giải thích làm gì, giải thích thì con cũng đã làm rồi. Nếu lúc ấy con có thể đưa ra chứng cớ về báo quốc. Ta nghĩ, mặc dù báo quốc muốn vượt mặt con, nhưng cũng phải cân nhắc một chút, có phải không? E rằng, sau chuyện này, hai con sẽ tự loại bỏ lẫn nhau. Cho nên, làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi làm. Con xem, hai con làm như vậy thì được cái gì, cả hai đều thiệt thân thôi. Để cho chính mình gặp bất lợi, cho người ngoài hưởng lợi. Đây là việc ngu xuân nhất, chúng ta làm gì cũng phải chú ý có lợi cho mình, có lợi cả cho người khác càng tốt. Hơn nữa đây là một bài học, chính con cũng có thêm một bài học. Và đương nhiên còn có thể dùng nó khi con cần. Chú Kiều, con hiểu rồi ạ. Diệp Phàm gật gật đầu. Chương 1680, Triệu Tứ đính hôn. Cha, con hiểu rồi. Kiều Báo Quốc cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt xấu hổ nói. Nếu đã hiểu thì điền trà của huyện Lang Đình địa khu Nam Lĩnh hai người đều biết rõ. Về việc phát triển trà mà nói thì Diệp Phàm rất có kinh nghiệm. Cậu ấy đã làm cho trà Thanh Vụ hiện tại nổi tiếng trên thị trường thế giới. Diệp Phàm, trước tiên con nói xem. Làm thế nào để phát triển điền trà của Lang Đình? Kiều Báo Quốc đi Nam Lĩnh mấy tháng rồi, không những không có thành tích nào, mà còn lại cùng bí thư Điều Chí Không ầm ĩ một trận. Kiều Báo Quốc muốn phát triển điền trà, Điền Chí Không bí mật sai người động thủ ở huyện Lang Đình, kết quả là toàn bộ điền trà bị phá hết. Kiều Viễn Sơn nói, cha, huyện Lang Đình nhiều họ điền lắm, toàn bộ bọn họ đều nghe theo Điền Chí Không, chỉ một câu, điền trà bị phá mất gần một nửa. Cho nên, con không thể kiềm chế được. Ở hội nghị thường vụ, Điền Chí Không vạch ra đại cục, tương lai phát triển kinh tế của Nam Lĩnh bị hủy. Cây trà phải phụ thuộc vào họ Điền. Đúng là hoang đường. Kiều Báo Quốc vẻ mặt oán giận, nói. Điền Chí Không cho người phá trà, chúng ta hoàn toàn có thể cho người trồng lại. Chỉ mất một năm là Điền trà sẽ phát triển lại, nhưng thật là tiếc Điền trà bị phá kia. Tuy nhiên, Điền Chí không tin vào phong thủy như vậy. Vì phong thủy mà phá điền trà. Cái này gọi là điểm yếu, mỗi người đều có điểm yếu của Điền Chí Không là đây. Diệp Phàm cười cười nói. Phá điền trà như thế nào? Kiều Báo Quốc không biết xấu hổ mở mồm ra hỏi.
chuyện này có liên quan đến tiền đồ của anh ta cũng chẳng so đo với Diệp Phàm nữa. Nghe nói cha của Điền Chí Không cũng là thầy địa lý, nếu là thầy địa lý, vậy tìm một đại sư có danh tiếng đến hù dọa một chút là được. Mọi ngành nghề đều có Thái Sơn Bắc Đẩu, lời nói của những người này đầy quyền uy và chính là thánh chỉ. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, liếc nhìn Kiều Báo Quốc một cái, nói. Chúng ta muốn chính bí thư Điền phá Điền Trà phải làm lại Điền Trà. Không cần anh ra tay, mặc dù đến lúc đó anh không muốn phát triển Điền Trà, nhưng bản thân bí thư Điền muốn phát triển, khóc lóc đòi phát triển Điền Trà. Đến lúc đó anh sẽ được ngồi mát ăn bát vàng. Ý tưởng và kế hoạch đều tốt, tuy nhiên tìm được một đại sư phong thủy rất khó. Hơn nữa, còn muốn tìm được đại sư khiến cha của Điền Chí Không tin phục. Phỏng chừng, đại sư đó phải có danh tiếng ở trong nước. Nghe nói, đại sư kiểu này thường rất cổ quái. Kiều Báo Quốc nhíu mày, cảm thấy việc này có chút khó làm. Anh, có một người như vậy đó. Lúc này, Kiều Viên Viên đứng bên cạnh cười nói. Ai cơ? Kiều Báo Quốc hỏi. Đại sư Trương Đạo Lâm, nghe nói rất có danh tiếng. Kiều Viên Viên cười nói. Trương Đạo Lâm, có phải vị đại sư xem cho Bộ Tài chính? Nghe nói lúc đó một số đồng chí trong Bộ Tài chính cho rằng hướng cổng của Bộ không được, chính là phong thủy không tốt. Sau đó, đại sư Trương đến xem, nói là được, nên không sửa lại nữa. Kiều Viễn Sơn nói, hình như ông cũng cảm thấy có hứng thú về việc này. Có phải vị đại sư đó hay không con cũng không rõ lắm, nhưng tên thì giống nhau. Diệp Phàm biết ông ý. Kiều Viên Viên cũng không chắc chắn về điều đó lắm. Thấy mọi người đều nhìn mình, Diệp Phàm thản nhiên nói. Chính là ông ta, con gái ông ta đã cầu xin con. Cho nên, chúng ta là bằng hữu. Lúc trước con ở thôn Đại Vũ huyện Đức Bình, ông ta muốn mời con đến thôn Bát Quái chơi. Ha ha, chỉ cần ông ta ra tay, cha của Điền Chí không khỏi phải mất nhiều khí lực. Vậy khi nào em rể mời đại sư Trương tới để anh sẽ nói chuyện với ông ta? Kiều Báo Quốc khẽ nhíu mày, tỏ ra hứng thú. Báo Quốc, con cùng Diệp Phàm đi mời đi, con là người đi cầu ông ấy chứ không phải ông ấy cầu con. Nghe nói người này tính tình khá kỳ quặc, tới đó, con phải chú ý hạ thấp thân phận mình một chút. Con không phải là người của Kiều gia đại viện, con chính là một cán bộ vì dân. Lúc này, Kiều Viễn Sơn giải thích nói. Con biết rồi ạ. Kiều Báo Quốc gật gật đầu. Không cần phải phiền phức như vậy, chừng nào chú muốn gặp ông ta, con gọi điện thoại là ông ấy tới ngay. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Như vậy được không, nếu hỏng việc thì phiền toái. Vì tìm một vị đại sư là rất khó khăn. Kiều Báo Quốc có chút chần chừ. Không sao cả. Diệp Phàm vẫn rất bình tĩnh, Kiều Viễn Sơn cũng gật đầu liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Mời đại sư tới, có lẽ Điền Chí Không sẽ thay đổi ý kiến. Nhưng để Điền Trà phát triển nhanh, còn phải dựa vào khí lực của Diệp Phàm. Con nói một chút kinh nghiệm cách tạo ra thương hiệu trà Thanh Vụ cho Báo Quốc. Hẳn là có tác dụng tham khảo. Xem ra, vì tiền đồ của con trai, Kiều Viễn Sơn cũng để ý tới. Đem toàn bộ tài liệu dưới đáy hòm đưa cho Diệp Phàm. Rõ ràng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Trà Thanh Vụ Thượng Thiên Đồ Tiên Sinh đã từng đến Nam Lĩnh, ông ta đã đánh giá Điền Trà Nam Lĩnh. Nếu làm hài lòng ông ta, biết đâu còn được đầu tư. Về sau, giao cho ông ta việc tạo ra thương hiệu Điền Trà. Hai bên phối hợp với nhau, tuy nhiên, chính sách ưu đãi mới nhất định phải được ủng hộ mới được. Thượng Thiên Đồ với con là bằng hữu, nếu nói với ông ta chắc chắn là ông ta sẽ giúp đỡ. Diệp Phàm nói. Vậy thì tốt. Kiều Báo Quốc gật gật đầu. Cha, ngày mai có vị khách nào đến thế ạ? Lúc này, Kiều Viên Viên cố ý hỏi, Diệp Phàm cũng muốn biết kế hoạch lớn đó. Cái thế của Kiều gia sau này nếu có thể nhờ được thì phải nhờ. Hỏi nhiều như vậy làm gì, ngày mai mọi người sẽ biết. Đến lúc đó hãy đón tiếp khách nhiệt tình. Kiều Viễn Sơn mặt nghiêm, nói. Đi ra đại viện Kiều gia. Diệp Phàm gọi điện thoại ngay cho Đường Lâm bạn học trường Đảng Trung ương, nói Đường Hạo Đông muốn đến chúc Tết Chủ tịch. Muốn Đường Lâm hỏi trước, không biết anh của anh ta có rảnh không? Sau đó, Diệp Phàm cùng Kiều Viên Viên đi dạo phố. Diệp Phàm, nghe nói tiểu tứ của Triệu gia cùng Trương Nhất Đống con trai của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trương Quốc Đông đính hôn rồi. Kiều Viên Viên kéo tay Diệp Phàm, hơi nghiêng người về phía hắn, có vẻ rất tình tứ, Diệp Phàm liếc nhìn một cái, nói.
đến lúc đó bọn họ mời chúng ta lại phải đi uống rượu. Diệp lão đại thản nhiên cười nói. Đương nhiên biết Kiều Viên Viên có ý muốn thử mình, lúc này, vẫn bình tĩnh tự nhiên, tuyệt đối không để lộ ra một biểu hiện lạ gì. Bằng không, tuy nói là Kiều Viên Viên rộng lượng, nhưng phỏng chừng trong lòng sẽ thấy khó chịu. Trong tình yêu, phụ nữ ngoài miệng thường nói không có gì, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Anh không đau lòng à? Kiều Viên Viên bĩu môi, nghiêng người nhìn Diệp Phàm, nói. Hơn nữa, còn véo hắn một cái. Đau lòng gì chứ? Anh có Viên Viên rồi, chẳng lẽ còn nghĩ đến người khác? Diệp Phàm thản nhiên cười cười, như không có gì, quay đầu lại ngắm nhìn Kiều Viên Viên, nói. Hơn nữa, Triệu Tứ làm sao có thể so sánh với Viên Viên nhà chúng ta chứ? Một người là Phượng Hoàng, một người chỉ là chim Hoàng Yến thôi. Diệp Phàm anh có bị mù đâu, chắc chắn Phượng Hoàng sống dễ chịu hơn chim Hoàng Yến. Diệp lão đại cố gắng hạ thấp Triệu Tứ, nâng Kiều Viên Viên lên trên. Ôi trời, người ta là tiểu tứ của Triệu gia ở thủ đô mà lại đem so với em. Nói đến tiểu thư Triệu Tứ, làm gì có ai không biết chứ? Kiều Viên Viên hừ nói. Ha ha, bởi vì Viên Viên nhà chúng ta không màng danh lợi, không muốn tranh giành hư danh thôi. Hơn nữa, anh cũng không thích phụ nữ có danh khí. Đi đâu đều có đại gia chú ý đến, sống vậy mệt mỏi lắm. Làm người có tiếng tăm, đi ra cửa là phải có vệ sĩ đi cùng. Có một lũ chó đi theo mỗi ngày, đến đi vệ sinh cũng bất tiện. Là người bình thường thật là tốt, tự do tự tại, không bị ràng buộc. Diệp Phàm nói đều là thực tế. Coi như anh biết nhìn. Kiều Viên Viên dí sát mặt vào hắn, vẻ mặt thỏa mãn hạnh phúc. 10 giờ tối, Diệp Phàm đưa Viên Viên về đại viện Kiều gia. Vừa mới ra, nhận được điện thoại của Thiết Chiêm Hùng. Diệp Phàm lái xe thẳng đến tứ hợp viện Thiết Chiêm Hùng mua. Tuy rằng Thiết Chiêm Hùng mua tứ hợp viện không lớn, nhưng Thái Phượng Tuyết vợ Thiết Chiêm Hùng sắp xếp rất ngăn nắp. Hơn nữa, lại mời người chuyên thiết kế Lâm Viên đến. Có mấy chậu cảnh, một cái ao nhỏ, cũng có tư thế của tiểu Lâm Viên Tô Châu. Thấy Diệp Phàm đi vào, đầu tiên Thiết Chiêm Hùng đánh cho Diệp Phàm một quyền. Mà còn khá nặng, tuy nhiên, Diệp Phàm gồng lên, Thiết Chiêm Hùng mất thăng bằng, lùi ba bước mới dừng lại được, vẻ mặt kinh ngạc, cười ha ha nói. Ông em, đã lâu không gặp, càng ngày cậu càng nhanh nhẹn đó. Tuy nhiên, Thiết Chiêm Hùng dường như có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Phàm hỏi. Quái, cậu không trở thành phế nhân, vừa rồi tôi mất 8 phần khí lực đấy. Vốn định cho cậu thử một chút, trái lại là tôi phải lui 3 bước. Không đúng, không đúng. Chuyện này nhất định có vấn đề. Hiện tại công lực của tôi đã khôi phục đến bậc ngũ đẳng, cậu mới tứ đẳng, kiểu gì cũng không thể có chuyện như vậy. Có phải gần đây ông em có kỳ ngộ, công lực được khôi phục? Thấy ánh mắt Thiết Chiêm Hùng rực lửa nhìn mình chằm chằm, Diệp Phàm cười khổ một chút, lắc lắc đầu, như muốn giấu giếm. Ông em, cậu không nói ra hả? Hai anh em ta mà cậu cũng phải giấu sao? Tôi biết cậu không tiến vào phạm vi tổ đặc nhiệm A. Thiết Chiêm Hùng hỏi. Khôi phục rồi. Diệp Phàm cũng không muốn gạt anh em, bởi vì, từ sau khi mình thành phế nhân, các anh em ở chung quanh đều đi tìm dược liệu, muốn tìm thuốc hay để khôi phục công lực cho mình. Mấy tháng cũng làm mọi người khổ tâm. Đôi khi, một ngày Thiết Chiêm Hùng còn gọi điện 3 lần cho Diệp Phàm nói là lại tìm được phương thuốc cổ truyền hay. Trong lòng Diệp Phàm cảm kích vô cùng, cho nên, hắn không nghĩ là sẽ lừa gạt anh em tốt. Được, mẹ nó, tôi chỉ biết, Diệp Phàm nhà chúng ta trời đánh cũng không chết, đâu thể trở thành phế nhân được. Thiết Chiêm Hùng lại đập thật mạnh một cái vào người Diệp Phàm. Anh Diệp khôi phục công lực, thật đáng mừng a. Lúc này, Lý Khiếu Phong con của Lý Long đi ra, vẻ mặt vui mừng nói chúc mừng. Chương 1681, trong nhà có sư tử Hà Đông. Ha ha, cảm ơn, cũng là cửu tử nhất sinh, chó ngáp phải rười nên mới có đột phá. Diệp Phàm thuận miệng cười nói. Đột phá? Vẻ mặt Lý Long nghi ngờ. Không biết Diệp lão đại nói vậy là có ý gì. Ông anh có đột phá, có phải nhân họa đắc phúc không, hay lại được thăng cấp? Lúc này, Tề Thiên từ bên ngoài đi vào, nghe được mấy câu liền hét lớn. Nói nhỏ một chút, không mọi người lại phải tới thầy lang chữa tai. Thằng nhóc này, 30 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con. Chẳng điềm tĩnh ra dáng đồng chí thượng tá Tề Thiên gì cả. Diệp Phàm trêu chọc nói. Em không thể điềm tĩnh được.
cả đời này không chừng vẫn thế. Cho dù sau này làm tướng quân, chắc em vẫn như vậy. Hơn nữa, em cũng không muốn thay đổi. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, vì sao phải thay đổi chứ, thay đổi làm sao còn là mình nữa. Cho nên, em vẫn là em, không phải vì người khác mà hùa theo thay đổi. Tề Thiên nói một hồi, đủ các triết lý, Diệp Phàm cảm thấy câu ta rất có chính kiến. Anh Diệp hiện đang ở cấp độ mấy của bát đẳng? Trương Cường và Trương Hùng từ trong đi ra hỏi. Ha ha, trước kia tôi là cấp độ 1 của bát đẳng. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Hiện tại, ít nhất anh cũng phải ở cấp độ 2. Vẻ mặt Lý Long hứng thú, cười nói. Không đúng, ông em, cậu hẳn là phải ở cấp cao hơn. Thiết Chiêm Hùng dương mắt nhìn Diệp Phàm, lắc lắc đầu, mấy người ngồi ghế ở trên đại sảnh, ở giữa để một chiếc bàn vuông, vào mùa đông, ở đây có hệ thống sưởi ấm khá tốt. Được rồi, các vị đều là anh em vào sinh ra tử của Diệp Phàm tôi. Tôi sẽ không gạt mọi người, hiện tại tôi đạt tới cửu đẳng. Diệp Phàm nói, có thể dùng từ thạch phá thiên kinh để diễn tả sự kinh ngạc của mọi người trong phòng. Tề Thiên hét lớn. Sao có thể được, cửu đẳng, có muốn cho người ta sống nữa không? Này, anh Diệp, thật sự là cửu đẳng sao, nghịch thiên quá đó. Vẻ mặt Trương Cường ngạc nhiên nhưng có vẻ rất vui sướng. Chúc mừng ông em. Thiết Chiêm Hùng cầm chén rượu lên, nhìn mọi người nói. Trước kia, Diệp Phàm có thân thủ bát đẳng, giữa chúng ta hắn có công lực cao nhất. Sau lại bị phế đi, anh em chúng ta đều rất buồn. Hắn là người tâm phúc của chúng ta, cùng ở tổ đặc nhiệm A, võ công không thể phế đi có đúng không? Hiện tại, ông em nhân hỏa đắc phúc, đã đạt đến cửu đẳng, ông em đã bước vào hàng ngũ cao thủ đỉnh bậc của thế giới rồi. Ông em có phúc là mọi người cũng có phúc, người tâm phúc của chúng ta đã trở lại. Chúng ta hãy cùng nhau uống một ly, hạ nhất hạ lão đệ. Nếu ông em có thể đạt tới đỉnh cao, chúng ta thấy rất tự hào. Đỉnh cao, anh Thiết, nói dễ vậy sao? Có lẽ cả đời này chỉ dừng lại ở cửu đẳng. Hơn nữa, nói thật với mọi người, tôi đạt được đến cửu đẳng là do chó ngáp phải ruồi, đánh gần đến cửu đẳng. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Này, ông em, cậu sai rồi. Phạm vi đột phá chính là không hiểu tại sao lại đột phá. Nhìn chung từ cổ kim, các đại môn phái võ lâm đều phá bỏ phương thức không có. Nhưng, để mọi người cảm nhận được đột phá, cái này chỉ có thể cảm nhận thôi. Không thể nói rõ ra được. Thiết Chiêm Hùng nói quan điểm của mình. Điểm ấy tôi tán thành, nếu lúc đột phá trải qua rõ ràng. Các đại môn phái cổ kim sớm đã ghi lại một bộ các kinh nghiệm đột phá cho các đệ tử tham khảo. Đáng tiếc, bộ sách đó, chỉ dùng trong môn phái không được truyền ra. Nếu anh muốn tôi nói, chỉ có thể nói một chút thôi. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn Thiết Chiêm Hùng, nói. Để đạt được đỉnh cao, ở trên cửu đẳng còn có thập đẳng, còn tiên thiên đại năng giả tôi chỉ đọc qua, không gặp được tiền bối tiên thiên đại năng giả. Tôi mới chỉ gặp qua được cao thủ tiền bối thập đẳng. Anh, thập đẳng rốt cuộc là thuộc cấp độ gì? Lúc này, Tề Thiên không kìm nổi, liền kêu lên. Ha ha, tôi nghe một vị tiền bối nói qua. Bà ấy nói cao thủ thập đẳng bà chỉ được gặp qua có một người. Bà ấy nói, một cao thủ thập đẳng hoàn toàn có thể chiến thắng được 5 người cấp độ cửu đẳng. Nếu so sánh bát đẳng với thập đẳng, thì khác nhau một trời một vực, căn bản là không thể so sánh được. Lúc này, Diệp Phàm có vẻ hơi đắc ý, liếc mắt nhìn mọi người trong sảnh một cái. Anh, 10 đẳng này rốt cuộc có uy lực như thế nào? Ví dụ như, khó khăn lắm đỉnh bậc tứ đẳng mới có thể đá một cước gãy đôi khối thanh gạch. 10 đẳng kia có thể dễ dàng đá vỡ 10 viên gạch xanh. Không phải. Cảnh giới của võ công sau khi đạt từ bát đẳng trở lên thì không dùng gạch xanh làm tiêu chuẩn nữa. Nghe vị tiền bối kia nói, bàn tay cao thủ thập đẳng có thể xuất ra kình khí. Tất cả mọi người đều biết, ai luyện công lâu, trong cơ thể có sinh ra một loại khí gọi là kình khí, cũng gọi là nội công. Trải qua quá trình tập luyện có thể dung hợp thành khí đặc biệt trong người. Mà loại kình khí này cao thủ bát đẳng có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhưng không thể xuất ra bên ngoài cơ thể. Mà cảm giác càng rõ ràng khi đạt tới cửu đẳng, có thể xuất trưởng ra ngoài cách mấy chục mét. Nói đến đây, Diệp Phàm vận công, một trưởng được xuất ra. Ngay sau đó, trên cái bàn cách đấy mấy mét một chiếc chén bị vỡ làm đôi. Lợi hại thật, cách một đoạn mà có thể công kích được người khác, rất tốt.
Hai mắt Tề Thiên sáng lên, liếc nhìn Diệp lão đại một cái, tự nhiên nháy mắt rồi nói. Anh thử công kích em xem sao. Có thật cậu muốn thử không? Diệp Phàm cười nhạt, hỏi. Cái này. Thấy Diệp Phàm cười kỳ lạ, Tề Thiên cảm giác giống như được cái gì. Tâm nói anh có mấy chuyện xấu, cho nên, liếc mắt nhìn một cái, có chút do dự. Nói còn không can đảm làm sao có can đảm làm. Lúc này, Trương Hùng thản nhiên hừ một tiếng. Ai không dám, anh Diệp, chỉ cho tôi để tôi tiếp đón. Tề Thiên nói. Vậy thì tôi tới đây. Diệp Phàm thản nhiên cười, quăng một chưởng về phía Tề Thiên. Dừng. Tề Thiên đột nhiên kêu lên. Lại làm sao đây, có phải không dám muốn thay đổi ý kiến không? Diệp Phàm trêu chọc cười nói. Anh, ra tay nhẹ thôi, đừng đánh vào mặt nhé. Hai anh em chúng ta thương lượng một tí, mặt mày em nhỏ nhắn anh không được đánh đâu đấy. Tề Thiên cười gượng một tiếng. Thằng nhóc này cậu còn dám đưa Hồng Hạnh ra đấy, không sợ đại phu nhân ở trong nhà kia nhổ mất mấy rúm lông à? Thiết Chiêm Hùng cười nói. Ha ha ha, tất cả mọi người đều mỉm cười. Thứ trưởng Thiết, anh không phải dìm hàng tôi như vậy. Anh em tôi đã đủ thảm rồi. Hiện tại, chỉ có thể khoái hoạt ở bên ngoài một chút. Về nhà, tuy vợ không nói gì, nhưng luôn cảm giác không được tự nhiên. Cặp mắt kia của cô ấy, nhìn rất chăm chú. Trong công việc, đều phải cẩn thận chút. Có lẽ ai gặp vợ của tôi cũng toát mồ hôi. Ai cũng bảo cô ấy là cao thủ, cưới được vợ như vậy đúng là xui xẻo. Những việc mà chúng ta làm cô ấy đều đoán được hết. Vẻ mặt Tề Thiên cay đắng. Ha ha ha, nếu đã biết như vậy càng hiểu được cách ứng phó. Về điểm này đại ca tuyệt đối không có. Trương Cường cười mãi không thôi. Đỡ trưởng của tôi đi, Diệp Phàm xuất ra một trưởng. Ừ, cảm giác như thế nào, giống như có cái gì ở trên mặt vậy. Tề Thiên có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Không phải cậu bảo tôi đánh nhẹ vào mặt. Cậu không cảm giác thấy rất nhẹ à, nếu không thì rất mạnh. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Mạnh thì sẽ rất mạnh, vì đó là cảm giác của kinh khí. Mấy anh ơi, bất cứ giá nào Tề Thiên em cũng vẫn đấu. Đó là tư thế hùng hồn đi cứu nguy đất nước. Đúng là người Anhem Tề Thiên, có thể lấy thân thử đao. Thiết Chiêm Hùng cười châm chọc nói. Lại đây đi. Diệp Phàm xuất ra một chưởng trông rất mạnh vào mặt, tuy nhiên. Cái tát của Diệp Phàm lại quăng ra khoảng không, Tề Thiên giật mình liền lé người. Còn muốn lé à, đỡ lại trưởng này đi. Diệp Phàm trưởng một trưởng vào khoảng không, chiếu đúng vào mông Tề Thiên, Diệp Phàm đoán được Tề Thiên sẽ tránh liền suốt một trưởng cách hơn 10 thước vào đúng chân tường. May mà vào mông, nếu không, mặt mày tôi đã thâm tím. Lợi hại thật, trưởng vào khoảng không thật là hoành tráng, không ngờ, anh còn có thể dùng nội lực, thật là được mở rộng tầm mắt. Tề Thiên đi lên, không tức giận chút nào, nhìn chằm chằm Diệp Phàm tỏ vẻ khâm phục. Anh tiếp tục nói đi. Đương nhiên, cái này, nếu quá xa thì sẽ không có tác dụng, mà nghe nói cao thủ 10 đẳng có thể xuất nội kình ra bên ngoài cơ thể mấy chục mét. Nói một cách đơn giản khác, cách 30 mét bọn họ có thể tấn công cậu. Chỉ cần dùng một trường kình khí có thể đánh bại cậu. Không có bí thuật nào có thể đỡ được, một trường của họ là giải quyết xong cậu. Đương nhiên, để bước ra kình khí thập đẳng cao thủ cũng có hạn, nghe nói nếu quá 50 mét sẽ không còn uy lực nữa. Có thể nói là, bọn họ chỉ có thể công kích trong vòng 50 mét. Nếu xa hơn, sẽ bị hao tổn công lực. Nói cách khác, nội kình của bọn họ không phải lúc nào cũng dùng được, chỉ cần một lần dùng không chính xác là hao tổn hết nội kình. Cho nên, nếu cách một khoảng xa thì không công kích được. Bình thường bọn họ vẫn thích dùng công kích người khác. Càng gần thì càng có uy lực lớn hơn, và hiệu quả rất tốt. Hơn nữa, còn có thể tiết kiệm thể lực, bằng không, cậu dùng nội kình xong, người ở cấp độ cửu đẳng liền giải quyết cậu luôn. Cho nên, cao thủ thập đẳng cũng không phải là quá lợi hại, bọn họ cũng không phải thần. Diệp Phàm nói xong, mắt của mọi người sáng lên. Ôi, tất cả chúng ta cả đời này đều không thể đạt tới đỉnh cao. Thiết Chiêm Hùng thở dài, lắc lắc đầu. Phỏng chừng. Nếu công kích ở khoảng cách gần thì chúng ta không thể chịu được một trường. Tề Thiên có chút ủ rũ, nói. Với thân thủ của cậu, chỉ cần một trường của họ là cậu có thể xuống gặp bà ngoại rồi. Lúc này, Thiết Chiêm Hùng cười nói. Thôi vậy, không nói, chúng ta chúc mừng anh Diệp đi, anh ấy là người duy nhất trong chúng ta có khả năng đột phá cao thủ thập đẳng đỉnh bậc. Lúc này,
Trương Cường nói. Tốt rồi, chúc mừng anh Diệp. Mấy người Trương Cường, Trương Hùng, Tề Thiên, Lý Long cùng hô lên. Loảng xoảng một tiếng, mọi người cùng nhau cụng một ly. Chương 1682, bộ máy Diệp hệ. Anh Thiết, anh mới là người tâm phúc trong vòng tròn của chúng ta. Thằng em đẳng cấp thấp hơn nhiều, chỉ là có chút cậy vào sức mạnh. Nếu nói về mưu trí thì sao bằng anh được, nếu nói về sự gan dạ sáng suốt thì cũng không thể nào so với anh, nếu nói về cấp bậc thì lại càng không bằng anh. Em đề nghị thế này, tiến cử anh Thiết làm lão đại trong vòng tròn của chúng ta. Diệp Phàm nâng chén lên nói. Đúng, đúng, đúng. Lý Long cũng nâng chén lên, nhưng, Tề Thiên cùng vài người khác lại có chút miễn cưỡng. Các cậu không phải tiến cử nữa đâu, tôi mặc dù lớn hơn Diệp Phàm tôn trọng gọi tôi là anh Thiết. Kỳ thực thì tôi cũng biết, Diệp Phàm mới là người có thể gánh vác trách nhiệm lớn lao này. Ông em à, cậu không phải thoái thác, sau này cậu chính là trụ cột trong vòng tròn của chúng ta. Cái vòng tròn này, về sau nên gọi là Diệp hệ ấy chứ. Mọi người nói thử xem thế có đúng không? Thiết Chiêm Hùng không hề có lòng đố kỵ, nâng chén rượu lên cười một cách hào sảng. Đấy là nụ cười từ sâu tận tấm lòng chân thành của anh ta. Đúng vậy, anh Diệp sớm đã là trụ cột cho chúng ta rồi. Lần này, Tề Thiên, Trương Cường và vài người nữa lên tiếng rất dõng dạc. Không được, không được. Diệp Phàm vội thoái thác, nhưng, đẩy đi đẩy lại, cuối cùng cũng vẫn bị mọi người công nhận rồi. Chúng ta về sau sẽ đi theo Diệp hệ của anh Diệp. À anh Diệp, đội ngũ của chúng ta có nên mở rộng thêm lực lượng nữa không? Em nghĩ, đội ngũ của chúng ta sau ngày có thể lành một tổ chức. Bắt đầu từ cơ cấu tổ chức, hiện giờ lực lượng vẫn còn ít, và các ngành công nghiệp có liên quan cũng bị các hạn chế. Vì thế, chúng ta phải mở rộng lực lượng, chiêu binh mãi mã. Từ các ngành các nghề, chọn lấy một vài lực lượng xây dựng quốc gia vừa đúng ý chúng ta, lại tình nguyện sát cánh phấn đấu cùng chúng ta. Đoàn quân của Diệp gia chúng ta phải càng ngày càng lớn mạnh. Diệp ca hiện tại đã là chủ tịch của một thành phố. Sau này, còn phải tiến lên những cương vị lãnh đạo quan trọng hơn, cao hơn nữa. Phó chủ tịch tỉnh, cho đến các vị lãnh đạo quốc gia. Chúng ta đi theo anh Diệp, những tiến bộ của anh Diệp là tiến bộ của chúng ta, tiền đồ của anh Diệp là tiền đồ của chúng ta. Trong vòng tròn này, mọi người đều không thiếu tiền, sẽ không phạm phải những sai lầm về mặt này nữa. Mọi người đồng tâm đỡ lấy Diệp hệ, thì con thuyền lớn này sẽ thẳng tiến phía trước mà đi, các cậu nói xem. Lời đề nghị của tôi được không? Trương Cường rất biết dùng đầu óc, nói lên lời đề nghị của mình. Tôi sớm đã tự nhận mình là một thành viên của Diệp gia quân rồi. Tề Thiên nói. Thế cứ quyết như vậy đi, Diệp hệ đã được thành lập. Mặc dù hiện giờ lực lượng của chúng ta vẫn còn yếu kém, thành viên cũng chưa nhiều. Hơn nữa, so với Kiều hệ, Triệu hệ, Trấn hệ, Phượng hệ và một vài phe phái chủ chốt khác ở thủ đô, thì chúng ta đang thuộc giai đoạn manh nha. Nhưng, tôi tin là, chỉ cần có trụ cột chính, mọi người cùng cố gắng, con thuyền Diệp hệ sẽ càng ngày càng vươn xa. Tôi Thiết Chiêm Hùng không hề bị hoa mắt, tai chưa hề bị điếc. Chắc chắn sẽ được chứng kiến ngày này. Thiết Chiêm Hùng càng nói càng xúc động, nâng chén rượu lên, tay Lão Thiết đột nhiên run run, khiến rượu trong chén tràn ra ngoài. Lão Thiết nhìn đấy được hy vọng, nên xúc động quá rồi. Lại là loảng xoảng. Lần này tiếng cụng ly thật chói tai, Diệp hệ được thành lập ngay tại sân nhà họ Thiết. Anh Diệp, tổ chức chúng ta không những phải kết nạp thêm các cán bộ chính phủ. Em nghĩ, tới cả các lực lượng thuộc về giới minh tinh, thư pháp, tài phú, giải trí, quân đội, tình báo, võ thuật cũng không thể thiếu được. Tới khi ấy, lực lượng mọi mặt đều có, khi cần tới chỉ cần chỉ tay là có rồi. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, kết thành một sợi dây bền chắc. Nếu thua mọi người cùng thua, nếu thắng mọi người cùng thắng. Vì tổ quốc, vì nhân dân, chúng ta nguyện máu chảy đầu rơi. Lúc đó, Lý Long nói. Ý kiến rất hay, nhưng, chuyện này không thể vội vàng được, phải từ từ. Hơn nữa, chúng ta kết nạp thành viên, phải xem xét cho chuẩn. Những loại cây cỏ bám tường vớ vẩn ấy thì không cần tới, chúng ta thương không nổi đâu. Hơn nữa, lực lượng quan trọng ở chất chứ không phải ở lượng. Có đại biểu ở các ngành là được rồi. Tất nhiên là, trong những ngành đó, giới chính trị, giới quân sự, giới giàu có là quan trọng bậc nhất. Diệp Phàm nói, khí phách hùng hồn.
mời người chèo lái còn thuyền Diệp Hệ đồng chí Diệp Phàm ngồi lên trên này. Lúc này đây, Thiết Chiêm Hùng đang rất nghiêm túc, đứng dậy, nhường lại vị trí chính, rồi cung kính mời Diệp Phàm. Vậy thì tôi không khách khí nữa vậy. Diệp Phàm nhìn mọi người, phát hiện ra rằng ai cũng đều mang vẻ mặt trang nghiêm, nên, hắn không thoái thác nữa, bước từng bước chắc chắn lên ghế trên. Nhưng Thiết Chiêm Hùng, Lý Cường vừa dịch mông, thì hắn tự nhiên ngồi ngay ở vị trí ghế bên cạnh. Vốn dĩ, tôi muốn tiến cử anh trai mình là Thiết Thác nhập hội. Nhưng, hiện giờ thấy, tạm thời là chưa được. Thiết Chiêm Hùng nói. Sao vậy, chẳng phải Thiết Thác đã tham gia vào một tập đoàn nào đó sao? Tề Thiên hỏi. Giống bố cậu đấy, hiện giờ tỉnh Việt Đông đang thiếu một chức phó. Anh trai tôi ở ủy ban kỷ luật cũng không có việc gì. Cho dù là có vào cả ủy ban kỷ luật trung ương thì có ích gì, tôi thấy, không bằng tới Việt Đông đảm nhận chức phó là ổn nhất. Hơn nữa, phó tỉnh ủy bên đó cũng như ủy ban kỷ luật thôi, cũng không để anh trai tôi mất đi cái vốn ban đầu. Lúc này, Thiết Chiêm Hùng tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Anh Thiết đã tìm người chưa, vị trí đó phải nắm cho chắc. Ủy ban kỷ luật tỉnh cũng chưa thể được coi là điểm trung tâm thực sự của tỉnh ủy đâu. Họp hội ý cũng chưa có phần. Nếu mà đi Việt Đông, đảm nhận chức phó tỉnh ủy kiêm ủy ban kỷ luật, thì mới đúng là thực sự bước vào vòng tròn trung tâm của tỉnh ủy. Trong đảng xếp hạng cũng đã cao rồi, vả lại, sau này đi con đường nào cũng chả phải là rộng rãi hơn nhiều. Hơn nữa, nếu chỉ chuyên theo ủy ban kỷ luật, thì sẽ bị đắc tội với nhiều người, con đường phát triển sẽ ngày càng hẹp. Diệp Phàm nói, buổi tối tại sao tôi lại lôi ra chuyện này, đành phải nhờ cậy tới Diệp lão đệ. Thiết Chiêm Hùng mặt vẻ trang nghiêm, nói. Anh muốn nhờ cậy nhà họ Phí. Việc này chưa hẳn là một cách tốt, để em xem thử. Diệp Phàm gật đầu, nhìn Thiết Chiêm Hùng rồi nói. Ngày mai bận, tối mai em phải tới Phí Gia Trang một chuyến, cũng phải đi chúc Tết họ cái chứ. Thế này cũng tốt, gọi là có cái danh nghĩa, em tới đó thám thính xem nhà họ Phí nghĩ gì rồi bàn tiếp. Nếu có thể thành thì tất nhiên là tốt rồi, nếu không thành, thì chúng ta tìm con đường khác nhé. Chuyện này phải làm phiền em rồi. Thiết Chiêm Hùng gật đầu, nhìn Diệp Phàm rồi thở dài một cái, nói. Cái câu trong triều không người đừng mong kiếm được chức quan, quả thật là đúng. Đừng nghĩ là tôi lăn lộn trông cũng được, nhưng, tôi e là tới phó bộ thì sẽ phải dừng lại rồi. Cứ lấy anh tôi làm ví dụ đấy, hiện giờ đang là cán bộ cấp phó tỉnh đấy. Nhưng, nếu muốn bước thêm bước nữa lên rời, càng lên chỗ càng ít, toàn là những anh tài, vả lại. Những người ngồi lên được vị trí trên, không được sự ủng hộ của phái trung ương, thì cũng khó mà tiến bộ được. Hay là thế này đi, anh Thiết, em cũng giới thiệu cho anh một vài tập đoàn nhé. Diệp Phàm hỏi. Không cần đâu, tôi đã nói rồi, cả đời này tôi chỉ làm quân cho Diệp Hệ mà thôi. Vì vậy, hy vọng của tôi chỉ có thể ký thác nơi cậu mà thôi. Nếu mà len vào được giới của người khác, sau này anh em ta sống với nhau thế nào đây? Anh tôi không như thế, anh ấy vẫn chưa vào giới chúng ta. Nhưng, bất kể là anh ấy tới giới nào, thì thể diện của chúng ta, anh ấy cũng phải để ý chứ. Tất nhiên, khi trong giới của chúng ta mà có xung đột với giới mà anh ấy tham gia thì... Tôi chỉ còn cách nói xin lỗi mà thôi, cho dù là anh em ruột thì cũng chẳng có ích gì, chuyện trong giới lúc nào cũng phức tạp và tàn khốc như vậy, ai cũng có cách nhìn khác nhau, mỗi người có lợi ích và hoài bão riêng. Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt trang nghiêm, nói. Chuyện này không thể trách anh ấy được, nhưng mong là giữa chúng ta và anh ấy sẽ không xảy những chuyện như vậy. Hơn nữa, nếu Phí Hệ chịu thu nạp anh ấy thì tốt quá. Chí ít thì, Phí Hệ còn phải nể mặt em. Diệp Phàm thản nhiên nói, hắn nhìn Tề Thiên, rồi nói. Giới chúng ta tạm thời vẫn phải bảo mật, sau này cũng phải giữ bí mật. Mọi người hãy tiến hành trao đổi buôn bán hoặc giúp đỡ lẫn nhau trên danh nghĩa bạn bè. Nếu không thì, người ngoài mà biết tới chuyện này, khi nào mà muốn tìm sự viện trợ từ bên ngoài, thì người khác sẽ băn khoăn. Như hiện giờ vậy, chú Tề là người của Phượng Hệ. Chú ấy vẫn rất toàn tâm toàn ý giúp đỡ tôi, cho dù không biết là anh Đoàn có tham gia vào phe phái nào ở thủ đô hay không. Nếu không tham gia, thì là một đối tượng phát triển rất tốt. Giống như đồng chí Trấn Trung Lương, hay đồng chí Lô Vĩ, đồng chí Phạm Cương đều là những đối tượng có triển vọng. Hãy quan sát một thời gian rồi bàn tiếp, tôi nghĩ, bọn họ chắc sẽ tự nguyện thôi. Ha ha, Lô Vĩ thì không cần phải quan sát đâu,
chắc chắn là sẽ tham gia. Nếu không thì em còn gọi anh ta là anh hai làm gì? Còn lão lang, thì không cần phải nói, chắc chắc sẽ là nhân vật quan trọng của chúng ta. Tề Thiên cười nói. Cũng được, lần này trở về Thủy Châu bàn chuyện này với cậu ấy. Diệp Phàm gật đầu, nhìn mọi người, rồi lại nói. Hơn nữa, lực lượng quan trọng trong giới chúng ta không nên quá nhiều. Các anh có thể phát triển thêm ở bên ngoài. Ví dụ như, bên anh Thiết có thể phát triển ở một giới nhỏ hơn, mà trong đó anh Thiết là trung tâm. Sau này chúng ta sẽ hình thành một giới lớn hơn bao trọn cả giới nhỏ đó, các giới lồng vào nhau, như vậy sẽ dần dần men ra bên ngoài để phát triển, cuối cùng, phạm vi thường có thể càng ngày càng được mở rộng. Ý kiến rất hay, ví dụ nói giới của anh Thiết lấy anh Thiết làm trung tâm mà anh Thiết lại là thành viên của giới chúng ta. Tới lúc đó, có thành viên nào mà rơi vào tay của giới anh Thiết, thì chúng ta chỉ cần bảo anh ấy một tiếng là xong. Như vậy, thì không cần phải tốn công tốn sức, mà lại, có thể giữ vững được sự đơn giản của tổ chức cơ cấu, và việc giữ bí mật sẽ tốt hơn. Thời gian 3 tiếng nháy mắt đã qua, mọi người đều đang bàn về kế hoạch phát triển Diệp Hệ, ai cũng rất hứng thú rạt rào, hoài bão lớn vô cùng. Trương Cường, Tề Thiên, thủ trưởng Lỗ sắp xếp cho hai người làm gì chưa? Diệp Phàm chợt nghĩ tới chuyện này. Làm thì có làm rồi, nhưng, đều là những kế hoạch phải đi chạy như đúng rồi. Như, làm công tác liên lạc. Lần trước lại bảo em và Trương Cường đi đưa văn kiện của tổng bộ tới chỗ báo săn. Ha ha, hiện giờ lại trở thành người đưa thư đầy vinh quang à. Trương Cường vẻ mặt có chút ngượng, nói, nhìn Tề Thiên, rồi nói. Công việc sắp xếp cho Tề Thiên càng trả ra làm sao? Quá đáng, sao có thể không tuân theo chuẩn mực đến như vậy? Diệp Phàm sắc mặt tối đen. Tề Thiên bị đồng chí Lỗ Tiến sắp xếp cho vào làm mấy việc vặt trong đoàn cảnh vệ trung ương ư. Trương Cường nói, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Theo lý mà nói, được vào đoàn cảnh vệ trung ương là một chuyện tốt, một là để tiếp cận lãnh đạo, và cũng có cơ hội được lãnh đạo để mắt tới. Hai là, dù thế nào môi trường vẫn tốt hơn báo săn. Và cùng đều rất tốt cho vấn đề bảo đảm tính mạng. Mặc dù làm bảo vệ phải để ý tới rất nhiều chuyện, nhưng nếu thực hiện được âm mưu thì cũng đâu có nhiều. Hơn nữa, Phá Thiên nhậm chức lãnh đạo ở đoàn cảnh vệ, còn có gì mà không thể quan tâm tới cậu nữa. Diệp Phàm băn khoăn nhìn Tề Thiên. Lỗ Tiến làm rất tốt, cậu ta không hề trực tiếp để Tề Thiên biên chế vào đoàn cảnh vệ trung ương. Mà chỉ cho một chức danh để treo Tề Thiên ở đó mà thôi. Trương Cường nói. Chương 1683, ai có thể cưỡng chế được Lang Phá Thiên? Tề Thiên chả phải là thịt sông khói, sao mà treo được? Diệp Phàm hừ giọng nói, vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Hai, không nói nữa, mất hứng rồi. Tề Thiên lắc đầu, cầm lấy một chén rượu Mao Đài, uống cạn một hơi, xem ra, thì thằng nhãi này phiền thật đấy. Sao không nói gì, nói ra xem nào. Diệp Phàm như vẻ ra lệnh cho Trương Cường. Vốn dĩ, dưới trướng cục trưởng Lang có 9 đại đội. Như Trương Long và Triệu Hồ lần lượt là đội trưởng của đại đội 3 và đại đội 4. Dưới trướng còn có hơn mấy chục quân, thêm cả hơn 100 quân để sai vặt. Vốn dĩ theo quy định, thì đại đội trưởng của 9 đại đội thuộc hạ của đoàn cảnh vệ đều phải là những đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Nhưng vì tổ ong cốt thứ 8 chiếm quá nhiều thành viên chính thức của đội A. Vì vậy, cho dù là 9 đại đội trưởng của đoàn cảnh vệ cũng không có cách nào sử dụng thành viên chính thức của tổ A. Hiện giờ, đại đội trưởng của đại đội 6 là những thành viên chính thức của tổ A. Còn thân thủ của đại đội trưởng đội 7 tới 9 chỉ đạt tới mức 3 là cao nhất, vẫn chưa với tới trình độ của tổ A. Lang Phá Thiên cũng chẳng còn cách nào khác, thành viên chính thức của tổ A quá ít, cái này... Đúng là thầy nhiều cháo ít, chỉ có cách dùng tạm mà thôi. Cũng tức là phẩm chất của một số đại đội không được cao, sẽ không dùng thành viên chính thức của tổ A làm đại đội trưởng. Cũng chính là đại đội 7 và 3 mà chúng ta đã nói tới. Tề Thiên vừa mới được điều quá đó đã bị Lỗ Tiến chỉ định tới đội 7 phối hợp làm việc với đại đội trưởng Tiêu Tiềm rồi, nắm bắt được việc ký ến thiết tổ chức của đội 7, và công tác bảo vệ an ninh. Theo lý mà nói, Tiêu Tiềm thân thủ cũng chỉ ở tam đẳng. Mà Tề Thiên đã có mấy năm ở tổ A, và thân thủ của anh ta cũng đang ở tứ đẳng. Lúc còn ở báo săn còn làm tận chức cố vấn đấy, có chuyện gì mà không làm được cơ chứ? Lỗ Tiến cứ cố sắp xếp Tề Thiên vào tổ 7 làm chức phó đại đội trưởng. Chuyện này, đúng là muốn tạo phản.
Tiêu Tiềm cái kẻ kém cỏi ấy là đại đội trưởng, thành viên chính thức xuất sắc của tổ A Tề Thiên lại trở thành đại đội phó. Ôi mẹ nói, đây chả phải là cố ý ép người sao? Trương Cường không chịu nổi liền mở miệng ra chửi. Cũng có thể, Lỗ Tiễn nghĩ tới việc Tề Thiên chỉ là tạm thời được ở đội 7. Vì thế, không có bổ nhiệm cậu ấy làm chức đội phó. Vì vậy, cậu ấy lúc nào cũng có thể bị điều đi nơi khác. Nói như vậy thì vẫn chấp nhận được chứ, vì chẳng có chỗ nào không thỏa đáng cả. Thiết Chiêm Hùng đang đứng ở lập trường anh ta nói ra những suy nghĩ chín chắn của mình. Không giống vậy đâu. Trương Cường lập tức lắc đầu, nhìn Thiết Chiêm Hùng rồi nói. Lỗ Tiến nói rồi, đợt này đội A công việc cũng khá nhẹ nhàng. Bố trí Tề Thiên vào đội 7 để trợ giúp cho Tiếu Tiềm. Khoảng 2 năm, và, còn Đường Hoàng nói rằng bộ máy đội 7 làm việc rất yếu, khí thế không hừng hực. Tề Thiên đi trợ giúp cho đội 7 triển khai công việc, nếu đã cần thời gian 2 năm, thì ít nhất cũng phải cho Tề Thiên cái danh hiệu chính ủy đại đội 7 chứ. Kết quả thì, tới cả cái danh hiệu chính ủy cũng cho Trung tá Lam Ngư một cao thủ tam đẳng khác mất tiêu rồi. Tề Thiên là đại tá, Đường Đường là thành viên chính thức của tổ A, giờ lại thành thằng chạy việc vặt rồi. Trong đội 7, không hề có tiếng nói, có lúc còn cảm thấy bực tức. Bọn họ còn kể lể đâm thọc nữa. Mấy chuyện này, cứ nghĩ tới, thật là bực quá đi mất. Trương Cường hừ giọng nói. Lang Phá Thiên đứng đầu đoàn cảnh vệ, hoàn toàn có thể đề xuất ý kiến của mình mà, mặc dù Lỗ Tiến là lãnh đạo lớn nhất của tổ A, nhưng anh ta cũng phải nghĩ tới ý kiến không kém phần quan trọng của người phụ trách phân tổ chứ. Nếu không thì, tất cả há chẳng phải đều phản lại vị lãnh đạo lớn nhất như anh ta, để mặc anh ta trở thành một tư lệnh đơn độc sao? Lúc này, Thiết Chiêm Hùng đứng bên cạnh hừ nói. Cục trưởng Lang cũng có nói tới rồi, nhưng Lỗ Tiến lại lôi ra một đống lý do, nói là chuyện này là do tập thể bộ đảng ủy tổ A quyết định. Còn nữa, bộ máy đảng ủy sớm đã nghĩ tới tình huống này, nếu không thì có thể tùy ý sửa được chắc. Chung quy thì lý do thì một đống ra đấy, nhưng đều là những lời vớ vẩn. Lang Phá Thiên vì chuyện này mà còn cãi nhau với cả Lỗ Tiến. Chiếc bàn làm việc của đoàn cảnh vệ đã bị lãnh đạo Lang vỗ cho tới long cả chân ra rồi. Nhưng, Lỗ Tiến cứ khăng khăng lôi danh nghĩa của đảng ủy ra đè người. Lang Phá Thiên không phục, nhưng cũng chẳng làm được gì. Nhưng, bọn họ giỏi lắm, không ngờ còn cho người đến thuyết phục thủ trưởng Lang. Trương Cường bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Vị thần nào lại có thể trấn áp được vị thần hung dữ của chúng ta đồng chí Lang Phá Thiên đây? Diệp Phàm liếc mắt nhìn Trương Cường, giọng lạnh lùng nói, thằng nhãi này trong đầu nghĩ một thôi một hồi, nhưng vẫn không nghĩ ra nổi lý do nào để thuyết phục được Lang Phá Thiên, với tính cách của lão Lang, nhất quyết sẽ không bị khuất phục. Nghe nói là một người bí ẩn, cũng có người nói là tiểu tử giả dạng, người này luôn nghĩ tới đại cục, lấy quốc gia làm trọng. Cũng có người nói mối quan hệ giữa tiểu tử và Lỗ Tiến rất thân thiết, còn có người nói Lỗ Tiến có người thân. Nói chung, thì im cũng không rõ nữa, cũng chỉ là nghe người ta đồn mà thôi. Trương Cường nói một thôi một hồi, nhìn Diệp Phàm rồi nói. Nếu muốn biết rõ sự việc, thì trừ phi phải hỏi chính Lang Phá Thiên. Tiểu tử giả dạng, chắc là anh ta rồi. Diệp Phàm thoáng chút suy nghĩ, tỏ vẻ đồng tình. Anh à, rốt cuộc là ai vậy? Anh nói rõ nào. Cứ tỏ ra bí ẩn thế này, muốn làm em tò mò chết à. Tề Thiên là người rất nóng vội, nên không chờ nổi. Tọa địa lão hổ phí thanh sơn, bắc sơn tiểu tử âm vô đao, hán địa phi hồ xương hồng ngọc, phù sơn thủy tiên mai thiên tuyết, đại môn hảo hán quân nhược ly, tàng lang ác cẩu lạc phiêu phiêu. Sáu câu nói này ý chỉ sáu vị hiệp thần đang tồn tại của hoa hạ quốc thuật giới. Các cậu đem so thử cái người bí ẩn đó với sáu vị hiệp thần xem vị nào có thể xứng nào. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Chắc là bắc sơn tiểu tử âm vô đao, tiểu phu mà. Nhưng, người này lai lịch ra sao? Tề Thiền đoán cái trúng phóc, người này rất có hứng thú với chuyện này. Quay sang hỏi Diệp Phàm. Cao thủ cửu đẳng, cậu nói thử xem, ông ta có lai lịch thế nào? Đợt trước, Akiyama Lifu tỉ thí với Trần Vô, tôi cũng may. Không ngờ lại gặp ông ta, ngồi ngay cạnh tôi. Khi đó, ông ta cởi bỏ bộ dạng tiểu tử, khoác trên người bộ âu phục, trông như pích vậy. Còn chuốt cái đầu như một ông chủ vậy, bộ dáng đó, trông rất kỳ quái. Nhưng, tôi sớm đã biết, ông ta chính là sư phụ của Lang Phá Thiên, thực ra thì, mấy năm trước, khi tôi ở Trấn Lâm Tuyền thì gặp ông ta rồi.
Diệp Phàm cười nói. Quả nhiên là cao nhân, cao thủ cửu đẳng à, chả trách, không ngờ lại còn là sư phụ của Lang Phá Thiên, em quá bất lợi rồi. Có vẻ như lãnh đạo Lang cũng ngại cho sự phụ lão ta, đành phải chịu đựng. Nhưng, em có chút không hiểu nổi, Lỗ Tiến làm sao có thể thuyết phục được 6 vị đại thần. Tề Thiên có chút không phục. Cái này, có trời mới biết. Trương Hùng lắc đầu. Tôi hỏi Lang Phá Thiên đã rồi bàn tiếp. Diệp Phàm nói, rồi gọi điện cho Lang Phá Thiên, cười nói. Lão Lang, dạo này vẫn tốt chứ? Tốt cái khỉ gì, tổng bộ không cho tí quân nào, đội trưởng các đại đội đều không đồng đều. Lãnh đạo của cái nước này rõ nhiều, nhưng có mấy ông là tốt. Thời gian này các hoạt động bái hậu nhiều quá, một vị lãnh đạo mà tới thăm thì phải có 2 thành viên chính đi theo. Nếu không thì, không đủ an toàn. Lần này thì lại hơn thế, lập tức có đến 5-6 người, đem hết tất cả các cao thủ của đoàn cảnh vệ đi rồi. Em đây lại phải xắn tay áo ra trận. Lang Phá Thiên giận đùng đùng hừ nói. Đường đường là một cục trưởng như cậu cũng phải ra trận sao, không phải vậy chứ? Diệp lão đại có chút kinh ngạc, ngừng một lúc rồi lại nói. Đám quân trì trệ của đội A lại căng thẳng như vậy, không ngờ Lỗ Tiến lại không hề có chút động thái nào. Mẹ kiếp, đấu trí cũng không được đem chuyện quốc gia đại sự ra làm trò cười chứ. Công cụ gì chứ, Lỗ Tiến, tôi thấy ông ta không hề hợp với việc làm tổng lãnh đạo của đội A đâu. Với tính cách của em, anh à, em vẫn muốn một chân đạp cho lòi ruột thằng đó ra cơ. Lang Phá Thiên hừ nói, lát sau, lại có chút ngại ngùng, nói. Anh à, em xin lỗi. Tề Thiên tới chỗ em đúng là đã bị thiệt thòi rồi, hai. Lão Lang, cậu cũng biết than thở, thật không ngờ đấy. Nhưng, chuyện này, chắc cậu cũng khó xử, chúng ta là anh em một nhà, không nói cũng không sao, tôi hiểu mà. Diệp Phàm lại mở lời khuyên bảo. Hai, có vẻ như anh cũng nắm được chút tình hình nhỉ. Đúng vậy, chuyện này, sư phụ em ra tay, ông ấy có nợ nhà họ Lỗ một món nợ ân tình. Lỗ Tiến đã van nài như thế, sư phụ em có làm gì được? Những người như sư phụ, đều coi trọng là ân điển và đạo nghĩa. Nợ người ta ân điển, cũng chính là anh bảo họ đi chết họ cũng không chút do dự đi làm ngay. Lang Phá Thiên nói. Không sao, việc nợ người khác món nợ ân tình và phải trả, đấy là chuyện chính đáng thôi, không phải nói gì nhiều. Tôi thấy, Tề Thiên làm đại đội phó ngược lại càng thấy thoải mái hơn nhiều. Nghỉ ngơi một thời gian ngắn cũng tốt. Diệp Phàm nói, nhà họ Lỗ này dường như cũng có chút lai lịch, không ngờ lại có thể quen biết được cả sư phụ của cậu một vị cao nhân như vậy. Diệp Phàm nổi hứng, nên chợt liền hỏi tới chuyện này. Nói ra cũng mất mặt, thực ra thì, là tổ tiên Lỗ gia có chút quan hệ với sư phụ em. Dì của Lỗ Tiến là Đỗ Âm Âm, người đàn bà này nghe bảo trông bề ngoài chả ra sao cả. Nhưng, kỳ lạ là có một lần bà ta lại gặp sư phụ em, và... hai người bất ngờ yêu nhau. Sau đó, sư phụ em là một người có tính cách rất cổ quái. Khi đó, Đỗ Âm Âm nhắc tới chuyện muốn kết hôn, sư phụ em vừa nghe tới liền choáng, sợ tới nỗi chạy mất. Anh cũng biết là, sư phụ em, quen được tự do đây đó rồi, làm sao ông ấy có thể chịu được sự ràng buộc của hôn nhân cơ chứ? Tuy nhiên, Đỗ Âm Âm vẫn luôn đối tốt với sư phụ, cho tới tận bây giờ khi đã hơn 50 rồi, bà ấy vẫn không tìm ai cả. Vẫn luôn đợi sư phụ em. Vì thế, sư phụ em đã nợ bà ấy một món nợ tình. Lần này, Lỗ Tiến sau khi biết chuyện giữa sư phụ em và dì ông ta nên đã nghĩ ra cái ý kiến đáng ghét đó. Giật dây Đỗ Âm Âm gọi sư phụ em ra. Và, anh, em nói thật với anh. Đối với chuyện này, sư phụ em cũng có chút suy nghĩ cổ quái. Con người ông ấy, anh có thể cũng biết chút ít, có lúc thật chả biết lý lẽ gì cả. Mọi chuyện toàn làm theo cảm tính. Trong lòng ông ấy cảm thấy hổ thẹn với Đỗ Âm Âm. Chính vì thế, Đỗ Âm Âm nói gì, ông ấy đều đi làm hết. Và lại, không hề hỏi là tên kia đúng hay sai. Ông ấy cho rằng, chỉ có như vậy mới có thể coi là không phụ tấm lòng của Đỗ Âm Âm. Lang Phá Thiên nói, tiền bối tiểu tử luôn như vậy, không ngờ Lỗ Tiến lại che mắt một người gì tốt như vậy, coi như gã ta may. Mẹ nó, thời buổi này, chui ra từ bụng mẹ quan trọng thật đấy. Nhưng, sau này tiền bối chắc sẽ không giúp Lỗ Tiến nữa chứ? Diệp Phàm hỏi, nhưng có đau đầu. Chuyện này, trong lòng em có chút thiếu tự tin. Con người sư phụ em, vui giận thất thường, ai biết được trong lòng ông ấy đang nghĩ gì cơ chứ?
Nếu ông ấy thật sự đã động lòng, thì chuyện này khó nói rồi. Cũng có thể, ông ấy sẽ một lòng một dạ giúp đỡ Lỗ Tiến. Nhưng, bất kể sư phụ em có thế nào, thì ông ấy là ông ấy, em là em. Em Lang Phá Thiên chính là huynh đệ với anh Diệp Phàm, khi muốn xung đột với sư phụ thì anh thấy nên thế nào thì cứ làm, em nên tránh đi thì hơn. Lang Phá Thiên ở đầu điện thoại bên kia vừa nói vừa cười đau khổ. Buông điện thoại xuống, Diệp Phàm suy nghĩ một hồi lâu, nhìn Tề Thiên, rồi đột nhiên nói. Tề Thiên, anh có một đề nghị, cậu xem có được không? Chương 1684, liên thủ san bằng nhà họ Lô. Anh nói được là được. Không ngờ, Tề Thiên không hề nghĩ gì, mà ngay trực tiếp trả lời luôn. Không được, chuyện này cậu phải suy nghĩ cho kỹ đã. Ở đây, cậu không cần bận tâm tới chúng tôi, cậu phải nắm lấy chủ ý của mình mới được, nếu không thì, người anh em cậu cả đời cũng không được vui vẻ, có thể là không tốt. Diệp Phàm nói ra vài câu khó hiểu mập mờ. Anh có điều gì thì cứ nói ra, em sẽ suy nghĩ. Lần này, Tề Thiên thận trọng gật đầu. Rời khỏi tổ A, tới bộ đội địa phương nhậm chức. Diệp Phàm vừa nói ra, thì Tề Thiên mắt trợn tròn lên, có chút phát điên. Nhìn Diệp Phàm, mồm lẩm bẩm nói. Anh không bị hồ đồ đấy chứ? Nếu Lỗ Tiến đi đường này, thì cậu muốn sống ở tổ A cho ra hồn, có vẻ là cũng khó đó. Trừ phi phải đá được hòn đá vướng chân Lỗ Tiến ấy đi, nếu không đi, chả biết là sau này còn có chiêu trò gì nữa. Và lại, nếu Lỗ Tiến nhận được sự giúp đỡ từ sư phụ của Phá Thiên, thì càng khó cho chúng ta khi muốn đả kích hắn. Nói thật thì, muốn chơi vật tay với cao thủ cửu đẳng, thì còn phải mất mấy năm nữa. Huống hồ là, tới cả việc này Lỗ Tiến còn làm được, thì có việc gì nó còn không làm. Đối với Lỗ Tiến, hiện giờ chúng ta có thể làm được gì cơ chứ? Tổ A là bộ đội chủ tịch đích thân phái theo, Lỗ Tiến có thể làm lãnh đạo, đó là tuân theo lệnh do chính tay chủ tịch ký tên. Chủ tịch đã tán thành rồi, chúng ta còn có thể dở được trò gì nữa? Chuyện này, không phải là chúng ta tự đả kích mình. Đương nhiên, là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Cũng khó biết được Lỗ Tiến khi nào thì lách tới tay chúng ta. Nhưng, cái này, cũng đã là chuyện xa lắc xa lư rồi. Tôi thấy, cậu cũng không đợi được đâu. Hiện giờ, cậu cũng 30 rồi, nếu bị Lỗ Tiến dìm cho ru rú ở cái xó đó vài năm, thì tiền đồ của cậu sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm. Hơn nữa, tôi cảm thấy quay trở về quân đội phổ thông cũng chả có gì là xấu. Theo quy định điều động của tổ A, khi cậu tới quân đội phổ thông thì quân hàm và chức vụ cũng được nâng lên một cấp. Vì tổ A là quân đội bí ẩn nhất của nước Cộng Hòa, những tinh anh trong đó mà ra ngoài, đương nhiên sẽ được hậu đãi rồi. Diệp Phàm vẻ mặt thật lòng nói. Cách này được đấy, hiện giờ Tề Thiên là thượng tá rồi, nếu tới quân đội phổ thông thì quân hàm sẽ được tăng thêm một bậc, là thành đại tá rồi. Với cấp bậc quân hàm như vậy, chịu khó hoạt động. Tới những nơi xa xôi hẻo lánh làm sư trưởng cũng oách ra phết. Làm được vài năm, nếu may mắn thì sẽ được làm tướng quân. Hơn nữa, mặc dù anh nói là bản thân có thân phận quân nhân, nhưng thực tế muốn các quan quân trong quân đội nghe theo thì cũng hơi khó đúng không nào. Giống như Trấn Trung Lương, tôi đoán anh ta sẽ đi theo Trấn Hệ. Suy cho cùng thì, anh ta cũng là người nhà họ Trấn. Còn như Kiều Thế Hảo ấy, anh ta rồi cũng lại đi theo Kiều gia thôi. Mặc dù Kiều gia có họ hàng với anh, nhưng về chính trị thì, họ hàng vẫn chỉ là họ hàng, anh em vẫn chỉ là anh em, chả có tác dụng gì cả. Tính ra thì, chúng ta cũng được coi là tướng lĩnh cấp bậc trung trong quân giới rồi. Nhưng lại chẳng được cái chức vị gì cả. Chỉ bằng một hai người chúng ta rút ra ngoài kiếm chức gì đó trong quân giới. Cương vị mà anh ấy đảm nhiệm ngày càng nặng nề, thì anh ấy càng phải cần tới sự ủng hộ của quân đội. Lúc này, Trương Cường phân tích, nói. Ừ, cách này có vẻ được. Trong tổ A có anh Cường và anh Lang là ổn rồi. Thêm vài người nữa thật là lãng phí. Quân đội phổ thông đối với anh Vu mà nói, thì chỉ là hư vô. Anh, em nghe lời anh, trở về quân đội phổ thông. Nhưng, tổ A không cho phép tùy tiện rút lui. Chuyện này, nếu không rút được thì phải làm sao? Tề Thiên trong lòng có chút lung lay. Việc rút lui khỏi tổ A thì dễ thôi. Ví dụ như, một lần nào đó cậu đi làm nhiệm vụ, bị trọng thương. Cảnh giới lập tức cho lui về nhị đẳng, tới lúc đó, cậu có muốn ở lì tổ A thì người ta cũng phải đá cậu ra cho bằng được. Diệp Phàm hừ giọng nói.
chả nhẽ phải là bị trọng thương thì mới được sao? Tề Thiên cảm thấy có chút khó khăn, tự dưng đang bình thường lại làm cho bị thương, vả lại, còn mất đi công lực nữa chứ. Tề Thiên dĩ nhiên là trong lòng phải lầm bầm rồi. Công lực sẽ không bị mất đi, tôi sẽ có cách khiến cho cậu trông có vẻ chỉ là thân thủ cấp 2 thôi. Đó cũng chỉ là tạm thời thôi. Đợi cậu hồi phục thì đã rút lui khỏi tổ A rồi. Trừ phi là một cao nhân có công lực cao hơn cả tôi, thì mới kiểm tra ra được, còn bình thường thì không nhìn ra được đâu. Diệp Phàm nói, nhìn Tề Thiên một cái, rồi nói tiếp. Nhưng, chuyện này, tốt nhất cậu nên mập mờ nói với chú Tề đi. Nếu không thì, chuyện cũng to đó, còn cả Diệp Thu nữa, cậu cũng phải thương lượng với cô ấy đi. Vợ chồng mà, cũng nên tôn trọng lẫn nhau. Có cách này thì dễ dàng rồi, nói về công lực cao hơn cả anh, thì em nghĩ khó tìm lắm. Tề Thiên thản nhiên cười, nhìn Diệp Phàm nói. Kỳ thực thì, từ sau khi Lỗ Tiến đối xử lạnh nhạt với em, ông già nhà em cũng cảm thấy điều đó rồi. Chính vì vậy, luôn luôn cố tình lải nhải bên tai em, nhưng giờ thì Diệp Thu cũng có bầu rồi, cô ấy cũng cần một cuộc sống ổn định và an toàn. Vì thế mà lần trước tới đoàn cảnh vệ, em đã có ý nghĩ rút lui khỏi tổ A. Nhưng thời cơ chưa chín muồi. Hơn nữa, khi đó cũng chưa tìm được cách để rút lui. Nếu hiện giờ mà anh đã nghĩ ra cách rồi, thì càng tốt, còn về chỗ ông già, thì không phải nói. Ông ấy chắc chắn 100% tán thành. Vậy thì cứ quyết thế đi, một khi thời cơ chính muồn tôi ra tay giúp cậu làm giả. Còn nữa, tới đó cậu có dự tính gì không? Diệp Phàm hỏi. Cái này thì dễ thôi, nên không cần anh phải tốn công. Mặc dù ông nội nói không được, nhưng, chiến hữu lâu năm của ông cũng quen vài vị. Sắp xếp một cái chức vị sư trưởng, chắc là có thể được. Tề Thiên nói. Ừ, trước đây ông nội Tề đã từng ở trong quân ủy. Có lẽ mọi người trong quân ủy cũng sẽ nể mặt ông ấy. Mặc dù về hưu cũng đã được hơn 10 năm rồi, nhưng cũng vẫn còn chút tình người mà. Nếu thực sự không được, thì cũng có thể đem cái danh phận cố vấn đặc biệt bộ tổng tham mưu của tôi ra khoe tí. Diệp Phàm gật đầu. Điều tra ra được chưa, cái sợi dây lụa đó ở đâu ra vậy? Trong một căn phòng xa xăm ở một tòa đạo quan của phái Thanh Thành, Lý Thu Sơn nhìn đồ đệ Lý Thuần Miên, giọng lạnh lùng nói. Vẫn chưa ạ, ngày hôm đó, sau khi cái sợi dây lụa đó quấn Diệp Phàm đi xong thì cũng mất tích luôn. Và cả chiếc xe mà Diệp Phàm lái cũng không rõ là ở nơi nào rồi. Trông giống như là mất tích vậy, còn cùng đệ tử đi điều tra khắp nơi, nhưng vẫn không tìm ra tung tích, thật kỳ lạ. Lý Thuần Miên vẻ mặt buồn bực. Con xem mình đã làm được cái gì rồi. Lần trước con có nói là công lực của thằng nhãi đấy cao siêu lắm, ít nhất cũng phải thất đẳng. Nhưng, hôm đó con không phải chưa thử qua thân thủ hắn, ta có thể khẳng định, chàng trai trẻ họ Diệp đó công lực chắc chắn không vượt qua nổi ngũ đẳng đâu. Vài cú đấm cú đá của con là hắn ta đã bị nằm xoài dưới đất rồi đấy. Làm gì còn tới cả thất đẳng, lại còn xin ta xuất núi, ta tới cả tịnh dưỡng còn chưa xong, con xem đấy, con đã làm được những gì rồi. Chuyện này nếu mà đồn ra ngoài, thì sư phụ chúng ta lại hóa hợp lực ức hiếp một thằng nhãi công lực chỉ ở tứ đẳng, thật đúng là nực cười. Còn nữa, con cho rằng huệ giác của thiếu lâm dễ mời lắm sao? Lý Thu Sơn chất vấn, vẻ mặt đầy tức giận. Con cũng đang rất buồn đây sư phụ ạ. Lần đó, con thực sự bị hắn ta đá cho một cái, mà đã bị thương rồi. Và lại, trước lúc đấy tên nhãi đó còn tung ra một chân, đã đạp thằng nhãi nhà họ Phượng bay xa tới hơn mười mấy mét. Chả nhẽ, lần trước thật sự là hắn nói. Lý Thuần Miên vẻ mặt đầy nghi ngờ khó hiểu. Chắc là thế rồi, công lực không thể ngay trong chốc lát đã bị rất thảm hại như vậy được. Trừ phi là bị trọng thương, nhưng, từ sức khỏe của thằng nhãi đó có thể thấy, thật không giống. Lý Thu Sơn lắc đầu, nhìn Lý Thuần Miên rồi nói. Lai lịch của giải lụa ấy một ngày không thể điều tra rõ được. Chúng ta đều phải đề phòng, dùng giải lụa để làm vũ khí. Bình thường đều là đàn bà. Người đàn bà mà có công lực còn cao hơn cả sư phụ, ở hoa hạ này tuyệt đối không nhiều. Trừ phi là. Lý Thu Sơn dường như đột nhiên liên tưởng tới cái gì đó, sắc mặt tối sầm lại. Trừ phi là ai ạ? Sư phụ, chắc không phải những người đàn bà trong lục tôn hoa hạ đấy chứ? Thế thì rắc rối to rồi, rắc rối to rồi. Lý Thuần Miền vẻ mặt biến sắc. Tọa địa lão hổ phí thanh sơn. Bắc Sơn tiểu tử âm vô đao, Hán địa phi hồ xương hồng ngọc. Phu Sơn thủ tiên mai thiên tuyết,
Đại manh hảo hán quân Nhược Lý, Tàng lang ác cẩu Lạc Phiêu Phiêu. Trong Lục Tôn có ba người đàn bà, con nói xem, bà ta giống ai? Lý Thu Sơn lạnh lùng nói. Sư phụ, con đâu biết được, những cao nhân đó, đi tới đi lui chả có dấu tích gì, nói thực là, con chưa hề gặp Lục Tôn. Lý Thuần Miên gãi đầu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Sương Hồng Ngọc, Lạc Phiêu Phiêu, Mai Thiên Tuyết, chẳng lẽ lại là Mai Thiên Tuyết? Lý Thu Sơn nói. Sư phụ, con có chút lo lắng là thằng nhãi đó sẽ tìm tới chúng ta gây phiền phức. Lý Thuần Miên nói. Chỉ là một thằng nhãi không biết sợ thôi, một đứa công lực chưa tới ngũ đẳng, có gì mà sợ. Chỉ cần người đàn bà có giải lụa ấy không ra tay, chúng ta sẽ không phải lo sợ gì nữa. Hơn nữa, chúng ta là phái Thanh Thành, có được mấy ai dám không nể mặt. Cho dù là tọa địa lão hổ Phí Thanh Sơn cái lão chim ưng già đó cũng không dám khinh thường Thanh Thành chúng ta. Yên tâm đi, nếu hắn có gây chuyện thật, thì chúng ta phải để cho hắn biết rằng, cái gì gọi là Thanh Thành. Nói tới đấy, Lý Thu Sơn khắp người đằng đằng sát khí. Sư phụ, còn chỉ sợ cao thủ cửu đẳng. Lý Thuần Miên vẫn không hề cảm thấy lạc quan chút nào. Cửu đẳng, thì đúng thật là cao thủ. Nhưng, ha ha. Lý Thu Sơn xua tay, không nói nữa. Nhìn đồ đệ, rồi nói. Lần này Phượng gia bỏ ra bao nhiêu, mấy tòa quan đạo của chúng ta phải thu sửa rồi. 50 triệu. Lý Thuần Miên nói. Bỏ bao nhiêu công sức ra như vậy, mà chỉ cho có 50 triệu. Nhà họ Phượng này, xem ra từ khi lão thái gia chết, thì chả còn phóng khoáng nữa rồi. Bụp một tiếng, Lý Thu Sơn đập một tiếng rõ to lên chiếc bàn, hiển nhiên rất tức giận. Dạo này, nhà họ Phượng cũng rất đen đủi, đánh cuộc với Lô Gia, cả một khối kinh doanh vận tải biển đều bị cược hết. Hơn nữa, nghe nói dạo này Bộ An ninh Quốc gia đang ngầm điều tra nhà họ Phượng. Vì vậy, nhà họ Phượng dạo này rất kiềm chế. Bọn họ mặc dù sản nghiệp lớn, nhưng Bộ An ninh là của quốc gia. Nhà họ Phượng dù có mạnh tới đâu cũng không thể so bì với Bộ An ninh quốc gia. Lý Thuần Miên giải thích. Bộ An ninh ư, Bộ An ninh tìm nhà họ Phượng là gì? Chả nhẽ Bộ An ninh còn quản cả việc thế lực mạnh ư? Lý Thu Sơn có chút không hiểu, nhìn sang phía đồ đệ. Con cũng không rõ nữa. Có vẻ như công ty của nhà họ Phương đang gặp trục trặc nhỏ ở mảng xuất khẩu sang Nhật. Nhưng, nhà họ Phượng đã đính chính rồi, đấy đều chỉ là những trục trặc nhỏ mà thôi. Vấn đề mấu chốt là sau khi bị mất kinh doanh vận tàu biển từ nhà họ Lô, 30% kinh tế của nhà họ Phương cũng bị nhà họ Lô cướp mất rồi. Nếu không thể lấy lại được, thì nhà họ Phượng rất khó có thể huy hoàng được như xưa. Vốn dĩ là họ đồng ý cấp cho chúng 100 triệu. Nhưng hiện giờ giảm xuống chỉ còn 50 triệu. Tất cả đều là do nhà họ Lô đáng chết ở Thủy Châu ấy. Nếu không thì, sư phụ, chúng ta liên thủ lại, giúp nhà họ Phượng san bằng Lô ra. Sau này, nhà họ Phượng chiếm được mảng vận tải biển rồi, thì chúng ta xây bao nhiêu tòa đạo quan cũng không lo tới việc thiếu tiền nữa. Lý Thuần Miên muốn tấn công vào nhà họ Lô ở Thủy Châu, đương nhiên là cũng hướng sự chú ý của sư phụ cũng dồn về chuyện đó rồi. Chương 1685, tài liệu tham khảo nội bộ trong tay chủ tịch Đường. Về sau không cần như vậy, nếu có thể đoạt lại vận chuyển biển, về sau chúng ta không cần tiền. Lý Thu Sơn đột nhiên thuyết giáo. Không cần tiền. Lý Thuần Miên không hiểu ý nghĩ của sư phụ. Làm không công à, thiên hạ này mà có làm không công thật sao? Chúng ta phải cổ phần, xã hội hiện đại đều coi trọng việc này. Ví dụ như... Trong tay Lô Gia nắm toàn bộ khối vận tải biển, chúng ta chỉ cần 1/4 cổ phần là được rồi. Lý Thu Sơn thản nhiên nói. Lý Thuần Miên vừa nghe, lập tức hít một hơi lấy lương khí. Ừ, không ngờ sư phụ còn hiểm gấp mấy trăm lần mình. Không ngờ còn muốn chiếm công ty của người khác. Vậy thì được, sau này có phối hợp với Phượng Gia thì cứ yêu cầu cổ phần đi, phải đòi cổ phần thì mới tằn tiện được lâu dài. Lần nào đòi tiền lần đó, sau này sẽ chẳng còn gì cả. Lúc cần thì vẫn phải bỏ sức, vậy thì đến lúc nào mới dừng lại được? Nếu có cổ phần hàng năm sẽ được chia lợi nhuận, làm như vậy sẽ tốt hơn. Không ngờ sư phụ nghĩ ra biện pháp tốt vậy. Lý Thuần Miên gật gật đầu, cảm thấy làm vậy rất hay. Sau đó, hai thầy trò ngồi cùng nhau nói chuyện mấy giờ liền. 2. Ông chủ Phượng Lăng không ở Thủy Châu ngồi trên ghế cao vẻ mặt chán nản thở dài. 3. Làm sao bây giờ? Việc đó thật là đáng sợ.
Lý Thu Sơn ở xa như vậy lại có thể bị người tơ lụa quăng vào từ rất xa, hình như bị thương. Người này đã ra tay cứu Diệp Phàm, cô kia cũng quan hệ với Diệp Phàm. Nói đến đây đại công tử Phượng Tín Thu nhìn cha Phượng Lăng không biết nên nói thêm gì nữa. Hai, nếu ông cụ còn sống thì tốt rồi. Mặc dù ông cụ không địch được vị cao thủ tơ lụa kia, nhưng, ông cụ còn có bạn bè, bọn họ đều sẽ ra mặt. Tuy nhiên, bây giờ đã khác. Ở đâu cũng vậy, người đi trà lạnh. Hiện tại, mấy người bạn của ông cụ nhìn thấy chúng ta liền tránh. Không cần nói đến chuyện đi nhờ vả bọn họ, cho dù có đứng trước mặt bọn họ cũng coi như không thấy. Mẹ nó, trước kia chúng ta đưa xe hơi đưa biệt thự cho bọn chúng ở, bọn chúng tươi cười hớn hở. Có người thích mỹ nữ, chúng ta đưa ngay tới. Khen thay bây giờ chẳng thấy bóng dáng ai. Cái gì vậy chứ? Phượng Lăng không kìm nổi phát ra câu nói. Ông nội vừa mới đi, Lô gia kia đã thất lễ. Phải vực lại thôi, nhà chúng ta vẫn thắng nhà bọn họ. Hơn nữa, nghe nói cái tên Diệp Phàm kia thân thủ mới tứ đẳng, cũng không đáng để lo nghĩ. Huống chi, hiện tại tên tiểu tử kia bị trọng thương, sống hay chết cũng không biết rõ. Con nghĩ, cho dù còn sống, thì cũng là phế nhân. Bị rút răng lão hổ chỉ có thể là con mèo nhỏ mà thôi. Hay là... thừa dịp Diệp Phàm không có nhà chúng ta động thủ luôn, cùng Lô gia làm một trận rõ ràng. Nói đến đây, Phượng Tín Thu liếc nhìn cha một cái, lại nói. Mã Lục Giáp ở gần eo sông bên kia gần đây cũng không ổn. Hải tặc thường xuyên qua lại, chúng ta phải có biện pháp để phân chia địa bàn. Hải vận Lô gia không đi qua đường này sao? Chỉ cần làm một lần là đủ rồi, nhắm chuẩn xác một chút. Làm chìm thuyền của Lô gia để họ phải bồi thường tiền hang. Trên mặt ông ta lộ vẻ rất cay cú. Mã Lục Giáp, Mã Lục Giáp. Phượng Lăng không lẩm bẩm trong khi suy nghĩ kế sách. Không lâu sau hỏi. Tìm được công ty đó không? Vốn con muốn làm xong việc này sau đó nói lại cho cha biết. Nhưng mà, lần này chuyện lớn quá. Con phỏng đoán. Phượng Tín Thu lẩm bẩm nói, trên mặt càng ngày càng thấy nghiêm trọng. Nói. Mắt Phượng Lăng không hiện lên sự tức giận. Phải làm thì làm lớn luôn. Phải đánh ngã Lô gia, một chiêu là phải làm cho bọn họ vĩnh viễn không đứng dậy được nữa. Mấy người họ hàng của Lô gia có giữ chức vụ trong chính phủ, con nghĩ cũng là dựa vào tài lực của Lô gia chèo chống. Nếu không có tài lực, chắc hẳn, đường làm quan của bọn họ cũng đi không xa. Nếu không có mấy người trong chính phủ giúp đỡ, Lô gia cũng cách cái ngày bị sụp đổ không xa nữa đâu. Phượng Tín Thu nói, ý của con là chúng ta đem tài lực của Phượng gia đánh cuộc một phen. Nếu lần này Lô gia không ngã thì chúng ta ngã. Phượng Lăng không nhìn đứa con liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi. Chúng ta nắm chắc thành công. Nếu chuyện của Mã Lục Giáp không thành công, chúng ta bị ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Nhiều nhất chúng ta phải bồi thường một chút cho công ty hợp tác thôi. Đương nhiên, chỉ là tình huống ngoài ý muốn. Tuy nhiên việc này nhất định phải giữ bí mật 100% mới được, bằng không, nếu cho Lô gia ngửi thấy mùi. Kế hoạch của chúng ta không được phép thực hiện. Nói đến đây, Phượng Tín Thu liếc mắt nhìn cha một cái, lại nói tiếp. Hơn nữa, việc này, còn phải được Lý Đạo trưởng ủng hộ mới được. Bằng không, thuyền của Lô gia đi qua Mã Lục Giáp thông thường đều có 3 cao thủ tứ đẳng bảo vệ. Có lẽ phía bọn họ còn có vũ khí. Nếu quyết định phải đọ sức một phen, sẽ tính toán quyết đánh đến cùng. Mời cao thủ, đóng giả hải tặc, hành động đánh Lô gia. Lý Thuần Miên tuy nói là cao nhân, nhưng, khuyết điểm duy nhất của người này chính là ham tiền và sắc. Chỉ cần nắm được điểm yếu đó, thì sẽ rất dễ làm. Tuy nhiên, việc này tốt nhất không cho Lý Thu Sơn biết. Dù sao, nếu dây dưa với phái Thanh Thành thì không dễ làm. Nếu nảy sinh tình huống gì, Phượng gia chúng ta sẽ không chịu nổi cơn giận của phái Thanh Thành, đến lúc đó ăn đạn là chắc. Phượng Lăng không cúi mặt nói. Tuy nói ông ta là sư phụ của con, nhưng con nhìn xem, khi nào thì ông ta giống một cao nhân. Vừa đến nhà chúng ta là đã muốn thành người quan trọng còn muốn nhà cửa. Lần trước dẫn ông ta đi Phượng Tháp, một lúc ông ta chơi 7-8 cô mới ngừng lại được. Hơn nữa, những năm gần đây nhà chúng ta cho bọn họ cũng không ít rồi. Ông ta là hạng người ra vẻ đạo mạo. Phượng Tín Thu không kìm nổi mắng. Tổng cộng không dưới 200 triệu. Phái Thanh Thành đúng là đồ con rùa, ăn tươi nuốt sống người ta. Nào là danh môn đại phái, nào là cao nhân ẩn giật, con mẹ nó toàn bộ là đồ chơi, là đồ vứt đi.
Hơn nữa, con cũng chẳng thấy phái Thanh Thành là danh môn đại phái gì. Mấy năm trước ba cũng có đến đó, cũng chẳng được mấy chục người. Hơn nữa, con thấy gần đây họ cũng chỉ thu nhận vài đồ đệ. Trốn trong rừng sâu núi thẳm chơi game trên máy tính có khi còn ra ngoài trêu chọc mấy ni cô trên núi. Thật là ngu ngốc, Lý đạo trưởng còn nói là đệ tử của ông ta tốt lắm. Chưa có một ai thật sự là nhân tài. Chỉ còn lại mấy ông lão chưa chết, cứng rắn chống phái Thanh Thành trước cổng thành. Không thì, sụp sớm rồi. Trong mắt Phượng Lăng không tràn ngập sự khinh miệt. Ba không nên chỉ nhìn ở bên ngoài. Nghe nói, cao nhân thực sự phái Thanh Thành thường không ra mặt. Nay đây mai đó, khắp nơi tung hò anh. Chỉ có khi trong phái có việc gấp, việc lớn mới ra mặt. Hơn nữa, xã hội hiện đại, những cao nhân này thường ẩn để làm việc khác. Có khi là ông chủ, hay là cán bộ chính phủ, tướng lãnh quân đội. Phượng Tin Thu nói, trong thời kỳ này làm gì còn có nhiều cao nhân như vậy. Phượng Lăng không lắc lắc đầu, khó mà tin được những gì con trai mình nói. Thời kỳ này đúng là như vậy, nhưng, phái Thanh Thành là phái lớn có từ mấy ngàn năm nay, không thể không có nhân tài. Có lần sư phụ uống rượu say, chỉ vào một thành phố phía nam nói chủ tịch thành phố đó là người của phái Thanh Thành. Hơn nữa chính là sư đệ của Lý Thuần Miên. Sau đó con thăm dò kỹ lưỡng, hỏi ông ta rốt cuộc là ai. Tuy nhiên, lão già này thật là kín miệng, tuy rằng uống rượu say, nhưng mà không nói sảng. Phượng Tín Thu nói, mặc kệ, con và Lý Thuần Miên nói gì với nhau. Ông ta muốn cái gì, cần cái gì, phải bỏ tiền ra cũng không tiếc. Chỉ cần có thể đánh đổ lô ra, chúng ta chiếm lấy ngành hải vận, một năm kiếm được vài trăm triệu. Phượng Lăng không khoát tay nổi nóng. Sau đó, hai cha con bắt đầu ngồi tính toán cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Anh, có chuyện này không biết có nên nói hay không? Đường Lâm có chút lưỡng lự, liếc mắt nhìn anh trai Đường Hạo Đông, nhẹ giọng hỏi. Việc nhỏ thì không cần phải nói với anh, em tự giải quyết đi. Chủ tịch nước Đường Hạo Đông thuận miệng nói, lại bắt tay vào làm tài liệu tham khảo nội bộ. Vâng. Đường Lâm gật gật đầu, không dám lên tiếng. Tuy nói hai người là anh em ruột, nhưng Đường Lâm thực sự rất sợ anh trai. Dù sao, thân phận địa vị khác nhau, tự nhiên bên trong có một uy lực. Chuyện gì vậy, nói đi. Đột nhiên, Hạo Đông nói thầm một câu, Đường Lâm nghe được nhíu mày lại. Anh, không có chuyện gì ạ? Đường Lâm nghiêng nghiêng đầu nhìn bộ tài liệu tham khảo nội bộ trong tay Đường Hạo Đông, nhưng Đường Hạo Đông không cho nhìn, Đường Lâm vẫn cứ tự ý chạy tới xem. Tài liệu tham khảo nội bộ là do người có uy tín nhất nội bộ viết, chuyên dành cho các cán bộ đảng cấp cao xem. Bởi vì, có một số việc không thích hợp mang lên bàn thương lượng. Mà lãnh đạo muốn làm tài liệu tham khảo nội bộ trước đó, kỳ thật là muốn tham khảo ý kiến bên trong mọi người. Thông thường cán bộ không đủ cấp bậc không được xem tài liệu này. Đương nhiên, tài liệu tham khảo nội bộ cũng phân cấp bậc. Ví dụ, tài liệu cho lãnh đạo cấp quốc gia xem. Tài liệu dành cho nội bộ lãnh đạo cấp tỉnh. Hiện tại trong tay Đường Hạo Đông, là tài liệu tham khảo nội bộ của lãnh đạo cao nhất nước Cộng Hòa, Đường Lâm là Bộ trưởng Bộ Giáo dục cũng không được phép xem nội dung. Đường Hạo Đông vừa nghe, quay đầu nhìn Đường Lâm, nghĩ một chút rồi hỏi. Diệp Phàm hình như là bạn cùng học chung trường đảng với cậu đúng không? Vâng, lúc đó chúng em ở ban cán bộ hậu bị, là của ban tổ chức trung ương. Lúc ấy, em và cậu ta đều là lớp phó. Đường Lâm gật gật đầu, nói. Lúc đó hắn về địa phương nào nhậm chức? Đường Hạo Đông thuận miệng hỏi, đem tài liệu tham khảo nội bộ để trên bàn uống nước. Rồi cầm lấy chén trà. Đường Lâm nhìn thấy, vội vàng đứng dậy cầm chén trà cũ. Tuy nhiên, Đường Lâm tận dụng thời cơ, trộm nhìn lướt qua tài liệu tham khảo nội bộ, phát hiện ra khu mỏ thành phố Hải Đông tỉnh Nam Phúc ô nhiễm làm cho dân chúng vô cùng phẫn nộ. Đoạn ở phía dưới Đường Lâm không dám nhìn. Lại ngồi quay lại, vẻ mặt vẫn rất tự nhiên. Tuy nhiên, Đường Lâm vẫn suy nghĩ rốt cuộc thành phố Hải Đông đã xảy ra chuyện gì. Sau khi học tập ở trường Trung ương Đảng về hắn đảm nhiệm chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Việt Đông. Đường Lâm đáp, sau này ở đâu chứ? Đường Hạo Đông nghiêng về phía Đường Lâm liếc mắt một cái, hỏi. Nghe nói sau đó bí thư thành phố Thủy Châu tỉnh Nam Phúc triệu hồi giao nhiệm vụ giám đốc sở, hơn nữa. Còn kiêm nhiệm bí thư quận ủy quận Hồng Liên. Đường Lâm thản nhiên nói. Chương 1686, chúng ta thua không dậy nổi. Đường Lâm,
cậu xem, hiện tại cậu có thể đến Hải Đông đảm nhiệm quyền chủ tịch thành phố không? Cậu học ở trường đảng về cũng đã hơn một năm rồi. Dù sao cậu cũng phải làm việc gì đi, bằng không, dù cho anh có giang tay ra đỡ cũng không được. Ở Trung ương cũng không chỉ có mỗi mình anh. Hơn nữa, anh bây giờ còn đương chức, mặc dù là đương chức, cũng không thể đề bạt lung tung. Nếu muốn được bổ nhiệm chức vụ cao hơn, phải thể hiện thành tích của mình, thể hiện cậu có tài ăn nói đi. Đặc biệt cậu phải thể hiện trước mọi người. Bằng không, nếu cậu không cố gắng, cả đời này cậu cũng vẫn chỉ ở vị trí thứ trưởng Bộ Giáo dục thôi. Đường Hạo Đông liếc mắt nhìn Đường Lâm, nhân cơ hội này dạy bảo em trai một chút. Anh, em biết rồi. Đường Lâm gật gật đầu, nói. Đồng chí Diệp Phàm được thăng chức cũng quá nhanh, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Anh, ở đây có đúng hay không có phần quá mức? Tuy rằng hắn có chút thành tích, nhưng, cũng không thể vi phạm quy định đúng không? Nếu cứ như vậy, cậu biết gì chứ, việc này cậu đừng có nhúng tay vào. Đường Hạo Đông vẻ mặt nghiêm túc, hừ nói, liếc nhìn em trai một cái, lại thận trọng giải thích nói. Nhớ kỹ không nói đến chuyện này, đó là chuyện của cấp trên, cậu tuyệt đối không được phát biểu bừa bãi. Bởi vì việc này là do Chủ tịch Trấn gõ nhịp cho hắn. Ông ta bồi thường cho Diệp Phàm khi rời khỏi tổ đặc nhiệm A, để bình ổn vụ Diệp Phàm liên kết với các thành viên rút khỏi tổ chức. Người nào lắm mồm nói không đúng chỗ coi như tự tìm đường chết. Em không nói, em hiểu điều này mà. Đường Lâm nghiêm túc, vẻ mặt thận trọng, gật gật đầu. Nhưng thật ra chỉ là mặt nghiêm túc để hù dọa anh trai Đường Hạo Đông. Kỳ thật, trong lòng cũng khá buồn bực, không biết tại sao trong chuyện này anh trai mình lại thận trọng như vậy. Không phải là một chủ tịch thành phố cấp 3, cũng không phải chủ tịch thành phố trực thuộc Trung ương. Đường Lâm nghĩ mãi vẫn không ra. Đúng rồi, vừa rồi em nói chuyện gì? Đường Hạo Đông dựa lưng vào ghế sofa, day day mày, hỏi. Chính là Diệp Phàm, hắn cũng đến Bắc Kinh. Lúc trước có gọi điện thoại cho em. Có hỏi anh, hình như là đến chúc Tết. Sau đó Đường Lâm có vẻ do dự, rồi vẫn đem chuyện này kể lại cho anh trai. Gọi hắn đến, anh đang muốn tìm hắn. Đường Hạo Đông lạnh giọng hừ nói. Vâng. Đường Lâm gật gật đầu, trong lòng cũng thấy phấn chấn. Xem giọng điệu của anh trai chắc chắn là muốn chất vấn việc Diệp Phàm làm cho Hải Đông không còn bộ dạng gì nữa. Suy nghĩ của Đường Lâm rất phức tạp. Chẳng qua là thấy Diệp Phàm thăng tiến thuận lợi như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu thôi. Nếu nói là giữa hai người có ân oán gì, thì chỉ là những chuyện nhỏ xảy ra trong trường đảng, sớm đã qua lâu rồi. Có việc này anh phải nhắc nhở cậu, có thể Diệp Phàm và tiểu thư Kiều Viên Viên con của Kiều Đại gia là một đôi. Tự dưng Đường Hạo Đông lại nhớ ra nói. Hèn chi. Đường Lâm gật gật đầu, hiểu tại sao Diệp Phàm đột nhiên có thể ngồi vào vị trí quyền chủ tịch thành phố Hải Đông Thượng Hải. Đơn giản là có Kiều Đại gia giúp đỡ thôi, muốn có một vị trí chủ tịch thành phố cấp 3, đối với một trưởng ban tổ chức trung ương cũng dễ dàng như uống nước thôi. Cậu không hiểu, cậu cũng không cần hiểu. Chuyện này là của cấp trên, đừng có suy đoán bừa bãi. Đường Hạo Đông cảnh cáo nói. Em biết. Đường Lâm vẫn cứ không hiểu ra sao nhưng vẫn gật gật đầu, không dám hỏi cái gì nữa. Phong Diệp Loan của Phí Gia Trang có vẻ rất bình tĩnh. Trong thôn chỉ còn mấy ngọn đèn đường còn sáng, mọi người phần lớn đều đã ngủ. Tuy nhiên, mọi người ở trong Phí Gia Trang, giờ phút này không thể bình tĩnh. Mười mấy người ngồi ngoài đại sảnh, cả trai lẫn gái, bà già, chung chung tuổi đều có. Nguyên giám đốc sở thành phố Trung ương, bây giờ là một ông già. Ông ta chính là lão thái gia của Phí Gia, ngày xưa oai phong lẫm liệt. Bên trái là một loạt ghế. Ngồi đầu là vẻ mặt nghiêm minh của tọa địa lão hổ Phí Thanh Sơn, ông ta là con trai cả của Phí Trường Thiên, là người đứng đầu võ lâm của Phí gia. Người ngồi thứ nhất bên phải cũng là một trong những người lãnh đạo quốc gia, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương Phí Nhất Hoàn. Ở Phí gia, Phí Nhất Hoàn là người đứng thứ hai, sư phụ Diệp Phàm Phí Phương Thành đứng thứ ba. Đương nhiên Bí thư tỉnh ủy Nam Phúc Phí Mãn Thiên đứng thứ tư. Còn có một người gọi là Phí Hương Ngọc, đứng thứ năm. Mà chồng của cô chính là đồng chí trưởng ban tổ chức Trung ương Ninh Chí Hòa. Hiện tại ngoại trừ Phí Phương Thành không tìm được, những người khác đã trở về. Tuy Phí Phương Thành không về, nhưng vị trí bên trái Phí Thanh Sơn vẫn giữ lại cho anh ta. Đây là phép tắc của Phí gia, chỉ cần còn sống, phải giữ vị trí cho anh ta. Mà thế hệ con cháu của Phí gia Phí Điệp Vũ, phải chờ tất cả mọi người ngồi xuống mới được ngồi.
Người luôn được chiều chuộng, không ngừng nghịch ngợm chính là tiểu thư Phí Thảo Thảo, lúc này cũng ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế không dám hé răng. Bình thường lão thái gia triệu tập cả nhà tụ họp, đều tương đối nghiêm túc. Hơn nữa, bình thường con gái Phí gia không được triệu tập để bàn bạc. Lần này là vô cùng khác thường. Không ngờ lại triệu tập mọi thành viên của Phí gia. Xem ra, là có chuyện đại sự xảy ra. Cho nên, mọi người ngồi đều rất nghiêm túc, không ai lên tiếng. Phí gia Trang có thể dạng danh ra bốn biển, hiển hách ở thủ đô quyền thế, cũng là do từ trước Phí gia hình thành khuôn phép, không có quan hệ gắn bó. Trong các đại gia tộc phải có khuôn phép gia tộc, không thể rối loạn phép tắc. Ông nội, ngày hoành đoạn gia tộc tỷ thí là tháng 10 năm nay. Bây giờ đã hơn 2 tháng rồi, chỉ còn lại 8 tháng, ông nội, dù sao cũng phải bố trí cách thức xuất hiện mới được. Bằng không, đến lúc đó vội vàng ứng phó, là không có lợi cho chúng ta. Người đầu tiên lên tiếng không ngờ lại là Phí Nhất Độ. Bởi vì, anh ta gặp tất cả mọi người đều không lên tiếng. Anh ta biết buổi tối này triệu tập để nói về chuyện này, cho nên mới hỏi trước. 2. Phí Trường Thiên đột nhiên thở dài, liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói. Lúc trước đã vạch kế hoạch một rất tốt cho việc này, tuy nhiên, hiện tại kế hoạch phải thay đổi một chút. Lão Thái gia nói chính là Diệp Phàm thất trách chuyện võ công sao? Phí Điệp Vũ không kìm nổi hỏi. Trường Thiên hơi gật đầu, liếc nhìn Phí Thanh Sơn một cái, nói. Ngày tỷ thí bản hoành gia tộc nhất định không thể thay đổi, toàn bộ con cháu Phí gia dù cho chết trận cũng phải chiến đấu. Chúng ta là gia tộc lớn, chúng ta không thể để mất huy phong của mình, cũng không thể để mất thanh danh của Phí gia Trang chúng ta. Việc này quả thực tương đối khó làm, nếu không phế được công lực của Diệp Phàm, nhưng thực ra làm như vậy, tự dưng sẽ mất đi một vị cao thủ bát đẳng. Ngày tỷ thí bản hoành gia tộc, rõ ràng bị rơi vào hoàn cảnh xấu. Tuy nói anh cả là cửu đẳng, nhưng cũng chỉ có thể kháng cự được một người. Mà theo một thông tin điều tra mới nhất, con cháu hoành đoạn gia tộc chỉ có một vị là cửu đẳng, cao thủ bát đẳng chỉ có hai người. Mặc dù trước Diệp Phàm không bị thương, cũng là một bát đẳng. Chúng ta còn một vị cao thủ bát đẳng nữa, chỉ có thể hy vọng anh cả có thể đánh được hai người. Còn bọn hậu bối, mấy người một trận có thể chiến đấu hay không? Hiện tại Diệp Phàm mất đi tư cách khiêu chiến, anh cả phải đấu với ba vị cao thủ bát đẳng trở lên, phần thắng gần như rất ít. Phí Nhất Hoàn vừa theo dõi vừa phân tích, cũng lấy ví dụ để so sánh, nên rất dễ hiểu. Lão gia tử, chúng ta có thể liên kết với thái cực của dòng họ Trần rồi đồng loạt ra tay không? Nghe nói trước đây ngày hoành đã ẩn gia tộc đến Trung Quốc chúng ta kêu gào ầm ĩ. Sư phụ của thái cực Trần Vô Ba không nhịn được cùng anh ta quyết chiến trên đỉnh núi Hoa Sơn, cuối cùng thua thảm hại, buồn bực mà chết. Sau đó ông nội ra tay mới đánh bại được anh ta, tuy nhiên, ông nội cũng bị thương trầm trọng. Nếu lúc đấy nói hoành đoạn ra là cuộc chiến giữa hai gia tộc chúng ta là không phải. Phí Nhất Độ nói, đúng vậy, nên để gia tộc Trần Thị giúp đỡ, tuy nhất thời Trần Vô Ba bị trọng thương không dùng được. Nhưng, tôi tin tưởng gia tộc Trần Thị hẳn là còn có người tài giỏi chưa thể hiện. Lúc này, Phí Bát Độ cũng nói. Nói bậy. Phí Trường Thiên hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn hai tiền bối một cái, hừ nói. Năm đó gia tộc Trần Thị khiêu chiến Phí gia chúng ta trước gia tộc Hoành Đoạn. Lúc đó ta đã nhận lời. Bây giờ anh mời gia tộc Trần Thị xuất hiện, thể diện của Phí gia chúng ta làm sao còn nữa. Hơn nữa, lúc ấy vẫn có thể mời người ngoài tương trợ. Nhưng, người ngoài chỉ được so tài với người ngoài, cũng có thể, anh mời một số người khác đến giúp đỡ, cùng tỷ thí kết quả cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Chỉ có thể nói quan hệ của anh tốt lắm, danh khí rất lớn, có thể giúp cho khí thế tăng thêm. Mà ngày tỷ thí gia tộc Hoành Đoạn, người trong Phí gia Trang chúng ta phải đi ra đích thân thi đấu mới được. Diệp Phàm là đồ đệ Phương Thành, cũng danh chính ngôn thuận. Nghe Thí Thiên Trường gân cổ họng nói, Phí Nhất Độ chu mồm thè lưỡi, nhưng không phát ra tiếng. Bởi vì lão gia Phí Nhất Hoàn lắc lắc đầu nghiêm mặt. Phí Nhất Độ biết, đó là vì ông nội không muốn cho mình lên tiếng. Gia tộc Hoành Đoạn cũng rất may mắn, không ngờ chiêu ngay được vị con rể là cao thủ bát đẳng. Bằng không, ta sợ gì một cửu đẳng, một bát đẳng. Tuy nhiên Tiểu Điền Lang vừa mới bước vào cửu đẳng, không đáng lo ngại. Vấn đề chủ yếu là lão bát. Hoành Đoạn cửu hạ là chú của Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang. Nghe nói đã sớm đột phá bát đẳng. Hiện tại trong bát đẳng có cấp bậc nhất định, chúng ta không tra ra ngoài được.
Trong đấu võ, nếu anh muốn đánh một trận hai người, phải chấp nhận bọn họ vây đánh. Đương nhiên, anh có bản lĩnh có thể một trận đánh ba cũng được, chỉ xem anh có bản lĩnh hay không thôi. Vẻ mặt Phí Thanh Sơn rất nghiêm túc. Bởi vì, quy định đấu võ hoành đoạn của Phí gia là như thế. Cho phép anh có thể đấu với ba hoặc bốn người đều được, nhưng lúc đầu phải ồn ào náo nhiệt mới được. Mà là tập đoàn tác chiến, không phải là chiến thuật xa luận. Quan trọng là tôi biết chính xác khả năng của Thanh Sơn. Đối phó với vị cao thủ mới vào cửu đẳng không vấn đề gì. Tuy nhiên, hoành đoạn cửu hạ cũng là một ông lão rồi, không cần nói cũng biết lão gia là người kinh nghiệm đầy mình. Hơn nữa, người đã qua nhiều năm rèn luyện nên công lực rất thâm hậu. Như anh nói, phần thắng của Thanh Sơn chỉ còn rất nhỏ. Chỉ còn con rể của Tùng Tỉnh Điền Chính, người này vừa mới đột phá bước vào bát đẳng vị. Nghe nói tuổi cũng không nhiều lắm, mới có 40 tuổi. Nếu Thanh Sơn nhất định đánh ba người, theo tính toán, Tùng Tỉnh Điền Chính cũng chỉ ngang hàng với cao thủ của Phí gia chúng ta. Tuy nhiên trận lục đẳng, dù cho hai người đánh một cũng khó có thể thắng được Tùng Tỉnh Điền Chính. Không cần nói, trong hoành đoạn gia còn có mấy người trẻ tuổi cũng đạt tới cấp 5-6, bọn họ sẽ ứng chiến với ai? Nếu đẩy sang cho Diệp Phàm không bị phế, Phí gia chúng ta có tới 8 phần là thắng. Người quan trọng ở giữa là mắt xích bị ngã, phần thắng của chúng ta còn rất ít. Phí Trường Thiên thản nhiên nói. Ông nội, chẳng lẽ chúng ta nhìn Phí gia Trang bị thua sao? Chúng ta thua không dậy nổi à? Phí Điệp Vũ không kìm nổi hỏi. Chương 1687, Bộ trưởng Bộ Thủy Lợi. Hôm nay, triệu tập mọi người đến đây, chính là muốn cho mọi người đều biết rằng. Chúng ta là Phí gia Trang. Thanh danh của chúng ta sắp mất. Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý. Nếu không, đến lúc chuyện đó xảy ra, mọi người nhất thời không thể chấp nhận. Hai ý trời như vậy, ý trời muốn chặt đứt thanh danh của Phí gia Trang chúng ta, mọi người hãy thuận theo tự nhiên đi. Mọi người, sẽ không suy nghĩ lệch lạc. Phí Trường Thiên kéo áo, liếc mắt nhìn mọi người một cái, lại nói. Muốn cho mọi người hiểu được, chúng ta thắng cũng được, thua cũng được. Lần này thua cũng không sao. 3 năm hoặc 5 năm nữa chúng ta có thể lại chiến thắng. Chúng ta sẽ lại lấy được thanh danh sau một lần bọn họ chiến thắng. Thắng cũng là do Diệp Phàm, bại cũng là Diệp Phàm a. Ninh Chí Hòa không kìm nổi thở dài. Ông nội, chúng ta đều không chịu thao kém. Ông yên tâm, sau 5 năm, Phí gia chúng ta lại khiêu chiến hoành đoạn gia. Phí Nhất Độ cháu không đánh cho bọn họ gọi mẹ xin thua, sẽ không là Phí Nhất Độ nữa. Lúc này, Phí Nhất Độ đột nhiên quỳ xuống đất, lớn tiếng kêu lên. Theo lời Phí Nhất Độ, Phí Nhị Độ, Phí Tam Độ cùng toàn bộ mọi người cùng quỳ xuống hô to. Toàn bộ mọi người cùng hét to lên. Ông nội, ông tìm một vị cao thủ bát đẳng gả cho con đi. Nếu hoành gia có thể tìm ra Tùng Tỉnh Điền Chính, Phí Điệp Vũ con cũng làm được. Với lại, nghe nói vì lần tỉ thí này, kỳ thực hoành đoạn gia cũng bán con gái. Cô nàng mới có 20 tuổi. Làm sao bằng lòng gả cho Tùng Tỉnh, một người gần 40 tuổi chứ? Cháu cho rằng, là bọn họ có lập kế hoạch trước, để nhằm vào nhà chúng ta. Nếu bọn họ không biết xấu hổ, chúng ta cũng không cần. Lúc này, Phí Điệp Vũ không ngờ mình có thể nói ra. Làm liều. Phí Thiên Trường vỗ mạnh xuống bàn trà. Ông ta liếc mắt nhìn Phí Điệp Vũ, la nói. Dù cho Phí gia Trang chúng ta bị đánh bại, cũng không thể hy sinh hạnh phúc của con gái Phí gia Trang. Trước kia mọi người nói con cháu trong gia tộc lớn không có một chút tự do, ngay cả hôn nhân cũng không được tự lựa chọn. Cuộc sống của họ không hề hạnh phúc. Sống với nhau nhưng không có tình cảm. Hôm nay, Phí Trường Thiên ta sẽ phá bỏ tập tục này. Con cháu Phí gia chúng ta đều được tự do lựa chọn hôn nhân. Không cho phép ai được ép bức con cái gì mà không môn đăng hộ đối thì sẽ không được chứ. Mọi người đã nghe rõ tôi nói chưa? Sau khi nói xong, ánh mắt Phí Trường Thiên sắc bén đảo qua nhìn nét mắt Phí Nhất Hoàn và mọi người. Chúng con đều rõ, sẽ không can thiệp tự do hôn nhân của mọi người. Vẻ mặt Phí Nhất Hoàn nghiêm nghị, gật gật đầu tiên. Ông nội, đây là con tự nguyện. Lúc này, Phí Điệp Vũ biện luận. Thôi, không cần nói nữa, con tự nguyện. Điệp Vũ, là con tự nguyện thật sao? Đừng tự dối mình dối người. Con không có khả năng đó đâu. Huống chi, đương kim Trung Quốc, có thể đạt tới là cao thủ bát đẳng, tất cả đều là nhờ lão gia. Cho nên sẽ không nói tới việc này nữa.
Vốn, Diệp Phàm là ứng cử viên rất tốt. Đáng tiếc. Phí Trường Thiên lắc lắc đầu. Nghe nói Diệp Phàm cùng công chúa Kiều Viên Viên của Kiều Đại gia đính hôn. Phí Nhất Độ nói xong, liền liếc trộm Phí Điệp Vũ một cái. Quả nhiên, thấy mắt Phí Điệp Vũ đỏ lên. Lão gia, thực sự nếu không được thì một mình con chống hết. Con nghĩ, Phí gia chúng ta chưa chắc đã thất bại. Phí Thanh Sơn chậm rãi nói. Thanh Sơn điều đó là không thể, tục ngữ nói, lên được núi xanh ở, không sợ không có củi đốt. Vẻ mặt Phí Trường Thiên nghiêm túc khuyên nhủ. Cha, việc này là việc nhà của Phí gia trang chúng ta. Nếu Phí gia trang gục ngã, Phí gia trang chúng ta vẫn còn Trung Quốc. Cho nên, trận tỷ thí này không được phép thua, không thể không thắng. Thái độ Phí Thanh Sơn càng kiên quyết. Anh có đúng là nhân vật quan trọng muốn làm thay đổi vận mệnh của Phí gia. Lúc này, giọng nói Yến Hồng bà xã Phí Thanh Sơn có chút run sợ, nhìn Thanh Sơn với vẻ mặt không chịu nổi. Phí gia có một vật báu gia truyền là bạo khí, nghe tên là đã thấy tương đối khủng bố. Thực sự khi mở nó ra là khủng bố. Nghe nói là dùng bí thuật ngưng tụ nội khí toàn thân cùng một chỗ. Sau đó xuất ra giống như là bắn đạn. Rút cuộc như vậy có thể chiến thắng được đối thủ. Ví như nếu Phí Thanh Sơn xuất ra bạo khí có thể chiến thắng cao thủ cao hơn hắn ta 2 cấp. Nếu ở Hoành Đoạn gia, ba người cùng kết hợp nhất định sẽ thành công. Tuy nhiên cái giá phải trả vô cùng đắt, tay chân Phí Thanh Sơn hoàn toàn không thể cử động được, gân mạch toàn thân đều muốn nứt ra, sẽ trở thành người tàn phế. Chắc hẳn cả đời phải nằm một chỗ, nếu không may, đối thủ quá mạnh, Phí Thanh Sơn còn bị bạo khí phản chấn, có thể khiến cho Phí Thanh Sơn chết ngay tại chỗ. Yến Hồng theo Phí Thanh Sơn bao lâu nay, cho nên biết được bí mật của Phí gia. Cô không muốn tự nhiên chồng mình chết như vậy. Yến Hồng, anh xin lỗi em, có thể sau này em phải tự chăm sóc bản thân. Phí Thanh Sơn thở dài, trên mặt hiện ra sự mất mát sắp tới. Em sẽ chăm sóc bản thân. Yến Hồng nhìn lão gia đau khổ nói ra những lời này. Thanh Sơn, anh là vì Phí gia trang, vì Hoa Hạ chúng ta. Đời người dù sao cũng phải chết, việc làm này của anh là rất có giá trị. Phí Trường Thiên đột nhiên nói. Bọn hậu bối ở trong sảnh không biết công dụng của bạo khí, tuy nhiên, bọn họ nhìn nét mặt nghiêm trọng của các bậc tiền bối cũng đoán ra việc lớn sắp xảy ra. Không khí trong sảnh rất ngột ngạt, mọi người cảm giác không thể thở nổi. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm tới đại viện của Kiều gia từ sớm. Mọi người trong Kiều gia cũng dậy từ sớm, trong đại viện được quét rất sạch sẽ, một chiếc là dụng cũng không có. Khách khứa đã đến, tuy nhiên, Diệp Phàm không quen. Nhìn Diệp Phàm bưng trà rót nước, y khách khứa nhìn cũng không có tỏ vẻ gì. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Phàm là hậu bối của đại viện Kiều gia. Hơn nữa, Kiều Viễn Sơn cũng không giới thiệu Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không tự mình lên tiếng. Khách mời có 3 người, một lão nhân đi cùng một người thanh niên. Diệp Phàm thấy còn có một người trung niên, ông ta chính là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Hải Đông đồng chí Cổ Dị Hùng. Khi thấy Diệp Phàm ngồi bên cạnh Kiều Viễn Sơn, Cổ Dị Hùng giật mình kinh hãi. Thấy thủ trưởng đang chào hỏi Kiều Viễn Sơn, ông ta cũng khẩn trương tiến lên cười nói. Không ngờ có thể gặp chủ tịch thành phố Diệp Phàm ở đây, chúc anh năm mới vui vẻ. Xin chào, đồng chí trưởng ban Cổ. Diệp Phàm cười và bắt tay Cổ Dị Hùng. Ừ, Kiều Viễn Sơn đang chào hỏi lão nhân quay đầu đến, như có chút kinh ngạc, Diệp Phàm liếc mắt một cái, cười nói. Dị Hùng, có người ở đây nhận ra đồng chí. Vị này chính là... Cậu Diệp Phàm là lãnh đạo của tôi. Cổ Dị Hùng cười nói. Hắn là lãnh đạo của ông à, sao có thể được chứ? Lão nhân liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, không kìm được, thốt ra. Bởi vì, thực ra Diệp Phàm rất trẻ tuổi. Cháu ngoại Cổ Dị Hùng hiện đang là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Hải Đông. Hắn là lãnh đạo của Cổ Dị Hùng ít nhất cũng phải là cán bộ cấp giám đốc sở. Ha ha, không thể nói như vậy. Trưởng ban Cổ, tôi không dám nhận là lãnh đạo của ông, nói chúng ta là đồng sự còn có chút hợp lý. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Không thể như vậy được, anh là chủ tịch thành phố Hải Đông, tôi chính là cấp dưới của anh. Cổ Dị Hùng cười nói. Kỳ thật, ban tổ chức cán bộ thành ủy không phải là cấp dưới của Diệp Phàm, mà là đồng chí cấp dưới của thành ủy. Chủ tịch thành phố Hải Đông. Lão nhân thầm thì, cười nói. Người thanh niên, nhìn anh tôi lại nghĩ tới một từ, hậu sinh khả úy.
Lão nhân cúi mặt, cười ha ha. Tiền bối quá khen. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Diệp Phàm, sao anh không uống thuốc vậy? Thật là, lớn như vậy mà cứ quên uống thuốc mãi. Lần nào em cũng phải đem đến. Anh đang bị sốt, không hạ sốt sao được. Sau lưng đã có tiếng cửa trách. Trong lòng Diệp lão đại buồn bực, mình có bệnh khi nào đâu mà phải uống thuốc chứ. Quay đầu lại thấy Kiều Viên Viên vẻ mặt tươi cười bưng một chén đĩa. Trên đĩa đặt một ly nước, còn có một gói thuốc nhỏ. Diệp lão đại trong nháy mắt có đã hiểu, biết Kiều Viên Viên đang giúp mình. Trong lòng không thể kìm nén kêu lên, vợ hiền a, không biết đó có phải là thuốc bổ không? Hai, quên mất, quên mất. Diệp Phàm tự nhiên đáp, cầm lấy gói thuốc thì thầm gì đó, rồi cho vào mồm uống luôn. Viên Viên, anh chưa thấy em chưa bao giờ tốt với anh như thế đâu nhé. Đúng lúc, Kiều Thế Hào đi tới liền cười ha ha. Sao lại phải tốt với anh chứ? Kiều Viên Viên tức giận lườm anh họ Kiều Thế Hào một cái. Anh là anh họ của em gái sao lại không tốt với anh chứ? Đúng là buồn thật mà. Kiều Thế Hào nhún vai. Tên nhãi này, thực ra là làm rõ thân phận của Kiều Viên Viên. Thứ hai, cũng là đang âm thầm giúp đỡ Diệp Phàm. Ông lão và Cổ Dị Hùng cũng không phải thằng ngốc. Vừa thấy chủ tịch thành phố Diệp và con gái của bộ trưởng hình như là bạn bè. Giống như hai người có quan hệ vô cùng thân thiết, dường như đều nhanh chóng muốn bàn tới hôn nhân. Anh tự tìm chị dâu đi, nhờ để làm chi? Kiều Viên Viên cười nói. Thôi vậy, có chồng là quên ngay anh trai rồi. Kiều Thế Hào đạt được mục đích, nhún vai đi đến gần Kiều Báo Quốc nói chuyện phiếm. Ủy viên Kiều, lần đầu tiên tôi nhìn thấy con gái ông đó. Lúc này, lão nhân kia nhìn Diệp Phàm cùng Kiều Viên Viên, nói. Con gái tôi trước kia ở riêng một mình, rất ít khi về nhà. Nhưng thật ra tôi quên không giới thiệu một chút với cậu. Kiều Viễn Sơn thản nhiên cười nói. Ủy viên Kiều, chủ tịch thành phố Diệp Phàm hình như đang là người yêu của cô nàng Viên Viên à. Lão nhân cười hỏi, lão già này, hình như đang định truy hỏi kỹ càng sự việc. Ha ha, Kiều Viễn Sơn cười cười nói. Lão Văn, mời ông uống ly rượu rồi hãy đi. Hôm nay tâm trạng tốt, lâu lắm rồi không uống rượu. Ông lão được gọi là Lão Văn nghe thấy phá lên cười. Diệp Phàm, vị này chính là Bộ trưởng Bộ Thủy Lợi. Hôm nay nghe thấy Bộ trưởng tâm sự muốn xây dựng giao thông đường sông ở Hải Đông. Kiều Viễn Sơn thuận miệng cười nói. Kiều lão gia, hôm nay tôi đến chúc Tết ông. Sao tự nhiên lại thành đi bàn công việc vậy? Lão Kiều à, ông không để cho tôi mừng năm mới nữa à? Nhưng mà, cũng được, nói đi, nói đi. Nghe thấy vậy liền cười ha ha. Nghe thấy Bộ trưởng nói vậy, tôi có chút tài liệu. Lúc nào rảnh ông xem qua một chút. Diệp Phàm cười nói. Chương 1688, phí gia trang sao lại thành ra thế này? Bộ trưởng Văn chắc công chuyện đang bận ngập đầu nên rất khó có cơ hội này. Diệp Phàm, con đem ra đây luôn đi. Hơn nữa, đây cũng coi như là cho người ngoài ngành như tôi đây được mở rộng tầm mắt về cái gì gọi là kiến thiết thủy lợi sông ngòi. Tuy không phải định lấn sân đổi nghề gì cả nhưng cũng gọi là thêm phần hứng thú. Hôm nay tâm trạng Kiều Viễn Sơn rất vui vẻ nên mới dở dời mở miệng nói giúp cho anh con rể. Được được, ủy viên Kiều đã thích nghe thì chúng ta cứ vào việc luôn thôi. Văn Cử Đức cũng đang khá là cao hứng nên gật đầu đồng ý luôn. Kiều Viên Viên vội chạy vào phòng đem túi da của Diệp Phàm ra, Diệp Phàm lấy từ trong đó ra bản thảo kế hoạch tu sửa suối Vượng Phu rồi hai tay đưa lên cho Văn Cử Đức. Văn Cử Đức đặt mông ngồi xuống, tiện tay lật dở xem qua. Được một lúc lâu sau khi đã xem hết thì ông ta bắt đầu. Suối Vượng Phu ở Hải Đông quả là cần sửa sang đôi chút, còn nhớ trận lũ to năm đó đã chết mất bao nhiêu người. Đây là bài học xương máu, tuyệt đối không thể để bi kịch như vậy tái diễn được. Nói đến đây, Văn Cử Đức quay sang phía Diệp Phàm bảo. Thế này nhé, số tài liệu này của cậu tôi sẽ mang về phòng để những đồng chí có trách nhiệm xem xét. Cảm ơn Bộ trưởng Văn đã ủng hộ. Diệp Phàm vội vàng cảm ơn rối rít. Văn Cử Đức đã nói vậy thì hạng mục này phải có đến 8 phần hy vọng chứ chẳng đùa. Lúc này, Kiều Viễn Sơn quay sang hỏi người trẻ tuổi đi bên cạnh Văn Cử Đức. Hoàn Đông à, cháu hiện đang công tác ở đâu vậy? Thưa chú Kiều, cháu hiện đang công tác ở phòng tổ chức nhân sự Bắc Kinh. Người thanh niên tên Hoàn Đông cung kính đáp. Là người phụ trách luôn chứ nhỉ? Kiều Viễn Sơn buột miệng hỏi tiếp.
Làm phó thôi ạ, chỉ phụ trách một số anh em thôi. Hoàn Đông khiêm tốn. Ồ, Kiều Viễn Sơn gật gật đầu tấm tắc khen. Rất giỏi giang đấy, cậu còn trẻ, tiền đồ còn rộng mở lắm. Cố gắng lên. Cảm ơn chú Kiều đã quá khen. Giọng nói Hoàn Đông hơi run run, được trưởng ban tổ chức trung ương khích lệ đương nhiên là sướng thấy mổ rồi. Ủy viên Kiều, gần đây Bắc Kinh có điều động một số cán bộ tạm thời trao quyền cho cấp dưới để đi giao lưu thực địa ở nơi khác. Cho nên, một số cán bộ sẽ được cử đến vùng sâu vùng xa để cọ sát học hỏi. Đúng lúc này, Văn Cử Đức đưa mắt liếc sang phía con trai một cái, cười cười. Lão Văn, có ý định gì xin cứ nói thẳng, chúng ta vốn là chỗ bạn học cũ mà cứ giấu giấu giếm giếm lại đâm ra mất hay. Kiều Viễn Sơn đương nhiên là hiểu được ẩn ý trong lời nói của Văn Cử Đức. Đây chắc chắn là mục đích của y khi đến chúc Tết hôm nay rồi. Tất nhiên là mối giao hảo giữa Kiều Viễn Sơn và Văn Cử Đức cũng khá thân thiết. Hai người họ là bạn học cũ, trước đây lại từng làm việc cùng nhau. Văn Cử Đức năm nào cũng lui tới luôn, và lại con đường thăng quan tiến chức của y cũng có phần công sức không nhỏ của Kiều Viễn Sơn. Chuyện này cứ để Dị Hùng trình bày cụ thể đi. Văn Cử Đức cười cười ra hiệu cho Cổ Dị Hùng mở lời. Cổ Dị Hùng là cháu ngoại của Văn Cử Đức, bằng không thì lão còn lâu mới đem y đến nhà Kiều Viễn Sơn. Hạng người như Cổ Dị Hùng mà muốn đến gõ cửa nhà họ Kiều thì vẫn chưa đủ tư cách. Thưa ủy viên Kiều, cháu là Cổ Dị Hùng thuộc phòng tổ chức nhân sự cán bộ thành ủy Hải Đông, Diệp Phàm là cấp trên của cháu. Tuy chủ tịch thành phố Diệp xuống đây chưa lâu, nhưng những thành tích mà anh ấy làm được luôn khiến Cổ Dị Hùng cháu khâm phục vô cùng. Lần này lên Bắc Kinh thăm bà con, vừa rồi lại được nghe cậu cháu kể chuyện về chủ tịch thành phố Diệp khiến cháu rất hứng thú. Còn cậu em họ Hoàn Đông của cháu đây nghe chuyện về Hải Đông cũng cảm thấy rất háo hức. Cho nên, cậu ấy muốn đến Hải Đông rèn luyện học hỏi một thời gian. Cổ Dị Hùng rất khôn ngoan, trước tiên chưa đề cập đến việc chính vội mà bắt nguồn từ chỗ Diệp Phàm rồi liên hệ đến Hoàn Đông, vậy là thành ra tự nhiên lưu loát như nước chảy mây trôi vậy. Kiều Viễn Sơn thản nhiên cười xòa. Ha ha, chuyện này cũng dễ thôi, báo với đồng chí Kim Thụ Dương một tiếng là xong mà. Rồi muốn đi Hải Đông thì cứ việc đi thôi. Kim Thụ Dương là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Bắc Kinh và cũng là bạn học của Kiều Viễn Sơn. Tôi đã tìm lão Kim rồi, ông ấy bảo chuyện này cũng dễ thôi. Tuy nhiên, nói đến đây Văn Cử Đức chỉ nhìn Kiều Viễn Sơn rồi im lặng không nói nữa. Thế nào, còn chuyện gì nữa nào? Kiều Viễn Sơn cất tiếng hỏi. Cổ Dị Hùng liếc nhìn phản ứng của Văn Cử Đức rồi mới dám nói tiếp. Ủy viên Kiều, hiện tại phòng tổ chức cán bộ thành ủy Hải Đông còn khuyết một ghế phó ban thường trực. Vị trí này vẫn để trống đã gần nửa năm nay. Trên tỉnh cũng chưa có chỉ thị xuống. Diệp Phàm vừa nghe liền chợt hiểu, hôm nay Văn Cử Đức đến đây chính là muốn đề bạt cho đứa con lão anh chàng tên Hoàn Đông này đây. Từ phó phòng mà muốn được đề bạt lên trưởng phòng xét trong thể chế cán bộ mà nói thì phải là một bước thăng tiến lớn. Vì sao mà vài ông phó lại chỉ ôm chân có một ông trưởng thôi, càng chứng tỏ rằng chức vụ này rất khó làm. Một huyện chỉ có duy nhất một bí thư huyện ủy lẫn chủ tịch huyện, xuống đến phó chủ tịch huyện rồi trợ lý của bí thư và chủ tịch huyện còn có một ekip lằng bà nhằng đi kèm nữa. Kiều Viễn Sơn không trực tiếp đồng ý, mà chỉ vòng vo. Nếu Hoàn Đông đã thích đi Hải Đông, vậy thì cứ việc đi thôi. Văn Cử Đức thoáng nghe vậy đã biết là việc này coi như xong xuôi đâu vào đấy rồi. Kiều Viễn Sơn bảo Hoàn Đông đi Hải Đông, nếu không lên được cái ghế đó thì còn đi làm gì nữa. Báo quốc, gần đây nghe nói khu Nam Lĩnh các cậu có một dự án thủy lợi rất lớn, tài liệu tôi cũng đã xem qua, đợi đến hội thảo các ban ngành đầu năm sau chúng ta sẽ tiến hành thảo luận cụ thể. Văn Cử Đức bắt đầu tính đến chuyện ăn khế trả vàng. Bác Văn, dự án tu sửa suối Vượng Phu ở Hải Đông có thể đem ra thảo luận qua ở hội thảo các ban ngành lần thứ nhất hay không? Lúc này, Kiều Viên Viên bên cạnh bỗng nói chen vào. Khá lắm Viên Viên, rất biết nói chuyện đấy. Lão Kiều, ông xem, chưa gì đã làm cọc tự đi tìm Châu rồi. Văn Cử Đức chỉ cười ha hả chứ không trả lời thẳng. Diệp Phàm hiểu con trai và con gái là khác nhau. Điều này càng được Văn Cử Đức phân biệt rõ ràng. Kiều Viễn Sơn giúp con trai ông ta Hoàn Đông thì chút khó khăn của Kiều Báo Quốc nhất định sẽ được giúp đỡ. Về phần anh con rể chưa chính thức như Diệp Phàm thì vẫn phải cắn răng mà chờ vậy. Con gái hướng ngoại chăm lo cho người ngoài.
Kiều Thế Hào ở cạnh xen vào một câu khiến Viên Viên lập tức đỏ mặt lên vì xấu hổ, cô trừng mắt lườm ông anh họ một cái. Kiều Thế Hào cười gượng mấy tiếng rồi bảo. Không nói nữa không nói nữa, nói tiếp là có người muốn ăn thịt người không chừng. Anh nói tiếp xem nào. Kiều Viên Viên xoa xoa nắm tay hăm dọa, Kiều Thế Hào rụt cổ lại im thin thít ngay. Sở dĩ có chuyện như vậy là vì từ nhỏ Kiều Viên Viên đã theo sư phụ Tô Lưu Phương luyện võ, công phu quyền cước của Kiều Thế Hào cũng chính là được Kiều Viên Viên dạy cho. Hồi đó, cho dù Kiều Thế Hào là anh họ nhưng khi luyện công Kiều Viên Viên thay kệ ý tứ này nọ dẫn đến lão đại Kiều Thế Hào thường bị năm cánh sen hồng quả đấm của cô nàng đánh cho mặt mũi bầm dập tứ tung. Anh chàng này cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này là lại không khỏi dùng mình sợ hãi. Bác Văn, chuyện này có được không ạ? Kiều Viên Viên không hề nghĩ đến việc rút lui. Lão Diệp lại chỉ đứng một bên cười thầm, có Viên Viên ra mặt, lại còn cả Kiều Viễn Sơn ở đây. Chắc hẳn, chuyến này Văn Cử Đức không còn đường lùi nữa rồi. Được rồi, có điều không thể đem ra thảo luận ở lần họp thứ nhất các ban ngành. Cháu nghĩ mà xem. Trong một cuộc họp mà đem ra bàn thảo đến hai dự án lớn lại đều là nằm ở khu vực trực thuộc tỉnh Nam Phúc. Phòng ban nhỏ bé chỗ các bác cũng không thể chỉ phục vụ cho tỉnh Nam Phúc được. Văn Cử Đức quả nhiên đã chào thua cười cười quay sang phía Diệp Phàm bảo. Có điều, sau khi trở về cháu cứ mau đem bản thảo phương án nộp lên thành ủy Hải Đông xem xét thông qua, sau đó gửi lên tỉnh, sau khi được phê duyệt thì trực tiếp mang đến cho Hoàn Đông là được. Nó sẽ đem về cho. Tuy nhiên, phải tranh thủ làm gấp, mùng 8 đã là dịp đầu năm rồi, bác sẽ cố trì hoãn một chút, tranh thủ ở đại hội lần 2 các ban ngành đem phương án này ra thảo luận. Cảm ơn trưởng phòng văn đã ủng hộ Hải Đông, sau này Hoàn Đông với cháu sẽ là bạn bè chung chiến tuyến. Diệp Phàm tỏ lòng cảm tạ, cũng là ngầm ám thị cho Văn Cử Đức biết rằng ở Hải Đông, con trai lão muốn gửi gắm cho cấp dưới thì cũng còn phải nhờ tôi giúp đỡ. Ha ha! Hoàn Đông đi Hải Đông thì phải bỏ chút sức cho Hải Đông đó cũng là chuyện nên làm mà. Hơn nữa, khi suối Vượng Phu tu sửa xong, Hoàn Đông xuống đó cũng an toàn hơn đôi chút, làm việc thì cần tận tụy, nhưng an toàn bản thân cũng nên được đảm bảo có phải không nào. Đã không an toàn thì còn làm nên cái gì cơ chứ? Đồng chí Văn Cử Đức rất biết diễn thuyết, thường thì y tỏ lòng cảm tạ cũng theo nhiều cách khác nhau. Đến giờ cơm tối. Diệp Phàm đem ra hai bình rượu thuốc tự chế đi về phía Phí Gia Trang. Lúc gần đến nơi thì thấy Phí Nhất Độ đang đứng trên bãi đất trống ngoài cửa đấm đá liên hồi như điên như dại vào gốc cổ thụ trăm tuổi trước cổng nhà. Còn bọn Phí Nhị Độ, Phí Bát Độ, biểu hiện cũng không khác y là mấy. Họ đang cùng nhau tập luyện trên bãi đất trống kia, qua cửa kính xe từ phía xa Diệp Phàm phát hiện, đám hậu bối Phí Gia Trang này đều như đang liều mình luyện võ. Từng cặp huynh đệ tỷ đấu cùng nhau đều nhằm chỗ yếu hại trên người đối phương để ra đòn độc thủ. Chẳng giống luyện tập mà cứ y như là màn chào hỏi dành cho kẻ huyết hải thâm thù vậy. Phí Gia Trang sao lại thành ra thế này? Điên thế không biết. Diệp Phàm quyết định cho xe đi chậm rồi dừng lại bên bãi đất trống. Không ngờ chẳng một ai để ý tới gã, còn nhớ trước đây chỉ cần thấy cái biển số xe này là bọn kia đã biết Diệp Phàm tới. Phí Nhất Độ nhất định sẽ nhào tới mà kêu một tiếng đại ca thật thân thiết. Thế mà giờ đây không ngờ lại chẳng có ai thèm đếm xỉa đến Diệp lão đại này, điều đó khiến gã không khỏi có chút buồn bực. Phí Nhất Độ đang luyện một mình với gốc đại thụ, không như mấy tên chủ chốt khác trong Phí gia đều đang giao thủ với nhau. Bởi vì biển số xe của Diệp Phàm là biển quân đội của Bộ Tổng Tham Mưu nên Phí Nhất Độ đã sớm nhớ như in rồi. Mẹ nó, chẳng lẽ nghe nói ta thành phế nhân nên lũ chó này dám khinh người coi ta như đống rẻ rách sao? Diệp lão đại trong lòng có chút buồn bực bèn tự mở cửa xe ra đứng trên bãi đất trống. Tuy nhiên, Diệp Phàm có cảm giác không phải là vậy. Nếu Phí Nhất Độ là kẻ chạy theo danh lợi kiểu đó thì trước kia mình quả đúng là mù quáng mới giúp hắn đột phá cảnh giới. Nhất Độ, cậu đang làm trò gì vậy, sao lại đi so kè với cái gốc cây? Diệp Phàm lên tiếng chào hỏi. Đại ca, em muốn đá chết con rùa rụt đầu, con dê vô lại đó. Phí Nhất Độ miệng quay ra trả lời nhưng chân vẫn lia túi bụi vào cái cây kia. Rốt cuộc là có chuyện gì, cái cây này đâu có trêu chọc gì cậu. Diệp Phàm gặng hỏi, thầm nghĩ không biết có phải Phí Gia Trang đã xảy ra chuyện gì lớn không. Đá chết mày, tên khốn thứ hai nhà Hoành Đọa, con rùa lùn bại liệt Nhật Bản. Phí Nhất Độ miệng giống lớn chân vẫn tung cước như điên như dại. Diệp Phàm, anh đến rồi à? Lúc này,
một cô gái từ trong sân chạy ra cất tiếng chào Diệp Phàm, cô nàng tên là Phí Điệp Vũ. Diệp Phàm quay ra hỏi Phí Điệp Vũ. Tụi nhất độ bọn họ thế này là sao? Đi chút giận vào cái cây, còn mắng cái gì Hoành Đoạn lão nhị, lùn Nhật Bản chọc giận các người gì gì đó. Đúng là cổ quái, dù bọn Nhật lùn có làm gì thì cũng là tội trạng hồi kháng chiến rồi, cũng nên rộng lượng một chút mà bỏ qua chứ. 2. Phí Điệp Vũ buông tiếng thở dài, nhìn Diệp Phàm lẩm bẩm. Nếu anh không bị mất võ công thì đã tốt, bây giờ có nói gì cũng vô dụng, biết rồi lại chẳng bằng không biết. Này, chuyện võ công thì có liên quan gì chứ? Diệp Phàm đã hiểu ra được phần nào sự việc. Chương 1689, quả nhiên danh bất hư truyền. Năm đó lão thái gia cùng người của gia tộc Hoành Đoạn bên Nhật Bản tỷ võ, khi đó tên Ichiro Ida bị lão thái gia đánh trọng thương, không lâu sau thì vong mạng. Ly thời đi, gia tộc Hoành Đoạn có để lại chiến thư hẹn đến tháng 10 năm nay sẽ tiếp tục tỷ đấu. Phí Điệp Vũ đem hết đầu đuôi sự việc kể lại một lượt rồi khuyên Diệp Phàm. Anh đừng nóng giận, bọn họ ai cũng như vậy nên giờ đều giống người nhà Hoành Đoạn hết rồi. Đều đang quyết tâm luyện công, nhưng giờ thì ích gì nữa chứ? Luyện nữa cũng chẳng luyện được đến đâu. Diệp Phàm sực nhớ bèn hỏi. Thanh Sơn Sư Bá đâu? Ông đang luyện loại bí công gì đó, theo lời bà nội thì nhà ta gọi đó là bạo khí. Cụ thể thế nào em không rõ lắm, chỉ thấy bảo ông nội lại muốn liều mình một phen. Phí Điệp Vũ hai mắt đã đỏ hoe. Không thể luyện được, việc này sẽ tổn hại đến tính mạng. Diệp Lão Đại đã thấy hơi lo, Phí Thanh Sơn trong con mắt của Diệp Lão Đại luôn được coi như thần thánh. Lão Thái gia đã chấp thuận rồi, ông nội đang luyện công ngay trong kho thuốc. Ông bảo là kho thuốc dược khí rất nồng sẽ có lợi cho việc ngưng tụ bạo khí. Bà nội Yến Hồng của em lô đến mất ăn mất ngủ, lỡ như ông nội mà cô làm thế nào thì bà phải tính sao bây giờ. Phí Điệp Vũ rốt cục không kìm nén được nữa, hai dòng lệ từ khóe mắt ứa ra. Lão Thái gia hiện đang ở đâu, anh muốn gặp ông. Diệp Phàm cảm thấy việc này không thể chậm trễ được. Phí Gia Trang có ơn với bản thân, y không thể trơ mắt nhìn Phí Thanh Sơn uổng mất cái mạng già. Hơn nữa, Phí Thanh Sơn từng năm lần bảy lượt cứu giúp hắn. Cũng ở trong kho thuốc, cả chú hai, chú tư đều ở bên đó. Đúng là họ cũng không biết võ công, nhưng cũng không thể trơ mắt ra nhìn. Họ bảo phải ở bên giúp đại ca luyện công. Phí Điệp Vũ nói, không ngờ Phí Nhất Hoàn và Phí Mãn Thiên cũng eo ết người trọng tình nghĩa như thế. Xem ra, tình cảm giữa mấy huynh đệ nhà này vẫn rất tốt. Em đi báo với lão thái gia một tiếng, có lẽ việc này còn có cơ vãn hồi được. Anh muốn đến kho thuốc gặp họ. Diệp Phàm thầm nghĩ mình vẫn nên xin phép trước một tiếng. Bằng không trong thời khắc cam go này, Phí lão thái gia có chịu gặp mình hay không còn khó nói lắm. Phượng Hoàng trụi lông thì còn chẳng bằng con gà, tuy nói Phí Gia Trang không dễ dàng đoạn tuyệt chút tình nghĩa thầy trò. Nhưng nhà người ta đang có đại sự. Hậu bối như mình mù tịt thông tin hoặc giả không ai để tâm đến cũng là chuyện thường. Phí Điệp Vũ nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt rạng rỡ ẩn lên. Anh thật sự có cách xoay chuyển tình hình, có phải võ công của anh đã trở lại như xưa? Bảo em chuyển lời thì cứ đi đi, dài dòng gì vậy? Diệp Lão Đại cố ý làm bộ nghiêm khắc chuyện khôi phục võ công y không muốn chuyển ra bên ngoài. Nếu để Lão già Lý Khiếu Phong biết được thì kiểu gì ha cũng bị ép về tổ an ngay. Đến lúc đó dù không phải là Lý Khiếu Phong thì ông anh Phó Chủ tịch Đường cũng sẽ ra mặt gây áp lực. Cho nên, đêm qua lúc Lý Long lên đường, Diệp Phàm cũng đã nhiều lần dặn dò. Diệp Phàm tin rằng Lý Long sẽ hiểu cho nỗi lòng của hắn. Phí Điệp Vũ gọi điện, không lâu sau thì bảo Diệp Phàm đến kho thuốc. Kho chứa thuốc của Phí Gia Trang cách mặt đất đến mười mấy tầng hầm. Diệp Phàm đã từng vào đó nên cũng đã thông thuộc đường lối. Phí Nhất Độ dẫn ha xuống bằng thang máy. Xuống đến kho thuốc, thấy cũng chẳng khác trước kia là mấy. Nhưng trong kho giờ đang hắt ra những luồng sáng chói mắt từ vô số bóng đèn đang chiếu rọi khiến mặt đất trông rõ như ban ngày. Chỉ thấy Phí Thanh Sơn đang để trần nửa người, phía dưới cũng chỉ mặc mỗi một chiếc quần cộc. Toàn thân nổi gân xanh lè, những đường gân xanh bình thường chỉ bằng chiếc kim may giờ chịu sức ép từ nội kình của Phí Nhất Độ mà căng to bằng ngón tay út. Phí Thanh Sơn trông như đang bao phủ toàn bộ cơ thể bằng những đường gân xanh chẳng chịt giống dây leo quấn quanh người. Nhất là mấy đường gân ở ngang đùi trông rõ ràng y hệt mấy quả ớt phát ngang vậy. Thoáng nhìn qua đã vô cùng đáng sợ, Diệp Phàm biết rằng,
trong mỗi sợi gân xanh ấy đều ẩn chứa sức mạnh bùng nổ khiến người ta sợ hãi. Phí Thanh Sơn đang ra sức tung quyền tới tấp bằng cả hai tay xuống dòng nước của con suối nhỏ bên cạnh kho thuốc. Tiếng nước bắn lên tung tóe không ngừng vang rít dội lại trong hang động. Khắp hang vang lên tiếng ong ong, dòng nước bị trưởng lực điên cuồng đánh bay tung tóe lên cao chừng 7-8 mét rồi hắt ra bốn phía như giếng phun. A! À, Phí Thanh Sơn kêu to một tiếng như vượn núi gọi bầy. Đột nhiên tung một cước nhằm vào vỉa đá rắn giỏi trên vách động treo leo. Dầm một tiếng, vỉa đá cứng như thép bị một cước của Phí Thanh Sơn đánh bật xuống một khối phải đến mấy trăm cân. Trong lòng suối nhỏ phát ra tiếng ầm ầm ào ào vẳng lại. Còn Phí Trường Thiên, Phí Nhất Hoàn, Phí Mãn Thiên đều đứng trên kho thuốc trước mặt, vẻ mặt nghiêm cẩn nhìn Phí Thanh Sơn cuồng đả cạnh suối nước. Cha ơi, chỉ bằng cha cứ ngồi xuống mà xem là được rồi. Phí Nhất Hoàn tự mình mang ghế đến cho Phí Trường Thiên. Ngồi cái gì, Thanh Sơn đang chịu khổ, ta còn ngồi được sao? Phí Trường Thiên lắc lắc đầu, hai chân không nhúc nhích, mắt chân chân nhìn Phí Thanh Sơn. Phí Nhất Hoàn thấy vậy thì cũng không dám nói thêm gì nữa. Đành đứng sang một bên chăm chú quan sát Phí Thanh Sơn. A! À, Phí Thanh Sơn lại hét lên một tiếng điên dại, toàn thân dựng lên, leo qua leo lại trên vách đá linh hoạt như một con vượn núi. Thân pháp kia căn bản không thể gọi là thuật leo trèo khinh công thường thấy mà còn linh hoạt hơn cả thằn lằn, thoăn thoắt hơn cả mèo rừng. Phí Thanh Sơn đã 70 mấy tuổi mà thân pháp leo chế vách núi như thể dẫm trên đất bằng. Cước bộ nhẹ nhàng thoát qua thoát lại trên những phiến đá. Bất kể y di chuyển thế nào, thủy chung cũng không hề bị rớt xuống khe suối. Diệp lão đại cũng đang quan sát thân pháp quỷ dị kia đến ngây cả người, tuy nói thuật khinh thân đề tung mộc của sư phụ y Phí Phương Thành rất ảo diệu. Nhưng nếu đem so với tọa địa hổ của A Phí Thanh Sơn thì vẫn còn kém xa. Chỉ thấy Phí Thanh Sơn giống như loài hổ có thể leo tường chuyển mình linh hoạt trên vách đá. Cứ mỗi lần quyền cước chạm xuống bề mặt vách đá là đều có vụn nham thạch rơi xuống lả tả. Phía dưới phát ra tiếng lủng bùm, đá vụn như bay xuống từ không trung vỡ tung tóe rồi mới rơi rụng dần. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ, nếu người thường mà thấy cảnh này nhất định là sẽ kêu la hoảng hốt. Ước chừng một giờ trôi qua. Lại thêm một tiếng giống dài, thế tọa địa hổ của Phí Thanh Sơn rốt cuộc cũng thi triển đến kết chiêu. Y vút hẳn người lên, cuộn tròn trên không dũng mãnh như chim ưng thảo nguyên, xoay liền mấy vòng rồi lợi dụng quán tính trượt dài trên không đến 2-30 mét, đáp xuống bãi cỏ ngồi xếp bằng để ngưng thần bình khí. Không lâu sau tất cả gân xanh vòng vo trên người y đều dần co lại sau đó cơ thể nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Diệp Phàm trong lòng thầm lấy làm kỳ. Nhưng tự biết là không nên hỏi nhiều. Người ta để mình xem là đã tử tế lắm rồi. Những thứ thuộc vào hàng bí kíp võ công kiểu này thông thường đều được coi là bí thuật không cho người ngoài xem bao giờ. Đã cho xem, thì đó ắt phải được coi là người trong nhà rồi. Sư bá, danh xưng tọa địa lão hổ của người có phải bắt nguồn từ những chiêu thức vừa rồi không? Diệp Phàm thấy Phí Thanh Sơn hai mắt đã mở mới dám cất tiếng hỏi. Ừ. Cũng có phần nào giống với tư thế của lão hổ. Vừa rồi cậu thấy đấy, khi sử chiêu này thân pháp phải mạnh mẽ như hổ, đó là về mặt kinh lực. Còn về độ linh hoạt thì phải đạt đến mức nhanh nhẹn tự nhiên thuần thục như sơn ưng. Đây cũng là nguyên do khiến Phí gia trang ta được người đời gọi là ưng. Phí Thanh Sơn thản nhiên cười nói, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Diệp Phàm cười bảo, sư bá. Công phu này của người lại được kết hợp với khí động học thực sự đã khiến con được mở rộng tầm mắt. Xem ra, truyền thống và hiện đại cũng chả cách biệt là bao. Kỳ thực, công phu võ học nói trắng ra cũng chẳng có mấy phần thần bí. Hoàn toàn có thể áp dụng một số thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại để đi đến bước đột phá. Chẳng hạn như khinh thân đề túng thuật mà chúng ta thường nói đến. Đương nhiên không thể như trong phim ảnh TV một lần tung mình có thể phi thân lên độ cao mấy chục mét hay khoảng cách mấy cây số kiểu đó. Đó chỉ là công phu võ học được thần thoại hóa, dựa hơi vào phép thuật và là việc bất khả thi. Còn võ học chân chính khi luyện được đến độ thuần thục thì cũng gần như có thể biến cơ thể thành một chiếc máy bay. Lợi dụng khí động học, kết hợp khinh thân để tung thuật cũng giống như vừa rồi ta tận dụng phản lực từ vách đá vậy. Trong khoảnh khắc tung mình ra khoảng không, thế chân đóng vai trò tương tự bánh chạy đà của máy bay, còn hai tay dang rộng như đôi cánh của sơn ưng vậy. Thêm vào đó là tác dụng của bí thuật kết hợp ngộ tính đối với công phu võ học, cảm chi với không khí của bản thân, khả năng đoán hướng gió.
Những điểm này thì chỉ có thể nói là một loại cảm giác mà ngươi không thể thừa truyền. Chỉ có thể tự cảm nhận lấy. Cho nên, ta có thể trượt với khoảng cách 3-40 mét như tàu lượn thế này đã là vượt quá cực hạn của bản thân cơ thể con người rồi. Diệp Phàm, tin rằng khi võ công của cậu khôi phục, sau khi cậu đột phá được cửu đẳng thì sẽ càng dễ dàng làm được. Bởi vì ta già rồi, cậu thì vẫn còn trẻ. Về kỹ xảo trượt người trên không thì khi có thời gian rảnh ta sẽ chỉ dẫn tường tận cho. Đây cũng là món kỹ xảo đặc biệt mà ta ngộ ra gần đây. Có điều do chưa luyện được tới thất đẳng nên hiệu quả chưa rõ ràng cho lắm. Đáng tiếc. Nói đến đây, Phí Thanh Sơn nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt thương tâm như ẩn chứa tâm sự gì đó. Ha ha. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, điệu bộ tỏ ra rất khoan khoái. Chúng ta lên trên rồi hãng nói chuyện, kho thuốc tuy có hệ thống thông gió không tồi, nhưng dù sao lên mặt đất cũng dễ hơn cho việc đàm đạo hồi lâu. Vậy là mấy người bèn đi lên. Phí Điệp Vũ chuẩn bị xong trà nước rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Diệp Phàm, tình hình Hải Đông thế nào? Phí Mãn Thiên quay sang thuận miệng hỏi Diệp Phàm. Tình hình rất căng, đặc biệt là ô nhiễm tràn lan ở khu khai khoáng, nếu phải dùng ngôn từ để hình dung thì chỉ có thể là nhìn mà sởn cả gai ốc. Diệp Phàm thành thật, trách nhiệm của cậu rất nặng nề đấy. Phí Mãn Thiên tiếp lời. Con biết, con sẽ lo liệu ổn thỏa chuyện này. Có điều... Bảo vệ môi trường và ô nhiễm xưa nay luôn ở trạng thái đối lập. Nếu cho áp chế quá mức ngành khai thác mỏ, e là sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế Hải Đông. Nếu kinh tế không phát triển được thì là một bước thụt lùi, đây là việc tuyệt đối không thể xảy ra. Cho nên, phải bắt tay từ các ngành nghề khác trước đã. Phát triển các sản nghiệp khác để thay thế khối ô nhiễm đang ngày một nghiêm trọng trong khai thác mỏ. Muốn kiểm soát cho được tình trạng ô nhiễm thì nhất định là phải hạ quyết tâm lớn để đóng cửa, đình chỉ các xí nghiệp gây ô nhiễm nghiêm trọng. Các mỏ khoáng quy mô nhỏ ở Hải Đông tương đối nhiều, đánh vào chuyện khai thác quặng trái phép cũng là một trách nhiệm nặng nề. Tuy nhiên, thời gian không chờ đợi ai cả. Trong chuyến thị sát vừa rồi, con đã đi xem xét một vòng dưới đó. Phát hiện vấn đề ô nhiễm tại quận Thanh Ngưu thuộc thành phố Hải Đông đang diễn ra đặc biệt nghiêm trọng. Hơn nữa, địa phương này bị thế lực ngầm thao túng toàn bộ. Trong mớ hỗn độn như vậy thì vai trò của ngành công an là rất quan trọng. Diệp Phàm nói đến đây cố ý tạm dừng một chút để quan sát phản ứng của Phí Mãn Thiên. Hắn đang muốn thăm dò thái độ của Phí Mãn Thiên xem là ông ta thật sự muốn khắc phục vấn đề ô nhiễm hay chỉ muốn ra vẻ bề ngoài vì mục đích nào khác. Chương 1690, cả Phí ra sững sờ. Phàm là kẻ làm cấp dưới đều phải giỏi thấu hiểu tâm tư lãnh đạo, hiểu được thấu đáo rồi, mọi chuyện anh làm đều sẽ hợp với tâm ý của lãnh đạo. Thậm chí khiến lãnh đạo cảm thấy anh là chi kỷ áo bông, anh sẽ càng được trọng dụng hơn. Tuy nhiên, lòng người cách ra bụng, tâm tư của lãnh đạo cũng vô cùng phức tạp. Có khi anh thấy họ biểu hiện là muốn anh đi làm việc gì đó nhưng thực ra lại có mục đích khác. Nếu cứ ngốc nghếch chăm chăm đi thực hiện thì dù có cố hết sức tuyệt đối cũng không được lòng lãnh đạo. Hừ, Phí Mãn Thiên mặt nghiêm nghị, hừ một tiếng, nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Cái ác ắt sẽ bị trừng trị, hơn nữa, cậu cũng không cần phải dò xét thái độ của tôi. Tôi có thể đường đường chính chính cho cậu hay, vấn đề ô nhiễm của Hải Đông đã tới mức không thể không đối mặt rồi. Nếu nội bộ thành phố Hải Đông các cậu có thể tự mình giải quyết triệt để thì trên tỉnh sẽ không nhúng tay vào. Tôi cho cậu thời gian một năm để giải quyết triệt để việc này. Còn nếu như không làm được thì tỉnh sẽ cho lập tổ điều tra xuống. Hiển nhiên là Phí Mãn Thiên sớm đã nhìn thấu đồng chí Tiểu Diệp này đang nhẩm tính gì trong đầu rồi. Lạ thật, việc này đáng ra Phí Mãn Thiên phải ra chỉ thị cho Phạm Viễn mới đúng. Chẳng hiểu thế nào lại quay ra chỉ thị cho mình. Xem ra, tin đồn đồng chí Phạm Viễn không biết nghe lời không chừng lại là sự thật. Diệp Phàm trầm tư giây lát rồi bảo. Con nhất định sẽ làm hết sức. Trong cuộc họp giao ban đầu năm sẽ cho triệu tập bộ máy ủy ban nhân dân thành phố thảo luận về vấn đề chống ô nhiễm ở Hải Đông. Phải ra quân thật mạnh mẽ, có điều bộ máy quận ủy Thanh Ngưu thì coi như đã mục nát đến độ buộc phải cơ cấu lại rồi. Bằng không, bộ máy mà chưa điều chỉnh thì những cái khác có làm tốt đến mấy cũng là vô ích. Có điều, một thị trưởng như cháu cũng chịu những hạn chế nhất định về mặt điều chỉnh bộ máy nhân sự thành ủy. Hy vọng là sẽ có thông chi hoặc chỉ thị cho đồng chí Phạm Viễn sắp xếp một chút thì tiện hơn nhiều. Tôi đã bảo rồi, tôi sẽ không nhúng tay vào, nếu có đi chăng nữa thì sẽ là tổ điều tra trên tỉnh trực tiếp cử xuống.
Nếu quả thật đến lúc đó thì cũng cho cậu rõ luôn là cái ghế thị trưởng này cậu cũng không ngồi được bao lâu nữa đâu. Cậu nên suy tính cho kỹ càng, nên làm thế nào là do cậu quyết định. Đường đường là thị trưởng của một thành phố, tuy không phải là lãnh đạo cao nhất bên phía đảng ủy, nhưng cậu cũng được xem là nhân vật số 2 ở Hải Đông cơ mà. Một viên chủ tịch quận cũng không xử lý nổi, tôi rất hoài nghi năng lực giải quyết hiện trạng ô nhiễm tại Hải Đông của cậu. Nếu quả không được thì phải nói sớm để tôi còn dễ tìm người khác xuống đó làm thay. Tránh làm lỡ thời gian của nhân dân Hải Đông, cũng là giúp Phí Mãn Thiên này khỏi mang tội với họ vậy. Phí Mãn Thiên giọng điệu cứng rắn chưa từng thấy, nói ra những lời này mà như thể đang ra lệnh vậy. Diệp Phàm bỗng phát hiện không chỉ mỗi Phí Nhất Hoàn không dám hé răng mà ngay cả Phí Trường Thiên trưởng lão cao tuổi nhất trong Phí gia cũng đứng một bên nhắm mắt suy tư như đang nghiền ngẫm lỗi lầm gì vậy. Chỉ có Phí Nhất Độ là thấy không được thuận tình cho lắm bèn lắc đầu lè lưỡi ra bộ không phục. Chú Mãn, chú giúp Diệp Phàm đi, tuy anh ấy là quyền thị trưởng, nhưng đảng ủy bên đó thì cũng không tới phiên anh ấy quản. Dù là chủ tịch thành phố thực sự thì cũng đâu có chỉ huy được đảng chứ, chỉ nói suông mà không chịu làm thì ắt là sẽ xảy chuyện rồi. Chú cứ lệnh xuống một câu, Phạm Viễn dám ngồi yên sao? Bằng không, Diệp Phàm cứ khinh suất mà làm thì chẳng phải sẽ gây xung đột với Phạm Viễn hay sao? Nếu chẳng may mà mâu thuẫn diễn ra kịch liệt quá thì sẽ rất bất lợi cho sự phát triển của toàn bộ Hải Đông. Đừng có nói chen vào lung tung nữa, chú Mãn nhà mày khắc tự có chủ ý. Lúc này, Phí Nhất Hoàn lạnh lùng trừng mắt nhìn thằng con Phí Nhất Độ mà hừ một tiếng. Phí Nhất Độ mặt đỏ gay lên, không dám hé răng thêm câu nào. Mọi người yên tớ, con sẽ làm tốt. Diệp Phàm thận trọng gật đầu, lúc này, dù là lên núi đao hay xuống biển lửa hắn cũng sẽ không thèm chớp mắt. Lãnh đạo trung ương như Phí Nhất Hoàn mà cũng nói vậy thì không trông cậy gì được ở Phí Mãn Thiên nữa rồi. Không chắc ba phần hơn, không dám lên Lương Sơn. Diệp Phàm, muốn được Phí Mãn Thiên tôi công nhận thì cậu phải tỏ rõ bản lĩnh chứ. Phí Mãn Thiên này không thiết tha gì việc phân công một anh chàng ẻo lả đi cai quản cả một thành phố lớn đâu. Đó là cực đoan, là vô trách nhiệm với mấy trăm vạn đồng bào Hải Đông. Phí Mãn Thiên giọng điệu vẫn cứng rắn, mạnh mẽ như trước. Diệp Phàm này đi làm hảo hán Lương Sơn một phen thì đã làm sao? Diệp lão đại vô cùng tức giận. Chén trà bị y đặt mạnh xuống bàn. Một tiếng cạch nặng nề vang lên khiến cả hai người đang nhắm mắt ngưng thần là Phí Trường Thiên và Phí Thanh Sơn đều bị chấn động. Chén trà kia rất cổ quái, lại tự trượt tới đầu bên kia của chiếc bàn bát tiên. Phải biết rằng, bàn bát tiên dùng để ăn cơm của Phí gia không phải vuông vắn gì mà là hình chữ nhật. Bề dài phỏng chừng có đến hơn 5 mét, chiều rộng cũng đến trên dưới 5 mét. Phí Trường Thiên ngồi trên chiếc ghế kê ở chính giữa căn phòng. Hai phía lần lượt là Phí Thanh Sơn và Phí Nhất Hoàn. Còn Diệp Phàm và Phí Nhất Độ vì là hàng hậu bối, nên được xếp ngồi theo hướng đối diện với Phí Trường Thiên, hai người cách xa nhau chừng 5 mét. Sở dĩ phải như vậy là vì người trong Phí gia khi ăn cơm đều được quy định chỗ ngồi rất nghiêm ngặt. Tất cả đều được xếp theo thứ tự lớn bé trẻ già, ví như cái bàn lớn này thì chỉ có những người có vai trò chủ chốt nhất trong Phí gia mới có tư cách ngồi vào. Phí Điệp Vũ, Điệp Thảo Thảo đều có thể ngồi nhưng người không thuộc trực hệ Phí gia sẽ không có tư cách ngồi ở đây. Vẫn để một kẻ phế nhân bị mất võ công như Diệp Phàm ngồi ở đây rõ ràng là khách khí lắm rồi. Kể ra thì vẫn là còn nể mặt Phí Phương Thành Trán. Tuy những người như phu nhân Phí Thanh Sơn Yến Hồng giờ này không có mặt nhưng chỗ ngồi vẫn được để trống ở ngay bên cạnh Phí Thanh Sơn. Mắt nhìn cái chén trôi đến trước mặt Phí Trường Thiên, Phí Mãn Thiên bắt đầu nổi giận. Y cho rằng Diệp Phàm không nuốt nổi cục tức này vào lòng lại dám ở trên địa bàn của Phí gia mà đẩy cái chén về phía phụ thân y Phí Trường Thiên, đây rõ ràng là biểu hiện cực đoan, không tôn kính Phí lão thái gia, như thế có khác gì giỡn mặt mọi người ở đây, y tất nhiên là nhẫn nhịn không nổi, hậm hực nói mà như thét giống vào mặt đối phương. Đồng chí Diệp Phàm, không ngồi xuống nói chuyện được thì mau cút đi. Phí Mãn Thiên dùng đến hai chữ, cút đi, kia thì có nghĩa là sự thể đã tương đối là nghiêm trọng. Còn Phí Nhất Hoàn tuy không hé răng nhưng cũng đang trao mày hẳn lên. Gượng đã. Phí Trường Thiên đột nhiên khoát tay áo, phút chốc lặng người nhìn chằm chằm chén trà kia như đang suy nghĩ chuyện gì. Còn lão ưng Phí Thanh Sơn thì đã sớm trợn trừng hai mắt mà nhìn chằm chằm vào Diệp lão đại rồi. Cha, tên tiểu tử này thật là kỳ cục. Con không gọi người ném nó ra ngoài là đã tử tế lắm rồi, lại còn kiêu ngạo, ngông cuồng như thế.
Phí Mãn Thiên chỉ mặt Diệp Phàm mà mắng. Con nghĩ cái ghế chủ tịch thành phố của hắn cũng đứt luôn đi là vừa. Lời của ta không ai chịu nghe có phải không? Những lời này của Phí Trường Thiên phát ra cùng một tiếng hừ trong khoang mũi. Phí Mãn Thiên mặt đỏ gay lên ấm ức ngồi xuống nhưng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm chứ không dám nói gì nữa. Diệp Phàm, làm sao con làm được như vậy? Phí Trường Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm mà hỏi. Ha ha! Diệp Phàm tay hơi duỗi ra, xuất một chiêu về phía cái chén, lập tức chuyện kỳ dị đã xảy ra. Chén trà đó bắt đầu trượt đi trên bàn, Diệp Phàm khoát tay sang phải rồi lại sang trái khiến cái chén theo đó mà vẽ thành hình một con rắn ngoằn ngoèo trườn lại phía mình đang đứng. Cái chén giống như vật sống biết nghe lời, dừng két một tiếng ngay trước mặt Diệp Phàm. Chỉ một chiêu này xuất ra thôi nhưng ngay cả hai người không hiểu võ công là Phí Nhất Hoàn và Phí Mãn Thiên đều đã nhận ra. Trên mặt họ bỗng hiện lên một tia vui sướng bất ngờ, họ vui đến độ không nói nổi câu nào mà trong chốc lát chỉ hết nhìn Diệp Phàm rồi lại quay sang nhìn ông cụ. Phí Nhất Độ đang ngồi bên cạnh Diệp Phàm sớm đã cả kinh đến mức ngồi im như tượng. Y giơ tay ra hơ đi hơ lại nhưng cái chén kia không hề động đậy chút nào. Đại ca, anh làm thế nào vậy? Phí Nhất Độ quay ra hỏi Diệp Phàm, tỏ vẻ hâm mộ ra mặt. Chỉ là chút kỹ xảo thôi mà. Diệp lão đại thản nhiên lắc lắc đầu ra bộ cao nhân bí hiểm. Có thể dạy cho em không? Phí Nhất Độ tỏ ra không ngại học hỏi. Có thể dạy. Diệp Phàm lại thản nhiên cười cười. Con không học được đâu, không cần phí công làm gì. Phí Thanh Sơn bỗng nhiên xua xua tay. Đại ca, Nhất Độ hiện tại chẳng phải đã luyện đến lục đẳng rồi, có bí kỹ gì mà nó không học nổi chứ? Chuyện võ công rối rắm của các người tuy em không hiểu cho lắm nhưng bí kỹ khó học đến mấy lâu ngày cũng có thể nghiền ngẫm thấu đáo mà. Phí Nhất Hoàn hỏi dồn dập như thể được gãi đúng chỗ ngứa. Đúng vậy, Diệp Phàm mà dạy cho thì sao Nhất Độ lại không học nổi chứ? Phí Mãn Thiên cũng đã chịu nói chuyện. Hai lão già này diễn kịch khéo thật, muốn thăm dò lòng dạ mình đây mà. Diệp lão đại trong lòng có đôi chút khinh khi hai người bọn họ nhưng ngoài miệng thì không hé răng thốt ra lấy một lời. Đó là một vấn đề mang tính trình tự, khi Nhất Độ đạt tới trình độ này tự nhiên sẽ hiểu thôi. Ngươi xem, chính là như thế này. Phí Thanh Sơn hơi duỗi tay ra, cái chén trước mặt Diệp Phàm bay vút lên không xoay liền hai vòng rồi chậm rãi đáp xuống trước mặt y. Lợi hại chính là nước trà trong chén không hề văng ra một giọt. Vừa rồi khi Diệp Phàm động thủ nước trà còn văng vài giọt ra ngoài. So về công lực cao thấp, độ thành thạo trong vận dụng thủ pháp thì đều kém hơn một bậc. Ý đại ca là Diệp Phàm đã đạt tới cảnh giới như anh rồi sao? Phí Nhất Hoàn tỏ ra rất quan tâm đến vấn đề này. Ha ha! Phí Thanh Sơn cười cười, liếc qua Diệp Phàm một cái rồi đột nhiên nghiêm mặt hỏi. Tiểu tử! Có cái rắm chó gì thì mau thả ra đi. Ta biết con đang nhẫn nhục đợi thời có phải không? Nói đi, chỉ cần ra điều kiện, Phí gia chúng ta sẽ làm được. Anh muốn cái ghế chủ tịch tỉnh, ta sẽ bảo Nhất Hoàn cho anh làm. Phí Trường Thiên cũng đã chịu mở lời, vì chuyện tỉ thí của Phí gia và Hoành Đoạn gia, lão thái gia này cũng đã chịu xuống nước. Thưa cha, chuyện này con không làm được. Diệp Phàm mới tí tuổi mà lên làm chủ tịch tỉnh thì con còn trụ nổi ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương nữa không? Phí Nhất Hoàn bĩu môi thẻ lưỡi, nhịn không được mà nói trắng ra. Làm không được cũng phải làm, trừ phi, ngươi ra khỏi Phí gia cho ta. Phí Trường Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén dữ tợn trừng trừng nhìn anh con thứ hai một cái. Phí Nhất Hoàn không dám ho he gì nữa, xem ra ông cụ nổi giận thật rồi. Ha ha, chủ tịch tỉnh. Cái đó tạm thời con chưa dám nghĩ đến. Con chỉ có hai điều kiện. Diệp Phàm nói đến đây liền hướng ánh mắt sang phía Phí Trường Thiên. Nói. Từ khóe miệng già của Phí Trường Thiên chỉ thốt ra một tiếng duy nhất đó. Tô Lưu Phương tiểu thư của Tô gia và sư phụ con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con muốn hiểu được nội tình trong đó và muốn Phí gia tác thành cho Tô tiểu thư. Về sau, khi sư phụ con trở về, hy vọng Phí gia có thể thêm một lần nữa tiếp nhận hai người bọn họ. Đây là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai thì tôi phải kính nhờ bí thư Phí rồi. Nghe nói Việt Đông bây giờ còn khuyết một ghế phó trong tỉnh ủy. Đồng chí Thiết Thác ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh Nam Phúc có ý định này. Nếu Phí gia không có ý kiến gì thì có thể gặp qua đồng chí ấy hay không? Diệp Phàm cẩn trọng đưa ra từng điều kiện. Chỉ thế thôi sao? Phí Thanh Sơn hỏi lại.
Điều kiện thứ hai của cậu tôi sẽ đáp ứng. Phí Nhất Hoàn không do dự đáp luôn. Cảm ơn Phí gia đã chiếu cố. Diệp Phàm đứng lên hơi khom người tỏ ý cảm tạ. Chương 1691, ra điều kiện với Phí gia. Chuyện của Phương Thành và Tô Tiểu Thư rất phức tạp, thật ra từ sau khi họ trốn khỏi nhà. Chúng ta đã sớm nhận ra rồi, chỉ có điều hiện tại e là chúng ta có đứng ra tác thành thì chính bọn họ cũng không muốn trở về nữa. Nếu Tô Tiểu Thư đồng ý vào Phí gia, Phí Trường Thiên này dám hứa sẽ mang kiệu tám người khiêng đến rước cô ấy vào đại sảnh cho làm lễ thành thân. Phí Trường Thiên nói vậy chính là muốn tránh chỗ khó mà nói chỗ dễ, không đả động nguyên nhân mà chỉ đề cập đến kết quả. Đương nhiên kết quả này cũng là quá đủ để làm đối phương vừa lòng rồi. Phí Trường Thiên đã chịu nói vậy cũng coi như là thay mặt cho toàn bộ Phí gia thừa nhận Tô Lưu Phương con gái Tô gia chính thức là con dâu của nhà họ Phí rồi. Diệp Phàm, nguyên nhân chuyện này thì vẫn nên đợi sư phụ cậu trở về để chính miệng y sẽ cho cậu hay. Cậu phải biết rằng, đây đơn thuần là chuyện ân oán của lớp người đi trước. Nếu sư phụ cậu không muốn cho cậu biết mà lại cứ cố thăm dò đến cùng thì có khi lại làm y khó xử. Cho nên, việc này cần nói ra hay không phải do hai người họ cùng quyết định. Hơn nữa, chuyện này liên đới khá nhiều, phải nói là rất phức tạp, không phải trong phút chốc mà có thể nói rõ ràng được. Hơn nữa, dù chúng ta có muốn nói rõ thì lời một phía cũng khó được vẹn toàn cho lắm. Vậy đi, nghe nói Tô Tiểu Thư đang ở trong một ngôi miếu đổ nát thuộc huyện Cổ Xuyên. Nếu cô ấy đồng ý trở về, Phí Thanh Sơn này sẽ tự mình nghênh đón. Phí Thanh Sơn không ngờ lại chịu nói ra những lời nhún nhường đến vậy. Hơn nữa, thái độ cũng rất thành khẩn, Diệp Phàm không còn bắt bẻ được vào đâu đành phải gật đầu đồng ý. Bác Thanh Sơn đã nói vậy con cũng không còn gì thắc mắc nữa. Về chuyện gia tộc nhà Hoành Đoạn, rảnh rỗi mọi người hãy kể cụ thể đôi chút cho con nghe. Dù thế nào chúng ta cũng là nước lớn, sao có thể để bọn Nhật Bản còi kia đè đầu cưỡi cổ được. Tuy nhiên ông bác này muốn hỏi cậu một câu. Cậu thực đạt tới cảnh giới này sao? Mà không phải dùng đến một loại bí kỹ nào. Phí Thanh Sơn vẫn thấy hơi khó tin, bởi một số bí kỹ có thể lợi dụng thủ pháp đặc biệt để đạt tới trình độ khiến cái chén trượt đi. Đương nhiên đấy chỉ là tiểu xảo làm xiếc. Ha ha! Diệp Phàm vung tay lên, vận khí hướng vào khoảng không ra chiêu, cái chén kia bay vèo lên theo hướng tay y. Cũng không khác biệt so với màn biểu diễn của Phí Thanh Sơn là mấy. Diệp Phàm vận chút thủ pháp, cái chén kia còn như đang gật đầu với các vị khách trên bàn. Tất nhiên Diệp Phàm vận dụng chưa được thoải mái như Phí Thanh Sơn, khi cái chén trở lại trong tay thì anh lính mới này chán đã lấm tấm mồ hôi. Được lắm, gia tộc Hoành Đoạn nhất định sẽ thất bại, khí thế Trung Quốc sẽ được hiển dương. Phí Trường Thiên vỗ mạnh xuống bàn một phát rồi đứng bật dậy. Cha, chuyện Diệp Phàm nên giữ bí mật. Phí Thanh Sơn bỗng nhiên thốt lên. Ừ. Đúng là nên giữ kín. Phí Trường Thiên gật đầu. Diệp Phàm, cậu rốt cuộc cũng sắp sửa Leo lên vị trí bí thư thành ủy rồi. Khi thời cơ chín muồi, cậu hãy đánh điện đến chỗ tôi. Phí Nhất Hoàn đột nhiên thốt ra một câu ước định vu vơ. Nhưng Diệp lão đại trong lòng vẫn thầm cao hứng. Phí Nhất Hoàn đã đáp ứng thì cái ghế bí thư thành ủy bất quá cũng chỉ vài năm nữa không có gì bất chắc là coi như ván đã đóng thuyền. Đây cũng coi như là một món hời vậy. Cần biết rằng chức bí thư thành ủy của một đô thị trực thuộc địa phương chỉ được xem như bước đầu tiến đến biên giới cấp tỉnh mà thôi. Điều kỳ lạ là Phí Nhất Hoàn đã đưa phong bì rồi mà sao lãnh đạo trực tiếp là Phí Mãn Thiên đây lại không hề hé răng. Diệp lão đại trong lòng có chút buồn bực, nhưng việc này cũng không tiện nói thêm, như vậy quả thật là hơi tham lam. Sau khi dùng cơm tối và uống trà, Phí Thanh Sơn vẻ mặt vô cùng hưng phấn, vỗ vỗ vai Diệp Phàm rủ dê. Đi! Qua bên này luyện thêm mấy chiêu đi. Lão gia hãy nhẹ tay một chút, quyền thủ của ông rất nặng đó. Lúc này, phu nhân của Phí Thanh Sơn là Yến Hồng liếc nhìn Diệp Phàm có ý lo lắng. Bà e rằng Phí Thanh Sơn xuống tay không phân biệt nặng nhẹ sẽ đả thương Diệp Phàm. Diệp Phàm đâu phải búp bê sứ. Phí Thanh Sơn tủm tỉm cười cười. Sư bá, con có thể xem qua được không? Lúc này, Phí Nhất Độ vẻ mặt cung kính trầm giọng thỉnh cầu. Con muốn xem. Phí Thanh Sơn trầm ngâm mất một lúc rồi quay qua bảo Phí Bát Độ. Bát Độ cũng đến xem đi. Phí Bát Độ hẳn là vui mừng đến sắp phát cuồng khi được tận mắt xem người đứng đầu về võ thuật của Phí gia là Phí Thanh Sơn cùng người khác luận bàn võ học,
dẫu trong lòng vẫn có chút nghi hoặc là Diệp Phàm dựa vào tư cách gì mà dám cùng Phí Thanh Sơn luận bàn, nhưng y cũng không dám hỏi thêm nữa. Về phần bọn Phí Nhị Độ, Phí Tam Độ tất nhiên là khó chịu ra mặt vì Phí Thanh Sơn không gọi đến bọn họ, mất đi cơ hội mục kích tốt như vậy. Cần biết rằng, cơ hội như vậy phải khó khăn lắm mới có được. Mấy người trở lại kho ngầm. Phí Thanh Sơn đứng lên trên một khối đất bằng phẳng trong động mà gọi Diệp Phàm. Đến đây đi, ta chấp cậu một tay, hãy đem hết bản lĩnh ra đây. Nói xong Phí Thanh Sơn vắt tay trái ra sau lưng, điệu bộ thản nhiên tự tại không hề nao núng. Diệp lão đại trong lòng đã hơi giận, tự nhủ ông đây dù gì cũng đã đột phá đến cửu đẳng rồi, chẳng lẽ giữa các phân tầng của cửu đẳng lại khác biệt lớn như vậy sao? Hắn bèn hét to một tiếng. Được, sư bá, con ra chiều đây. Kế đó liền tung một cước về phía Phí Thanh Sơn. Vững chắc có thừa, nhưng lực công kích chưa đủ mạnh. Phí Thanh Sơn nhẹ nhàng trầm chân xuống, Diệp lão đại lập tức cảm thấy một luồng kinh lực mạnh mẽ truyền đến. Vốn muốn lấy lại thăng bằng nhưng đâu ngờ chỉ một cước nhẹ nhàng đó của Phí Thanh Sơn thôi mà cũng chứa trong đó kinh lực đến cả ngàn cân. Diệp Phàm rút cuộc vẫn bị cước lực đẩy lùi sang trái ba bước mới đứng vững lại được. Xem ra câu gừng càng già càng cay ở đây không hề quá chút nào. Phí Thanh Sơn ngâm cứu võ công đã mấy chục năm nay, một kẻ cưỡi ngựa xem hoa nghiệp dư như hắn làm sao có thể so bì được. Tuy vậy Diệp lão đại vẫn không hề nản chí, ngược lại càng thấy hứng khởi hơn, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ăn thêm ba cước nữa của con này. Diệp lão đại đột nhiên biến sang chiêu pháp rất quỷ dị, cứ xoay tít mấy vòng tại chỗ như con quay, thoạt nhìn quả thật hơi buồn cười. Ồ! Phí Thanh Sơn lại bỗng hứng thú hẳn lên. Lim dim mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, không lâu sau bỗng bật cười. Hoàn quyển chi thuật của cửu hoàn môn, không ngờ cậu cũng học được chiêu này đấy. Bản lĩnh hãy còn non lắm. Đến đây, Diệp Phàm quét thêm một bán kính rộng rồi chuyển quỹ đạo phi thân tung cước về phía Phí Thanh Sơn. Chiêu này gọi là tam hoàn sáu nguyệt, Phí Thanh Sơn bây giờ chính là mục tiêu thay cho bóng trăng vậy. Song cước của Diệp Phàm bay vút lên chừng hơn 3 mét khiến đám người Phí Nhất Độ luôn mồm trầm trồ khen ngợi. Anh Nhất Độ, chẳng phải nghe nói Diệp lão đại đã thành đồ bỏ đi rồi sao? Phí Bát Độ không tài nào hiểu được cụ thể chuyện Diệp Phàm là thế nào. Ha ha, em xem hắn giống một phế nhân sao? Phí Nhất Độ thản nhiên cười to. Chẳng lẽ là giả vờ? Phí Bát Độ có chút kinh ngạc. Kha kha, thực cũng là giả, lấy giả mà làm thực. Bát Độ, em hãy nhớ cho kỹ, những gì tai nghe mắt thấy đêm nay đều là chuyện tuyệt mật của Phí gia chúng ta. Tuyệt đối không thể để cho bất cứ kẻ nào biết được. Ngay cả mẹ ruột cũng không thể kể lại, em hiểu chưa? Phí Nhất Độ cẩn trọng giảng giải. Anh yên tâm đi, cái đầu này là của em, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Phí Bát Độ gật gật đầu, hai mắt đột nhiên mở to hết cỡ. Y phát hiện song cước của Diệp Phàm lúc xoay tròn trên không trung không ngờ lại cực giống với ba vòng tròn. Cước bộ sao có thể thành vòng tròn được, lạ thật, lại hao hao giống với thuật yoga của Ấn Độ. Phí Nhất Độ vuốt vuốt mấy sợi râu dài dưới cằm, thấy không tài nào mà hiểu nổi. Nghe nói tuyệt kỹ của cửu hoàn môn chính là như vậy. Hai, không ngờ cửu hoàn môn của lão Diệp so với lão khốn kia còn lợi hại hơn nhiều. Phí Bát Độ thở dài than vãn. Ngươi không chịu nhìn xem lão Diệp đã luyện đến tầng thứ mấy ư? Phí Nhất Độ lạnh lùng hừ một tiếng. Bộp bộp bộp. Ba tiếng giòn tan vang động, Diệp Phàm bị một cước của Phí Thanh Sơn đá văng ngược trở lại. Thình lình một tiếng không khống chế nổi liền ngã nhào xuống khe suối ngầm. Tuy vậy Phí Thanh Sơn cũng phải lùi lại ba bước mới đứng vững được. Bèn tấm tắc khen ngợi. Cửu hoàn chi kỹ, quả nhiên không thể xem thường. Không tồi, không tồi chút nào. So với sư bá thì vẫn còn kém xa. Nếu thực sự đối địch, chắc hẳn con đã sớm xong đời rồi. Diệp Phàm nhảy ra từ suối nước cười cười. Không thể nói thế được, cậu còn trẻ tuổi mà. Hồi ta bằng tuổi cậu cùng lắm mới luyện đến ngũ đẳng chứ mấy. So với bọn trẻ tuổi đồng trang lứa, cậu quả đúng là thiên tài vậy. Phí Thanh Sơn rất hiếm khi khen ai lấy một câu. Xem cửu hoàn của con đây. Diệp Phàm quát to một tiếng. Lại quét một vòng tại chỗ, thân mình xoay mạnh về phía sau. Lộn nhào liên tiếp 9 vòng trên không trung, khí lực phát ra uy mãnh vô cùng, sức mạnh của cửu hoàn hình thành nên một luồng khí lực cổ quái nhằm thẳng về phía Phí Thanh Sơn. Hơn nữa, uy lực của đạo khí trường kia phát ra dường như ngày một mãnh liệt hơn.
tạo ra tiếng ầm ào như sóng thần xô đến, bọn Phí Nhất Độ và Phí Bát Độ đứng xa đến mấy chục mét mà vẫn cảm giác như tiếng máy bay cất cánh vang động bên tai. Không những vậy, một luồng kinh lực mạnh mẽ xé đến, hai người lập tức trầm ổn thân mình theo thế trung bình tấn, dốc hết kinh lực cự lại dư chấn phát ra từ đòn công kích mạnh mẽ vừa rồi. Lợi hại thật, không biết bác cả bị vây trong xoáy lực đó cảm giác sẽ như thế nào. Phí Bát Độ kêu lên. Chắc chắn nếu là anh em mình thì đã sớm đã bị văng lên trời mà ngã đến trọng thương rồi. Này, hơi giống kiểu vòi rồng bên Mỹ em nhỉ. Phí Nhất Độ bặm môi nhận định. Vù vù. Phí Thanh Sơn bị bức đến độ không ngờ đã dùng đến cả cánh tay trái, hai tay hô mấy vòng rồi trở mình trên không. Một đạo khí phát ra nhắm thẳng đến đồng chí Tiểu Diệp rồi cuốn phăng xoáy lốc kia đi. Uinh uinh uinh. Liên tiếp mấy đạo kình lực qua đi, Diệp Phàm lăn liền ba vòng mới đứng vững được. Trái lại Phí Thanh Sơn chỉ có quần áo là phiêu hốt mấy bận, thân mình đến một bước cũng không hề dịch chuyển. Diệp Phàm mặt đỏ lên, cả thẹn. Sư bá lợi hại. Con không tài nào so bì được. Khá lắm, lần này tôi thua. Phí Thanh Sơn thản nhiên nói. Không thể nào, con bị lực đạo cuốn theo lăn đến ba vòng, sư bá thì lại không hề nhúc nhích. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Cậu xem, tôi đã dùng đến cánh tay trái rồi. Phí Thanh Sơn ha hả cười to. Hai người lại tiếp tục quyền qua cước lại, Diệp Phàm cũng càng đánh càng thấy muôn phần hứng thú. Có thể chiết chiêu cùng cao thủ cửu đẳng cũng là một cơ hội tốt. Diệp Phàm cũng không còn băn khoăn nữa mà qua lại chiêu thức với Phí Thanh Sơn cởi mở hơn. Sau đó Phí Thanh Sơn đem Phi Ưng Đề Túng thuật vừa mới ngộ ra gần đây truyền cho Diệp Phàm. Quả là linh diệu, Diệp Phàm vừa mới thử phi thân lên không ngờ đã trượt được 17-18 mét. Tuy nhiên, do lực đạo mạnh yếu chưa nắm vững, chênh ênh một cái lại chui tọt xuống lòng suối. Sư bá! Phi ưng thuật này luyện đến cảnh giới cao nhất chẳng hay có thể trượt được bao nhiêu mét. Diệp Phàm hào hứng hỏi. Không rõ lắm, nhiều lắm một hơi ta cũng chỉ trượt được 5-60 mét là phải tiếp đất rồi. Đương nhiên cái này không thể bay mà chỉ là lợi dụng khí động học để trượt thôi. Phí Thanh Sơn lắc lắc đầu. Luyện đến khi toàn thân mồ hôi nhỏ giọt, mấy người mới chịu lên lại mặt đất. Tắm cái đi rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Phí Thanh Sơn vỗ vỗ vai Diệp Phàm. Cười nói, trong ánh mắt toát lên sự tán thưởng vô cùng. Diệp Phàm vội chối. Con phải về thôi, tối nay nhà còn có chút việc, cháu xin cáo từ. Sở dĩ như vậy là vì chủ tịch đường có giao phó cho ông em đường Lâm lệnh Diệp Phàm một giờ là phải về đến nhà. Lúc này, phu nhân Yến Hồng tiến đến, vẻ mặt tươi cười bảo. Không sao, cậu có việc thì cứ đi mà làm, nhưng cứ tắm rửa cho nó sạch sẽ đã, Điệp Vũ đã chuẩn bị xong quần áo rồi. Chắc là cũng vừa với cậu thôi. Em nó cũng xả nước cho cậu rồi đấy, mau đi đi. Chuyện này, Diệp Phàm thấy có chút ngượng ngùng, mặt hắn hơi đỏ lên. Chương 1692, ngôi biệt thự thần bí. Ha ha ha, Phí Thanh Sơn bỗng bật cười thích chí, vỗ vỗ vai Diệp Phàm. Đàn ông chúng ta không cần học nữ nhân nhăn nhó chủ trừ làm gì. Nam nhi nên thoải mái, phóng khoáng đôi chút, đi thôi. Chỉ có anh hùng, mới được mỹ nhân ghé mắt thôi. Như năm nào, bà nội Yến Hồng nhà này có thể gọi là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, chẳng phải cũng cứ chịu chờ Phí Thanh Sơn này mấy chục năm đó sao? Kỳ lạ là bà Yến Hồng cũng không hề tỏ vẻ giận dỗi gì mà vẫn một mực ân cần thương mến Phí Thanh Sơn. Diệp lão đại thở dài một tiếng, chỉ có thể nói rằng Phí Thanh Sơn có sức hấp dẫn từ nhân cách của ông, thằng nhãi này đi ra sau hậu viện. Qua ba chỗ rẽ. Hắn đẩy cửa bước vào một gian nhà cách biệt không có khoảng sân. Phát hiện ra một căn gác nhỏ riêng biệt, dưới ánh trăng mờ ảo hiện ra bóng một cô nàng toàn thân mang quần áo màu xanh lục đang đứng dưới tảng cây, không phải Phí Điệp Vũ thì còn ai vào đây nữa. Ban đêm càng khiến Điệp Vũ dịu dàng thoát tục hơn, màu xanh lục đồng nhất kia là của tấm áo choàng khoác hờ trên vai. Mà áo choàng cũng không chịu cài nút thắt, phần thân trên không ngờ chỉ mặc mỗi một dải yếm hồng thêu hình hai chú chim. Cái yếm cũng không dài rộng gì cho cam, mặt trên chỉ đủ che đi cặp tuyết lê mơn mởn chỉ trực lộ ra. Còn toàn bộ bụng dưới đã lộ hết ra bên ngoài. Phần da thịt nõn nà càng muôn phần hút mắt dưới ánh trăng, giống như vườn trái cấm đến mùa chín rộ, khiến người ta thèm thuồng đến rõ rãi. Bên dưới là một chiếc váy ngắn rộng thùng thình màu xanh nhạt. Váy siêu ngắn, ngắn đến mức có thể nhìn thấy chỗ giao nhau giữa bụng và đùi. Phía sau giường như lấp ló cả cặp mông tròn lẳn.
Anh, em xả nước hộ anh rồi đấy. Điệp Vũ e thẹn cất tiếng, mặt đã thoáng ửng đỏ. Làm phiền em rồi Điệp Vũ. Diệp Phàm tỏ vẻ cảm ơn, không dám nhìn vào cặp mắt đang rất phức tạp kia của Điệp Vũ, hắn cúi đầu bước nhanh về hướng nhà tắm. Vào bên trong mới phát hiện phòng tắm này rất lớn, bốn bức vách toàn bộ đều làm bằng gỗ khắc, sàn nhà cũng đều làm bằng gỗ nguyên chất 100%. Bên cạnh là một bồn tắm ghép từ nhiều mảnh gỗ trông có vẻ đã lâu năm. Mấy mảnh gỗ này làm thế nào mà không bị giò nước nhỉ, Diệp lão đại trong lòng ngầm thán phục. Diệp lão đại đang muốn tiện tay đóng cửa lại thì cửa phòng tắm bỗng nhiên bị người nào đó chặn lại. Vừa thấy đó là Điệp Vũ thì hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu hỏi. Em quên cái gì trong này hả, để anh lấy cho. Không quên gì cả. Phí Điệp Vũ mặt ửng hồng, không dám nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Không quên, vậy. Diệp lão đại trong lòng như đã hiểu ra đôi chút, tự nhủ thầm chẳng lẽ Điệp Vũ đến để kỳ lưng cho mình. Việc này, lại còn vẻ mặt cho đến lời nói của Phí Thanh Sơn nữa chứ, việc này đến tám phần là như vậy rồi. Xong đời, lại đi rước thêm một món nợ phong lưu nữa rồi. Chẳng lẽ đúng như sư bá đã nói, mỹ nhân săn đón anh hùng, Diệp lão đại ta là anh hùng nên mỹ nhân không ngừng, Diệp lão đại trong lòng không ngừng tự hỏi rồi lại tự trả lời lấy. Bỗng phát hiện ra Phí Điệp Vũ cứ đứng nguyên ở cửa mà không có ý rời đi. Điệp Vũ này, anh muốn tắm rửa chút, tắm xong còn phải đi gặp một vị khách. Diệp Phàm kiên trì cắn răng giảng giải. Để em giúp anh cởi quần áo. Điệp Vũ ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã đỏ bừng. Không nên, cứ để anh tự cởi. Diệp lão đại vội vàng xua tay chối từ. Anh đã khinh rẻ em thì em đi đây. Phí Điệp Vũ xa sầm nét mặt, xoay người như sắp đi ra. Không phải như thế, không phải mà. Diệp lão đại đang muốn giải thích ngay nhưng phát hiện Phí Điệp Vũ đã đi được 3-4 bước rồi. Trong lúc gấp gáp anh chàng vội bước lên nắm lấy áo choàng của Điệp Vũ. Em không muốn làm người ta rác mắt, anh để em đi vậy. Ngay cả cởi đồ cho anh em cũng không có tư cách, Phí Điệp Vũ em thật đáng khinh. Phí Điệp Vũ làm bộ giận dỗi, đưa tay đẩy Diệp lão đại ra. Dướn mình lao mạnh về phía trước, Diệp lão đại vội vàng giữ lấy Phí Điệp Vũ, ngờ đâu cô nàng đang cố rằng về phía trước nên tất yếu là một bên áo choàng bị chính tay anh chàng xé rách toang. Tiếng vải bị xé vang lên. Tấm áo choàng mỏng manh vô tình bị xé đứt không thương tiếc. Lập tức lộ ra một tòa thiên nhiên hồng hồng tươi đỏ đẹp đến mê hồn. Anh xin lỗi. Diệp lão đại lập tức rụt tay về, hắn vô cùng bối rối. Anh, Phí Điệp Vũ chỉ mặt Diệp Phàm nói không nên lời rồi hai mắt đỏ hoe như chỉ trực chạy đi. Em không giúp anh cởi đồ nữa sao? Diệp Phàm đột nhiên điềm tĩnh trở lại sượng sùng hỏi. Em không có tư cách đó, Diệp Phàm anh là cao nhân, còn Phí Điệp Vũ em chỉ là một cô gái bình thường. Đâu có dám trèo cao mà giúp người ta cởi chứ. Phí Điệp Vũ không chạy đi nữa mà quay ra hậm hực với anh chàng. Em là tiểu thư Đài Các, là công chúa của Phí Gia Trang, đâu phải cô gái bình thường gì cho cam. Nếu nói không xứng, thì Diệp Phàm anh đây mới không xứng. Đâu có làm nổi cao nhân gì đó như em nói. Diệp Phàm từ tốn. Em cũng không có ý gì khác, em chỉ là muốn giúp anh cởi đồ, kỳ lưng thôi mà. Anh yên tâm. Con gái Phí Gia Trang đâu phải thứ đê tiện vô liêm. Lúc này, Phí Điệp Vũ đã chịu xoay người lại, đôi khóe mắt đã lông lanh đôi giọt thu ba. Vào nhà đi. Diệp Phàm bảo khẽ rồi xoay người giành đi vào phòng tắm trước. Diệp Phàm đứng trước cái bồn tắm ghép từ ván gỗ, hắn thầm đánh cuộc là Phí Điệp Vũ sẽ tiến vào. Quả nhiên, không lâu sau lưng hắn xuất hiện một đôi bàn tay dịu dàng, trắng muốt như tuyết, nhẹ nhàng giúp hắn cởi áo. Sau đó đến lượt chiếc quần, Diệp lão đại cứng đờ như con rối gỗ chỉ biết nhấc tay động chân theo phản xạ. Khi cởi đến còn lại độc mỗi chiếc quần đùi thì đôi tay đó mới chịu dừng lại. Điệp Vũ đến bên thành bể, đưa tay sờ thử xem nước nóng lạnh đã vừa chưa rồi bảo. Vừa khéo đấy, anh vào đi thôi. Vẫn còn có thứ chưa cởi, con người anh thích cởi tất cả cho nó sạch sẽ. Diệp lão đại bỗng dưng nảy ý đùa giỡn đến cùng bèn đứng trước bồn tắm mà nói cứng. Chẳng lẽ muốn cởi thật sao? Phí Điệp Vũ mặt đã đỏ như vang. Cởi, cởi tất. Lão Diệp hất hàm nghiền đầu lên thách thức. Để em cởi cho vậy. Phí Điệp Vũ càng ngượng ngùng, mặt đỏ lưỡng lên như con gà trọi. Cô chậm rãi đến bên Diệp lão đại. Vươn tay định tung chiêu đoạt khố nhằm vào Diệp lão đại.
Tuy nhiên Diệp lão đại sớm đã cảm giác được quả tim cô nàng đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực, ngay cả đôi tay cũng run lên bần bật như thể cái quần đùi này có sức nặng đến ngàn cân vậy. Cuối cùng, Phí Điệp Vũ cũng cắn răng nặng nề kéo nó xuống. Tuy nhiên, Diệp lão đại thấy hai mắt cô đã nhắm tịt lại. Mấy sợi lông mi dài xinh xắn vẫn còn run run. Ha ha ha! Diệp lão đại bỗng ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng. Nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Điệp Vũ, mỉm cười bảo. Chọc em chút cho vui thôi, anh đây không có cái thú đó đâu. Nói xong, Diệp lão đại tung người nhảy vào trong bồn tắm. Anh dám gạt em, anh đúng là đồ lừa đảo. Phí Điệp Vũ mặt đỏ như gấc chín, xông lên tụi luôn Diệp lão đại mấy quyền vào lưng. Ôi, thoải mái dễ chịu quá, kiểu này kỳ lưng nên đổi thành đấm lưng rồi. Diệp lão đại hơi lim dim mắt, nghiêng người trong ao cười nói. Để e tắm cho anh hí. Điệp Vũ không ngừng kỳ cọ trên cơ thể trơn tuột của Diệp lão đại, đương nhiên, vùng cấm của nam nhân Điệp Vũ vẫn chưa có gan động chạm tới. Chỉ trượt qua trượt lại trên bộ ngực, phía lưng và chỗ đùi mà thôi. Qua! Diệp lão đại thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thoải mái đến cực điểm. Vươn vai nằm trong bể như đang ngủ. Tự em tới hay là ai kêu vậy? Diệp lão đại hỏi một câu ngu ngốc nhất trong ngày. Ông nội kêu. Phí Điệp Vũ ngờ đâu lại thành thật thẹn thùng đáp lời. Quả nhiên là ông em. Diệp Phàm gật gật đầu, liếc mắt trông qua đôi chim nước trước ngực Phí Điệp Vũ. Điệp Vũ tựa như cảm thấy ánh mắt ai đó đang tập trung trên khuôn ngực mình nhưng cô không hề hé răng. Có điều, mặt thì càng ngày càng đỏ au như dáng chiều rực nắng. Hai con chim này thêu rất đẹp. Diệp lão đại thản nhiên cười nói, cũng không thèm che giấu ánh mắt tán dương hơi khiếm nhã của bản thân. Trên bộ quần áo em may cho anh cũng có thêu một đôi diều hâu. Phí Điệp Vũ thỏ thẻ. Ôi, con chim nước này, quả thật là rất đẹp. Diệp lão đại trong lúc lửa dục hứng lên chẳng ngờ lại dám vô thức đưa tay vuốt ve hai con chim trên giải yếm. Hắn phát hiện là Điệp Vũ cũng không có ý né tránh. Nhưng cặp mắt nai tơ kia của nàng thì đang mở trừng trừng thật to chú mục vào bàn tay Diệp lão đại. Thôi vậy, anh chỉ nhìn là được rồi. Diệp lão đại vội rụt đôi vuốt háo sắc về. Một hồi tắm rửa kỳ cọ kịch tính đã xong, mặc quần áo thì phần bên trong là do Diệp lão đại tự phụ trách. Áo khoác ngoài là một bộ âu phục màu đen do Phí Điệp Vũ đặt may cho y. Mặc vào vừa khít, rất có khí chất quý phái cao sang. Diệp lão đại quay một vòng, quả nhiên phát hiện ở ống tay áo có thêu hình sơn ưng. Con ưng chỉ có đầu vuốt ngón út là hơi thô, còn lại nhìn đều rất sống động, kỹ thuật thêu quả thật rất cao siêu. Phí cô nương tiễn Diệp lão đại ra đến tận sân lớn của Phí gia. Trong phút chốc Diệp Phàm đóng cửa xe, Phí Điệp Vũ đột nhiên nói vội qua cửa kính. Anh, lần sau anh đến em lại cởi đồ kỳ lưng cho anh nhé, nếu anh thấy mệt mỏi thì hãy nhớ đến nơi này. Anh biết rồi. Diệp Phàm gật gật đầu, đạp ga, chiếc xe vù khói phóng đi. Anh, lần sau anh đến em lại cởi đồ kỳ lưng cho anh nhé. Thân mật quá nhỉ, còn cởi đồ kỳ lưng nữa. Có phải lần sau thì? Lúc này, từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói eo éo âm dương cổ quái. Tín Trạch, anh làm nhảm cái gì vậy? Phí Điệp Vũ không thèm ngoảnh lại mà đốt chát luôn. Điệp Vũ, hai chúng ta thân thiết đã bao lâu rồi? Một thằng oát con thối tha sao có thể so bì với tình cảm chúng ta? Ngày nào anh cũng trầu trực ở cửa này, em không muốn gặp anh thì thôi. Không ngờ lại lãng phí thời giờ cùng tên nhóc thối tha lêu lổng đó. Anh chàng tên Tín Trạch kia giận dữ thét giống lên. Anh hãy cẩn trọng lời nói, cái gì mà tiểu tử thối tha? Người ta đang là chủ tịch thành phố Hải Đông đấy. Còn nữa, cái gì mà lêu lổng chứ, không để ý đến anh nữa, đồ thần kinh. Trễ thế này rồi mà còn chưa chịu về, hứ. Phí Điệp Vũ hừ lạnh một tiếng, quay người đóng sầm cửa sân lại. Đồ thần kinh, lại dám chửi ông đây bị thần kinh à? Chủ tịch thành phố Hải Đông cái con mẹ nó. Làm Tín Trạch tao nhớ cái mặt mày rồi. Dám tranh gái với ông đây, con mẹ mày chắc không muốn sống nữa rồi. Chẳng phải chỉ là thằng chủ tịch thành phố quèn thôi chứ nước nôi mẹ gì. Làm Tín Trạch ngửa mặt lên trời chửi đồng một hồi rồi giận dữ vù khói cút thẳng. Làm Tín Trạch, con cháu gia tộc họ Lam ở thành phố Tân Môn. Nhà họ Lam ở Tân Môn rất có tiếng, sản nghiệp phủ khắp các ngành nghề nơi đây. Hơn nữa, người làm quan trong nhà này cũng không phải là ít. Hiện tại, người cầm đầu gia tộc họ Lam chính là Ủy viên Trung ương, Chủ tịch thành phố Tân Môn Lam Bình Đình,
Trong số các phe phái trong nước, Lam Thị cũng được coi là ông vua một xứ. Nhưng so với những thế lực lớn như Trấn Thị, Kiều Thị đây thì có vẻ vẫn thua kém đôi chút, chỉ có thể xếp ngồi chiếu dưới. Biệt thự Tây Viên Cộng Hòa, đây chính là nơi ở của Phó Chủ tịch Đường Hạo Đông. Nơi này thấp thoáng ẩn hiện dưới bóng cổ thụ, không khí vô cùng u nhã. Tuy vậy việc canh phòng cũng rất chi là nghiêm mật. Không được chủ nhân một tòa biệt thự trong đó cho phép, trừ phi mọc cánh cánh, nếu không thì đừng hòng nghĩ đến chuyện vào. Diệp Phàm vừa đậu xe trước cửa, một thiếu tá cảnh vệ vũ trang phụ trách trông coi nơi này cứ xăm soi ngắm nghía con xe Santana 2000 của Diệp Phàm, điệu bộ vô cùng sửng sốt. Viên thiếu tá đó vì sao mà sững sờ như vậy? Chương 1693, câu hỏi của Chủ tịch Đường. Bởi vì được vào đây thì nếu là xe nhập khẩu chí ít cũng phải là Audi. Còn nếu là sản phẩm trong nước, thông thường đều là Hồng Kỳ. Đi con Santana 2000 mà lại muốn vào đây thì hình như viên thiếu tá cảnh vệ này chưa thấy qua mấy kẻ nên Âu cũng thấy ngạc nhiên đôi chút. Tuy vậy, viên thiếu tá chỉ thầm thắc mắc trong lòng mà tuyệt không dám thất lễ. Bởi vì, nơi này cũng có những kẻ thích khác người. Mấy ông vua con của nước Cộng Hòa có trò gì là không dám làm. Có thể người ta thích đi Santana, mà cho dù có lái công nông máy kéo đi nữa thì cũng đã làm sao, anh làm được gì người ta nào. Hơn nữa, những kẻ có thể vào đây có ai mà không có số có má chứ. Chào đồng chí, đề nghị cho xem giấy thông hành đặc biệt, chứng minh thư, thẻ công tác. Thế là viên thiếu tá cảnh vệ sau khi chào theo nghi thức quân đội thì hỏi liền mấy loại giấy chứng nhận. Giấy thông hành đặc biệt, cái này tôi không có. Thẻ công tác và chứng minh thư thì có đấy. Diệp Phàm cười cười, đặt cái túi ra lên ngang đầu gối lục tìm giấy tờ. Rất xin lỗi, nếu không có giấy thông hành đặc biệt thì các giấy tờ khác cũng vô dụng. Đề nghị anh chuẩn bị xong giấy tờ rồi hãng đến. Viên cảnh vệ lại thực hiện nghi thức chào theo đúng kiểu nhà binh, y một mực tỏ ra rất lễ độ. Anh cứ xem qua cái này trước có được không, nếu không được thì tôi sẽ đi làm lại. Diệp Phàm giơ giấy chứng nhận cố vấn đặc biệt bộ tổng tham mưu trong tay lên. Chẳng phải đã nói với anh rồi sao, nếu không có giấy thông hành thì những giấy tờ khác đều không có tác dụng. Viên thiếu tá đã có đôi chút mất kiên nhẫn, miệng dài thượt ra. Tuy vậy, y vẫn nhận lấy tờ giấy trong tay Diệp Phàm rồi lật dở xem qua. Sắc mặt lập tức thay đổi, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Tuy vậy tố chất tâm lý của viên thiếu tá vẫn vô cùng rắn giỏi. Trong phút chốc đã bình tĩnh lại ngay. Hơn nữa, y còn ngay lập tức trang trọng đứng nghiêm dõng dạc. Báo cáo thủ trưởng, tuy bản giấy chứng nhận này của anh là thật, nhưng nếu không có giấy thông hành thì vẫn không thể vào chỗ này. Tuy vậy nếu ngài có thể được thủ trưởng trong kia đồng ý thì không vấn đề ạ, thật ra tôi có thể giúp ngài liên hệ. Thôi khỏi, tôi sẽ tự gọi. Diệp Phàm khoát tay gọi điện cho Đường Lâm. Chẳng bao lâu, phòng trực ban cảnh vệ liền nhận được điện thoại. Vâng dạ à, ôi một chặp rồi lại vẫn dùng nghi thức nhà binh báo cáo với Diệp Phàm. Thưa thủ trưởng, ngài vào được rồi ạ. Chiếc xe đỗ xịch ngay trước cổng ngôi biệt thự số 6. Đứng trước biệt thự lại là hai cảnh vệ có vũ trang, cũng may là có chủ nhân là Đường Lâm ra nghênh đón nên cũng không làm khó Diệp Phàm thêm nữa. Đi vào trong mới phát hiện ngôi biệt thự của vị phó chủ tịch Đường này có phong cách trang trí theo thiên hướng dung hòa giữa chút ý vị cổ xưa và đặc trưng thẩm mỹ dân tộc Trung Quốc. Bên trong những đường nét của phong thái Tây Dương xuất hiện chẳng là bao. Ông anh tôi đang ở trong thư phòng. Đường Lâm quay sang phía Diệp Phàm bảo. Để tôi đưa anh lên. Cảm ơn. Diệp Phàm tỏ ra hết sức khách khí, hắn lấy từ trong cặp ra hai viên long sĩ đầu hoàn, thứ này vốn là phát minh mới nhất của Diệp Lão Đại, hắn phát hiện ra công dụng của loại long sĩ đầu hoàn này vượt xa cả Xuân Cung Hoàn mà các vị tiền bối khi xưa đã phát minh ra. Cho nên anh chàng này mới lấy một cái tên rất hình tượng, long sĩ đầu, cái đồ chơi kia của nam giới kia gọi là rồng, sau khi cương lên thì chẳng phải là rồng ngẩng đầu hay sao, rất sát với công dụng của thuốc. Anh bạn học cũ, hai viên thuốc này tặng cho anh đấy. Diệp Phàm lấy ra một cái bình nhỏ bằng bạch ngọc to chừng đầu ngón tay, đưa lên. Viên thuốc. Đường Lâm miệng lẩm bẩm, đưa mắt nhìn Diệp Phàm, nhất thời có chút kinh ngạc, tôi được tặng nào rượu. Thuốc lá, thuốc bổ cho đến phong bì đều có, sao lại có người đi tặng viên thuốc bao giờ? Đúng vậy, chính là hai viên thuốc. Diệp Phàm cười cười. Thuốc này có nguồn gốc không đấy? Có thể kể sơ qua đôi chút công hiệu ra sao không?
Đường Lâm biết Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chế thuốc mà đem tặng người ta, thứ này nhất định là rất quý báu. Quý hơn nhiều so với mấy thứ thuốc, rượu linh tinh kia lắm. Loại thuốc này gọi là long sĩ đầu, đảm bảo chỉ dùng thảo dược để phối chế. Tương truyền là thanh cung bí phương do một lão đạo sĩ ẩn cư phối chế. Bọn tôi đã dùng lâu nay rồi, không hề có tác dụng phụ nào. Còn về phần công hiệu của thuốc, thì cứ lấy Viagra làm ví dụ chắc anh sẽ rõ. Viagra có tác dụng phụ gây hôn mê nên sử dụng không được an toàn cho lắm. Còn long sĩ đầu này chắc chắn tốt hơn Viagra nhiều. Không có tác dụng phụ mà tác dụng lại kéo dài. Yên tâm đi, nếu có tác dụng phụ gì đó thì tôi đâu dám đem ra tặng anh chứ. Hơn nữa, thuốc này hoàn toàn không xuất xứ đấy. Nếu anh muốn tìm người làm chứng thì có ông Bộ trưởng Bộ Công an Thiết Chiêm Hùng, chắc anh có quen, quan hệ giữa ông ta và tôi rất tốt. Vừa rồi cứ nằng nặc đòi tôi cho ổng thêm một viên. Nhưng tôi chỉ còn mỗi hai viên này thì đào đâu ra mà cho ổng. Đương nhiên, nếu anh thấy lo lắng thì để tôi nhận lại vậy. Diệp Phàm nói chuyện với thái độ hết sức nghiêm túc. Bạn học cũ đã đưa đến tặng mà còn không biết xấu hổ bắt đem về sao. Thứ này tôi xin nhận. Long sĩ đầu nói thì hay đấy, nhưng không biết cả đêm có ngóc đầu được mấy lần không. Đường Lâm nói đến đây thì vô cùng hứng thú, đưa tay đón lấy chiếc bình ngọc, rốc ra một viên thuốc lại còn đặt trước mũi ngửi ngửi. Y biết Diệp Phàm không dám lừa mình. Đường Lâm tin là Diệp Phàm biết rõ lừa gạt y sẽ phải lãnh hậu quả nghiêm trọng ra sao. Ba hiệp thì không thành vấn đề, cái này cũng còn phải xem tuổi tác và thể chất người dùng nữa. Thể chất tốt mà lại còn trẻ tuổi nữa thì dù 4-5 lần cũng không thành vấn đề. Tuổi tác như trưởng ban Đường đây thì không tính là cao, đang độ tráng niên thế này 4 lần đảm bảo không thành vấn đề. Diệp Phàm thao thao một chặp, liếc nhìn Đường Lâm rồi lại tiếp tục. Đương nhiên cũng không thể đêm đêm cày cuốc, như vậy cũng sẽ không tốt. Cái gì cũng đều nên chú ý điều độ, quá mức sẽ dẫn đến hỏng chuyện. Hai viên thuốc này tốt nhất nên dùng cách nhau một tuần lễ. Nếu dùng liên tục, dù thuốc này không có tác dụng gây hôn mê thì bản thân ông bạn cũng sẽ mệt phờ có phải không nào? Ha ha! Đường Lâm cười gượng một tiếng, tiện tay nhét luôn bình ngọc vào túi quần. Sau đó khá là nhiệt tình đưa Diệp Phàm tới chỗ thư phòng tầng 2. Chỉ có thể nói khá nhiệt tình là vì hồi trước hai người tuy là bạn học cùng trường chính trị nhưng giao tình cũng không sâu lắm, huống chi lúc học tập ở trường chính trị trung ương có thời gian hai người họ đã từng là đối thủ. Trong lòng cũng có đôi chút hiềm khích, dĩ nhiên không thể dễ dàng mà đối tốt với nhau như vậy. Anh vào một mình vậy? Đường Lâm gật gật đầu rồi đi thẳng. Tuy vậy, Diệp Phàm vẫn phát hiện ra tay y không ngừng ve vuốt cái bình ngọc trong túi quần kia. Chắc hẳn đã khó dằn lòng nổi, đang muốn tìm người để thử xem dược tính thế nào. Lão Đường, anh khá nóng vội đó. Diệp Phàm tự nhủ trong lòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Nói thực thì tâm trạng của Diệp lão đại giờ phút này vẫn khá là lo lắng. Còn lo ngại hơn cả lần gặp chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương Phí Nhất Hoàn nhiều. Dù sao thì y cũng đã gặp Phí Nhất Hoàn nhiều lần rồi, hơn nữa lại do có mối quan hệ với sư phụ Phí Phương Thành nên thấy Phí gia càng thêm phần thân thuộc. Tiếp xúc nhiều thì tự nhiên sẽ thấy thoải mái hơn thôi. Mời vào. Bên trong vẳng lại tiếng đáp trầm hùng của Đường Hạo Đông. Diệp Phàm nhẹ nhàng đẩy cửa. Phát hiện thấy thư phòng của Đường Hạo Đông bày biện rất đơn giản. Ngoại trừ một chiếc bàn làm việc lớn ra thì chỉ còn một tủ sách cỡ đại với mấy cái ghế xoay phía sau lưng. Cậu cứ ngồi đối diện tôi đi. Đường Hạo Đông chỉ chiếc ghế xoay đối diện với bàn giấy. Không lâu sau một cô tạp vụ mang trà vào rồi nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó lui ra ngoài đóng cửa lại. Chủ tịch Đường, Diệp Phàm chúc ngài năm mới vui vẻ. Diệp Phàm đứng lên, cung kính khom người thi lễ. Ừ, chúc mừng năm mới. Đường Hạo Đông cũng đáp lại Diệp Phàm một câu khách sáo rồi bảo. Ngồi đi. Sau khi Diệp Phàm đã ngồi xuống, Đường Hạo Đông liền đi vào câu chuyện nghiêm túc. Biết tại sao tôi cho gọi cậu tới không? Không rõ lắm ạ. Diệp Phàm thành thật gật gật đầu, ngồi thẳng người lên. Cậu đi Hải Đông cũng được một tháng rồi nhỉ, ở Hải Đông có phát hiện ra cái gì không? Đường Hạo Đông thản nhiên hỏi. Quái. Sao chủ tịch Đường lại hỏi chuyện này, hơi kỳ lạ thật. Diệp lão đại bỗng dưng bị hỏi khó, không biết nên trả lời ra sao. Tuy nhiên, trong lúc này lại không thể trì hoãn gì được, ngẫm nghĩ một lúc, Diệp Phàm cắn răng quyết định thăm dò trước xem thế nào đã. Ngành khai mỏ ở Hải Đông rất phát đạt,
là ngành công nghiệp cốt cán để phát triển kinh tế ở Hải Đông, nguồn thu ngân sách tài chính có đến 60% là từ khai thác mỏ mà ra. Ừ, Đường Hạo Đông gật gật đầu, trên mặt tuy rất bình tĩnh nhưng đôi mắt ưng của Diệp Phàm vẫn nhận ra một thay đổi rất nhỏ trên đôi hàng lông mày của ông Phó Chủ tịch Đường Hạo Đông, dường như hơi nhíu xuống một chút. Nếu không có đôi mắt ưng đó thì quả là không thể nhận ra. Quái lạ thật, chẳng lẽ sếp Đường gọi mình đến chính là muốn hỏi chuyện khai thác mỏ? Ghép nối với những gì mà Phí Nhất Hoàn và Phí Mãn Thiên nói. Đồng chí Tiểu Diệp lập tức thấy trong lòng chĩu nặng, tự nhủ rằng có phải là chuyện ô nhiễm ở khu khai mỏ Hải Đông đã có người bóng gió đến tai sếp Đường bên này rồi hay không? Đây quả là chuyện lớn động trời rồi. Nếu quả thật là như vậy thì mình phải trả lời sao đây? Nếu nói thật thì bị phê bình là cái chắc, nói dối thì lại có cơ bị lãnh đạo hiềm nghi. Hơn nữa, Đường Hạo Đông đã đích thân hỏi đến việc này thì tính chất sự việc đã nghiêm trọng lắm rồi. Diệp lão đại thầm cắn răng quyết định nói thật một phen. Tuy nhiên, kinh tế phát triển cũng mang đến một số ảnh hưởng trái mặt của nó. Ví dụ như, ngành công nghiệp khai thác quặng phát triển thì vấn đề nảy sinh chính là để lại một đống xỉ quặng, tài nguyên đất bị đào khoét. Cùng với đó là vấn đề ô nhiễm phát sinh ở các nhà máy luyện chế quặng cũng vô cùng nghiêm trọng. Vừa đặt chân đến Hải Đông là tôi đã xuống các quận huyện dưới đó khảo sát một lượt, do đồng chí Bí Thư Phí Mãn Thiên đặc biệt giao phó khi tôi xuống Hải Đông. Yêu cầu tôi phải trực tiếp giải quyết vấn đề ô nhiễm của ngành khai thác mỏ Hải Đông. Phải hạ quyết tâm lớn để khắc phục tình trạng ô nhiễm khu khai thác mỏ ở Hải Đông, trả lại cho nhân dân một bầu không khí trong lành. Hơn nữa lúc đó Bí Thư Phí còn khẳng định rằng nếu tình trạng ô nhiễm ở khu khai thác mỏ Hải Đông không được giải quyết thì sẽ tiến hành xử lý nội bộ. Diệp Phàm nói thế cũng là vì Phí Mãn Thiên đã nắm đằng chui rồi. Mới nói đến đây, Đường Hạo Đông đã vội gật lấy gật để xun xoe. Đồng chí Mãn Thiên rất coi trọng công tác môi trường. Y nhìn Diệp Phàm rồi hỏi. Vậy lúc này cậu định làm thế nào, đã có tính toán gì chưa? Tuy vậy đôi mắt ưng của Diệp Phàm lại thêm lần nữa phát hiện, lông mày của Phó Chủ tịch Đường như đã giãn ra đôi chút. Diệp lão đại biết mình đã thành công, nên càng được thể thành thật khai báo. Chủ tịch Đường, tôi xin lấy một trường hợp điển hình chính là Thanh Ngưu, thị xã cấp huyện duy nhất trực thuộc Hải Đông. Ngân sách đầu vào của thành phố này chiếm đến 20% của toàn Hải Đông. Là một trong những nguồn lực tài chính chủ yếu của Hải Đông ta. Trong chuyến đi đó, ngày thứ ba thì tôi xuống đến Thanh Ngưu, mô hình khu công nghiệp ở đây làm rất khá, ô nhiễm được khống chế trong phạm vi cho phép. Sau này điều tra mới biết được những thứ đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn hiện trạng ô nhiễm thực sự nằm ở phần giao cắt giữa hạ lưu khe suối Thái và khe suối Minh giao nhau kéo dài cho đến Thuận Xương thuộc Thanh Ngưu. Nước suối ở khúc giao cắt đó đã đang dần đen đi và có mùi, màu nước bây giờ đang là màu xanh thẫm. Còn mùi thối ở đó thì... Nói khó nghe một chút thì ngay cả một quyền chủ tịch thành phố Hải Đông là tôi đây cũng khó lòng chịu nổi. Thế nhưng nguồn nước này vẫn được nhiều quận huyện ở hạ nguồn như Đông Dương dùng để làm nước sử dụng. Diệp Phàm đem toàn bộ tình hình điều tra báo cáo tỉ mỉ chi tiết cho Đường Hạo Đông. Chương 1694, ai đã đâm trọt đến tai bộ nội vụ? Khai thác mỏ ô nhiễm nghiêm trọng như thế thì chính quyền địa phương buộc phải có trách nhiệm. Hơn nữa, việc khai thác quặng một cách điên cuồng thường có liên quan đến một nhóm thiểu số ô dù tại đại phương. Những chuyện này cậu đã tra ra chưa? Đường Hạo Đông thản nhiên nói với Diệp Phàm. Vâng, Ủy ban Nhân dân thị xã Thanh Ngưu nhất định phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh lại càng liên quan đến công an thành phố. Tôi nghĩ, một loạt vấn đề nảy sinh trong ngành khai thác mỏ như bọn họ tự thuê công ty vệ sĩ. Kỳ thật là các thế lực đen treo đầu dê bán thịt chó núp bóng công ty vệ sĩ mà thôi. Những người này có thể ngang nhiên làm một số chuyện trái pháp luật ở Thanh Ngưu. Không có cơ quan công an địa phương dung túng thì chuyện đó không thể xảy ra. Hơn nữa, tôi còn phát hiện, vấn đề của Cục Công an thành phố Thanh Ngưu ở đây là rất lớn. Đã tới mức không thể không xử lý. Diệp Phàm giảng giải. Về chuyện thế lực đen phát sinh ở Thanh Ngưu, thái độ của đồng chí Phạm Viễn ra sao? Đường Hạo Đông nghe xong đột nhiên hỏi. Chuyện này, không chừng Bí Thư Phạm còn không rõ được hết tình hình hiện tại. Dù sao, một thành phố có mấy trăm vạn nhân khẩu. Trước mắt vẫn chưa có động thái gì. Chuyện này, tôi đã ngầm sắp xếp đồng chí An Kỳ ở Cục Công an thành phố Hải Đông đi điều tra. Một khi có chứng cứ tôi sẽ báo cáo với Bí Thư Phạm sau. Diệp Phàm đánh mắt láo liên.
Cạch một tiếng, Đường Hạo Đông hiển nhiên đã nổi giận, tiếng chén trà đặt xuống bàn nghe nặng nề thêm hẳn. Lão liếc nhìn Diệp Phàm hừ một tiếng bảo. Cậu không cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi, Phạm Viễn là ai chứ? Bí thư Thành ủy Hải Đông để chuyện kiểu này xảy ra ngay trước mắt mà có thể không biết được sao? Đồng chí Diệp Phàm, cậu cứ nói thật cho tôi, không cần phải giấu giếm. Ăn ngay nói thẳng, là thế nào thì nói thế đó. Chủ tịch Đường, bên Phạm Viễn quả thật tôi không rõ lắm. Tuy nhiên nghe nói một số đồng chí trong Cục Công an thị xã Thanh Ngưu cấu kết với các thế lực đen cùng hình thành nên một mạng lưới rộng khắp. Hùa cùng một bọn với các xí nghiệp khai khoáng. Thế là một số đồng chí đã nghiễm nhiên trở thành ô dù bao che cho việc khai thác quặng trái phép. Bọn họ tự có vũ khí, có đội ngũ riêng. Tuy nhiên, tôi cũng đã có giao phó cho đồng chí An Kỳ. Phải bóp chết các thế lực ngầm này ngay từ lúc còn manh nha trứng nước. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ làm loạn. Đối với các xí nghiệp khai thác mỏ, sau khi trở về sẽ lập tức chỉnh đốn ngay từ dịp đầu năm. Diệp Phàm thể hiện một thái độ vô cùng kiên quyết. Cậu xem cái này đi. Đường Hạo Đông hừ một tiếng, đưa ra một tập tài liệu. Diệp Phàm trông qua thì hình như là một tờ báo, nhưng cũng có chỗ không giống với ấn phẩm báo chí. Hình như là không có tờ báo nào phát hành theo hình thức này. Chẳng lẽ là tài liệu lưu hành nội bộ vẫn thường nghe nhắc đến? Diệp lão đại lập tức thấy chấn động trong lòng mới đưa mắt liếc qua, liền phát hiện ra cái tiêu đề to đùng trên đó, vấn đề ô nhiễm ở khu khai thác mỏ của Hải Đông. Lại còn dùng chữ màu tím để in đậm, Diệp Phàm xem lướt thật nhanh xuống phía dưới, phát hiện ra tên của phóng viên trình tài liệu tham khảo nội bộ không ngờ lại là Trương Quang Minh của Hải Đông Nhật Báo làm. Lạ thật, Trương Quang Minh hình như không có chút tiếng tăm nào mà sao lại có khả năng đăng bài trên tài liệu nội bộ. Hầu hết những phóng viên có thể đăng bài trên tài liệu tham khảo nội bộ đều rất có tiếng tăm. Người tên Trương Quang Minh này xem ra không hề đơn giản. Diệp Phàm suy nghĩ rồi quyết định khi trở về sẽ điều tra kỹ hơn về thân thế của người này. Chủ tịch Đường, những điều này tôi sẽ lập tức trở về chứng thực. Nếu đúng như vậy thì mặc kệ là có động chạm đến người nào, mà ngay cả cái mũ quan này có phải bỏ, tôi cũng quyết điều tra ra chân tướng. Về dưới đó, ô nhiễm ở Hải Đông sẽ trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu của Ủy ban Nhân dân thành phố. Dù kinh tế Hải Đông có thụt lùi 10 năm đi nữa thì vấn đề ô nhiễm nhất định phải hạ thấp xuống phạm vi có thể khống chế. Diệp Phàm cầm tập tài liệu tham khảo nội bộ đứng lên, vẻ mặt thể hiện thái độ vô cùng kiên quyết. Cứ ngồi xuống đã. Đường Hạo Đông sắc mặt đã dịu lại hòa hoãn đôi chút, vẫy vẫy tay bảo Diệp Phàm ngồi xuống rồi nói tiếp. Chuyện ô nhiễm thì vùng miền quốc gia nào cũng có. Lãnh thổ nước ta lớn như vậy, vừa phải phát triển kinh tế, lại vừa muốn khống chế các mặt trái mà phát triển kinh tế mang lại. Như thế quả thật là hơi làm khó cán bộ địa phương các cậu. Tuy nhiên dù có khó khăn như thế nào chăng nữa thì cũng không thể đánh đổi bằng sức khỏe của mấy trăm vạn người dân. Cho nên, khi ô nhiễm ở Hải Đông đã lâm vào tình trạng không thể khống chế thì không riêng gì là chuyện của Cục Công an mà theo tôi thì cả cơ quan bảo vệ môi trường, bộ máy chính trị ở Thanh Ngưu đều tồn tại vấn đề. Chẳng lẽ Thanh Ngưu xảy ra chuyện mà các ban bệ này lại mắt mở tai điếc hay sao? Đây phải nói là bịt tai trộm chuông. Nếu thật sự không biết gì thì bộ máy chính trị ở Thanh Ngưu cũng đến nước không thể không cải tổ rồi. Chuyện xảy ra sờ sờ trước mắt mà còn không hay biết thì giữ họ lại phỏng còn có ích gì. Nói đến đây, Đường Hạo Đông rất mực nghiêm túc, một tiếng bộp vang lên, cái bàn lại bị y đập một phát, sau đó y đứng dậy. Tiện tay cầm lấy chiếc bút trên bàn trực tiếp viết gì đó vào bản tài liệu nội bộ. Sau đó y đưa cho Diệp Phàm nói. Thế này vậy, tạm thời cậu cứ về đi. Khi cần hãng lấy ra. Đảng, nhà nước và chính phủ chúng ta có một số ít các đồng chí có tư tưởng bị hủ hóa nghiêm trọng. Vì sao đảng phải thiết lập ủy ban kỷ luật, chính là để thanh trừ sâu mọt trong bộ máy. Nếu không kịp thanh trừ lũ sâu mọt này, chúng sẽ lây bệnh, sẽ ô nhiễm lên phần lớn bộ máy. Cho nên, vì sự trong sạch của đảng, cậu phải lập tức xuống đó triển khai hành động. Nên làm sao thì cứ thế mà làm. Nhiệm vụ của cậu rất nặng nề nhưng tôi tin năng lực của cậu có thể giải quyết chuyện này. Tập tài liệu tham khảo nội bộ này tôi giao lại cho cậu. Khi cần thiết thì đưa cho Phạm Viễn hoặc các đồng chí có liên quan xem. Tôi biết, thật ra Ủy ban Nhân dân thành phố dịp cuối năm đã từng lên kế hoạch tu sửa suối Vượng Phu. Phương án này đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt thông qua. Sau đó tôi đã báo cáo việc này lên đồng chí Phạm Viễn, ông ấy cho biết hoàn toàn có thể thực hiện.
nhưng vì dịp cuối năm quá ư bận rộn nên kế hoạch này vẫn chưa được thông qua tại hội nghị thành ủy. Tôi cho rằng việc chống ô nhiễm ở Hải Đông và tu sửa suối Vượng Phu thật ra có thể hợp nhất tiến hành cùng một lúc. Chống ô nhiễm là chuyện lớn nhưng phòng lũ lụt cũng quan trọng không kém. Trận lụt lớn 97 kia chàng là một bài học đau đớn, toàn thành phố đã thiệt hại mất mấy chục mạng người. Đây là bài học phải trả bằng máu, quyết không thể để bi kịch này tái diễn. Diệp Phàm vòng vo chê chán lại quay lại chuyện tu sửa suối Vượng Phu, hẳn nhiên là muốn Phó Chủ tịch Đường giúp đỡ. Chết nhiều người vậy sao, đưa tôi xem nào. Chủ tịch Đường ngạc nhiên thốt lên. Diệp Phàm vừa nghe câu đó là lập tức lấy bản kế hoạch tu sửa suối Vượng Phu từ trong cặp ra, tuy nhiên, do quá vội lục tìm, hay là vì Diệp lão đại quá kích động mà từ trong túi ra rơi ra một bình ngọc tinh xảo. Bình ngọc to bằng cổ tay, chỉ cao chừng mười mấy cm, trông giống y một cái bình đựng trà. Diệp lão đại vội vàng cầm lấy cái bình ngọc rơi trên bàn muốn nhét lại vào trong túi ra nhưng chủ tịch Đường đã kịp hỏi. Bình đựng trà mà suốt ngày mang theo người, xem ra cậu là người mê trà lắm đây. Cái này, thưa chủ tịch, cái này, bên ngoài nhìn rất giống bình đựng trà nhưng thật ra bên trong không phải lá trà đâu. Diệp Phàm trả lời kèm đôi chút ấp úng. Không phải à, vậy đây là... Chủ tịch Đường có vẻ rất hứng thú, đưa ánh mắt dò hỏi. Đây là rượu thuốc do tôi tự tay ngâm lấy. Diệp Phàm vừa nói vừa quan sát đối phương. Chủ tịch Đường chắc cũng biết trước kia tôi có chút tay nghề vặt hồi còn làm ở tổ A. Tuy không làm nên thành tích gì đáng kể, tuy nhiên vẫn học được chút kỹ xa ảo điều phối thảo dược. Ồ, chủ tịch Đường ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu. Ừ, hồi còn ở tổ đặc nhiệm A cậu vốn là một cao thủ. Đáng tiếc, tuy nhiên cũng không việc gì. Dù không còn thân thủ khi xưa nữa thì vẫn có thể phục vụ cho nhân dân mà, cậu xem tôi đây tay trói gà không chặt mà chẳng phải vẫn tận tụy làm việc như ai đó sao? À mà rượu thuốc này của cậu có công dụng gì vậy? Đường Hạo Đông nói đến đây thì mỉm cười đầy ý vị. Có công dụng để tinh bổ khí, hơn nữa, không hề có tác dụng phụ. Chẳng giấu gì chủ tịch Đường, loại rượu thuốc này dùng mật của một chăn lục mấy trăm năm tuổi cùng hơn mấy chục loại thảo dược phối chế mà thành. Trước tiên, phải kể đến con chăn lục kia là đặc biệt hiếm thấy. Lúc tôi gặp phải nó muốn cắn người nên cũng không có cách nào khác đành phải xử lý luôn. Thiếu chút nữa là tôi vùi thân trong bụng chăn rồi. Hơn nữa, phối chế rượu chăn này cũng không dễ chút nào. Chủ tịch Đường chắc cũng rõ ở nước ta có một số cao nhân luyện võ. Bọn họ khi đạt đến cảnh giới cao thì có thể phát ra nội kình từ trong lòng bàn tay. Chắc hẳn vương bài bí ẩn trong tổ đặc nhiệm A đã đạt tới cảnh giới này. Diệp Phàm nói đến mức Đường Hạo Đông phải sững người vì ngạc nhiên. Ồ, y kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Người đó mà cậu cũng nhìn thấu được sao? Vốn dĩ tôi không biết, tuy hồi ở tổ đặc nhiệm A tôi từng đảm nhiệm tổ trưởng tổ 8. Nhưng những chuyện như thế tôi không thể biết được. Ngờ đâu hôm đó đại sư Akiyama Lifu từ Nhật Bản cùng đại sư Trần Vô Ba tỷ đấu, tôi cũng được cài cắm vào hiện trường. Sau đó đoán ra được đôi chút qua lời của một ông lão ngồi bên cạnh. Diệp Phàm bắt đầu kể lại. Một ông lão, ắt hẳn là một cao nhân rồi. Đường Hạo Đông nói đến đây dường như rất hứng thú liền nhấp một ngụm trà rồi hỏi tiếp. Đúng là vậy, giới võ thuật Trung Quốc có tới 6 vị cao thủ thanh danh hiển hách. Mỗi người đều là cao thủ đúng nghĩa, người trong giới luyện võ bọn tôi xưng tụng là Trung Quốc lục tôn. Diệp Phàm kể tiếp. Kể tiếp nghe xem nào. Mấy vị lục tôn đó. Đường Hạo Đông có vẻ rất thản nhiên khi hỏi chuyện Diệp Phàm. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn phát hiện ra thân mình đối phương hơi nghiêng về phía một chút. Tư thế này có nghĩa là y đang rất để tâm đến chuyện được kể. Diệp Phàm trong nháy mắt là hiểu ngay, tổ A sau này xét cho cùng là do Đường Hạo Đông một tay thao túng từ phía sau. Cho nên việc y chủ động quan tâm đến chuyện này cũng không có gì bất thường. Sau 3 năm Đường Hạo Đông ngồi lên ghế chủ tịch, tổ A sẽ được giao cho y. Chắc hẳn, chính vì bây giờ đã bước vào thời kỳ quá độ. Trước nay, Diệp Phàm cũng phát hiện các việc lớn ở tổ A đều do Đường Hạo Đông nhúng tay vào. Hẳn là chủ tịch Trấn muốn bồi dưỡng người kế nghiệp nên mới trao quyền cho cấp dưới. Tọa địa lão hổ phí Thanh Sơn, Bắc Sơn tiểu tử âm vô đao, Hán địa phi hồ xương hồng ngọc, Phu Sơn thủy tiên mai thiên tuyết, Đại Manh hảo hán quân nhược ly, Tàng Lang ác cẩu lạc phiêu phiêu. Sáu vị này đều có ngoại hiệu riêng, trong đó, em đã được gặp qua 3 vị cao thủ trong số đó.
ngày đó xuất hiện tại đấu trường đoạt ngôi Á quân chính là Bắc Sơn tiểu tử Âm Vô Đao. Vị lão tiền bối này chuyên lấy vô đao thắng hữu đao, song chỉ có thể chặt đứt cây cổ thụ to bằng miệng bát. Còn lợi hại hơn cả búa rìu. Lúc đó y phát hiện trên lôi đài ở đấu trường xuất hiện sau cùng chính là ông lão mang diện mạo xấu xí đó. Cùng Akiyama Lifu tiếp một trường, thực lực là tương đương nhau. Lúc chuyện phiếm cùng nhau phát hiện người này rất có thể là thế thân của người thần bí kia. Tôi nghĩ ông ta chắc là vương bài thần bí nhất trong tổ A. Tuy nhiên chuyện này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Diệp Phàm cười cười nhìn thẳng vào mắt chủ tịch Đường thăm dò. Chắc là chủ tịch Đường có biết về thân phận của y. Ha ha, cậu muốn thăm dò tôi, lá gan cũng không nhỏ đâu. Đường Hạo Đông đột nhiên bật cười khanh khách,